chương 246, nhận rõ bản thân. Sáng sớm hôm nay, Trung Linh Nhi liền chạy tới phòng Lâm Thanh Diện, nói với Lâm Thanh Diện rằng bọn họ đã quen biết hai ngày rồi, cho nên cũng là lúc cần tổ chức một cái hôn lễ đơn giản, nếu không đến khi Trung Linh Nhi mang thai thật thì sẽ bị người khác chê cười. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nhìn cô chủ ngây thờ này, nói với cô ấy rằng chẳng có ai mới quen hai ngày mà đã kết hôn, với cả Trung Linh Nhi vốn không có khả năng mang thai. Trung Linh Nhi không phục, nói trên TV có rất nhiều trường hợp mới quen một ngày mà đã kết hôn, thậm chí vừa kết hôn một ngày, ngày hôm sau đã sinh con. Lâm Thanh Diện giải thích với Trung Linh Nhi rằng loại tình huống đó không có khả năng xuất hiện, Trung Linh Nhi liên dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí còn nói ra cả tên phim truyền hình để Lâm Thanh Diện đi xem. Lâm Thanh Diện nhìn Trung Linh Nhi, nói nếu như mấy bộ phim truyền hình đó là thật thì sẽ đi ngược lại với lý thuyết sinh học thông thường. Cái đó chỉ là biên tập thôi, muốn sinh con cũng không phải như vậy, phim truyền hình chỉ cho những chi tiết đó lướt qua thôi. Vậy anh nói xem muốn sinh con thì phải làm sao sinh, lướt qua chi tiết nào thế? Dù sao anh cũng phải lấy ra chút chứng cứ chứ. Trung Linh Nhi mở to mắt, vẻ mặt vẫn không phục nói. Lâm Thanh Diên dở khóc dở cười, anh cũng không thể giảng cho Trung Linh Nhi một khóa về vệ sinh sinh lý. Theo lý thuyết thì một cô gái 19 tuổi, dù vô tình hay cố ý thì nói chung đều phải xem qua một vài video về quy trình tạo ra con người. Thuân khiết giống như Trung Linh Nhi, chỉ sợ không tìm được mãi người ở kinh đô này. Vì muốn thoát khỏi sự truy vấn của Trung Linh Nhi, Lâm Thanh Diện liền gọi Thạch Hạo tới rồi đem vấn đề nan giải này ném cho Thạch Hạo. Còn anh thì nhân lúc Trung Linh Nhi chuyển mục tiêu sang Thạch Hạo, vụng trộm chạy ra khỏi biệt thự, một mình đi ra ngoài giải sầu. Theo Lâm Thanh Diện đoán, Vết thương trên người anh có lẽ sẽ mất một ngày để khôi phục lại, bây giờ cần nghĩ cách để tiêu trừ công hiệu của thuốc vẫn còn trong cơ thể anh. Đợi cơ thể hoàn toàn khỏe lại, Lâm Thanh Diện sẽ có thể lên đường trở về Hồng Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Diện một mình đi tới một quảng trường nổi tiếng của huyện Yên Vân, định tìm một chiếc ghế dài để ngồi. Lúc này, anh chú ý tới một cô gái mặc áo vàng nhạt đang chụp ảnh, nhìn bóng lưng thì thấy có chút quen thuộc lâm thanh diện không nhớ ra mình đã gặp ở đâu liên cho là ảo giác của mình sau đó liên đi tới một chiếc ghế dài đúng lúc này cô gái kia xoay người lại định chụp một tấm hình ở phía sau cô vừa mới quay lại thấy được lâm thanh diện thì lập tức ngây ngẩn cả người lâm thanh diện sao anh lại ở đây lâm thanh diện thấy dáng vẻ của cô gái thì cũng sững sờ rồi lập tức cười cười nói trùng hợp thật không ngờ ở đây mà cũng gặp được cô cô gái cầm máy ảnh chính là người mà lâm thanh diện đụng phải trên chuyến bay về kinh đô trình nhược tâm trình nhược tâm tỉnh táo lại thì nhanh chóng đi tới bên cạnh lâm thanh diện trên mặt còn lộ ra vẻ thẹn thùng anh đến huyện yên vân này làm gì hai ngày trước tôi gửi tin nhắn trên messenger cho anh sao anh không trả lời trình nhược tâm mở miệng hỏi từ lúc được lâm thanh diện cứu ở cây tv quân hào trình nhược tâm liền có ấn tượng tốt với anh luôn muốn được gặp anh nhưng mà cô gửi messenger cho anh thì anh lại chẳng trả lời lại cô cho là anh đã sớm quên cô đi hoặc là hai người chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không để ý tới suy nghĩ của cô điều này làm cho trình nhược tâm có chút buồn bực vừa hay lúc này cô của trình nhược tâm mời đến huyện yên vân trời cô nghĩ tới giải sâu một chút cũng được lại không ngờ lại gặp được lâm thanh diện ở đây lúc vừa nhìn thấy lâm thanh diện trong đầu cô lại hiện lên một từ duyên phận lâm thanh diện xấu hổ cười hai ngày trước anh trải qua nhiều chuyện quá, làm gì có thời gian mà mở Messenger, thậm chí anh không có để ý tới Trình Nhược Tâm đã gửi tin nhắn trên Mess cho anh. Tôi tới đây có chút việc, không thấy tin nhắn của cô, thật có lỗi quá. Cô tới đây du lịch à? Lâm Thanh Diện hỏi. Trình Nhược Tâm gật nhẹ đầu, cô của tôi ở huyện Yên Vân, vừa hay chị họ tôi cũng ở nhà nên tôi tới đây chơi hai ngày. Bây giờ anh có bận gì không? Chị họ tôi và bạn trai của chị ấy đi mua nước rồi chúng tôi định tới phòng game arcade chơi, anh có muốn đi cùng không? Trình nhược tâm sợ Lâm Thanh Diện sẽ nói là cô cứ chơi tiếp đi nên tranh thủ hỏi một câu. Lâm Thanh Diện nghĩ dù sao mình cũng ra ngoài giải sâu, nếu đã gặp được Trình Nhược Tâm thì đi chơi một chút cũng không có vấn đề gì, cho nên liền gật đầu. Trình Nhược Tâm thấy vậy thì lập tức lộ vẻ vô cùng phấn khởi. Lúc này một nam một nữ cầm mấy chai nước tới, bọn họ chính là chị họ Lưu Tư Văn và bạn trai của chị ấy, Trịnh Vân Khoan. Nhược tâm, nước của em đây, người này là bạn của em à? Lưu Tư Văn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi hỏi một câu. Trình Nhược Tâm gật đầu, nói chị họ, đây chính là người mà em kể với chị, Lâm Thanh Diện, em cũng không ngờ là lại gặp anh ấy ở chỗ này. Lưu Tư Văn lập tức đánh giá Lâm Thanh Diện một chút. Lúc Trình Nhược Tâm nói về Lâm Thanh Diện, Lưu Tư Văn rất đồng ý việc Trình Nhược Tâm tìm bạn trai, với lại nghe Trình Nhược Tâm kể về chuyện ở cây TV Quân Hào thì trong ấn tượng của cô, lâm thanh diện hẳn là một người danh giá tối thiểu là có tiền nếu không thì không có mặt mũi lớn như vậy để trương quân hào giúp đỡ nhưng bây giờ thấy người thật lưu tư văn lập tức coi thường trong lòng lâm thanh diện mặc quần áo bình thường xem ra là đồ mua ở vỉa hè cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt hoàn toàn là một kẻ nghèo kiết xác trình nhược tâm và lưu tư văn đều thuộc gia đình trung lưu trong quan niệm của cô đương nhiên không có khả năng để trình nhược tâm kiếm một kẻ nghèo hèn làm bạn trai tất cả cộng lại làm cho ấn tượng đầu tiên của Lưu Tư Văn với Lâm Thanh Diện vô cùng tệ. Lúc đầu cô tính đưa nước cho Lâm Thanh Diện, nhưng đánh giá xong anh thì lại cầm nước trở về. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, lễ phép cất tiếng chào Lưu Tư Văn và Trịnh Vân Khoan. Nhược tâm, em tìm bạn trai cũng được nhưng tối thiểu cũng phải môn đăng hộ đối. Nếu như tranh lệch quá nhiều thì tốt nhất là em nên suy nghĩ lại, Lưu Tư Văn thẳng thắn nói. Mặt trình nhược tâm lập tức đỏ lên, trả lời chị họ em nói muốn tìm bạn trai khi nào cái tâm tư nhỏ của em kia chị còn không nhìn ra chắc nếu em không có ý đối với cái tên lâm thanh diện này thì sao lại nhắc đến anh ta với chị nhưng mà điều kiện của anh ta quá kém hai người không thể nào đâu em muốn tìm cũng phải tìm một người tương đương vân khoan lưu tư văn quay đầu liếc mắt ra hiệu cho trịnh vân khoan trịnh vân khoan hiểu ý lập tức tới trước mặt lâm thanh diện cười nói người anh em Tôi cũng không muốn thừa nước đục thả câu với anh. Điều kiện gia đình của Nhược Tâm hẳn anh cũng có thể nhìn ra, nếu anh đối với em ấy có ý thì tôi khuyên anh sớm quên cái ý nghĩ đó đi, hai người không có kết quả đâu. Lâm Thanh Diện cười nhìn Trịnh Vân Khoan một chút rồi mở miệng nói, tôi và cô ấy chỉ mới quen thì sao có ý với cô ấy được, hơn nữa tôi cũng kết hôn rồi. Vậy thì tốt rồi, chơi một chút thì được nhưng anh phải biết, anh không xứng với Nhược Tâm, Trịnh Vân Khoan lại nói. Trình Nhược Tâm thấy Trịnh Vân Khoan và Lưu Tư Vân bắt đầu tấn công Lâm Thanh Diện thì có chút ảo não, nói chị họ, anh ấy là bạn của em, hai người đoán mò cái gì vậy? Hai người còn như vậy nữa là em không đi chơi với hai người đâu. Được rồi, được rồi, bọn chị chỉ là lo em bị lừa thôi. Người này cũng kết hôn rồi mà còn chơi đùa với một cô gái nhỏ như em, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Cái gì cũng phải để tâm một chút mới không sợ sai, Lưu Tư Văn trả lời. Lâm Thanh Diện không phải người như hai người nghĩ đâu, Trình Nhược Tâm giải thích. Bọn anh biết rồi, cho nên mới không đuổi anh ta đi. Đi thôi, chúng ta tới phòng game arcade chơi đi, đưa theo anh ta nữa, hôm nay anh mời khách, Trình Vân khoan mỉm cười. Mấy người liền đi tới một phòng game arcade gần đó. Trình Nhược Tâm đi theo bên cạnh Lâm Thanh Diện, có chút áy náy nói, xin lỗi, chị họ tôi có hơi nhạy cảm, anh đừng để ý. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, không sao. Không biết vì sao khi thấy dáng vẻ không quan tâm của anh, trong lòng cô đột nhiên có chút mất mát. Dù sao Lâm Tư Văn nói không sai, đúng là cô hơi có ý với anh, nhưng giờ xem ra anh không có bất cứ ý tứ gì với cô cả, không thì sợ là đã không chịu được lời nói khinh miệt của Lưu Tư Văn và Trịnh Vân Khoan rồi. Lưu Tư Văn và Trịnh Vân Khoan đi phía trước, Lưu Tư Văn liếc về phía sau nhìn Trịnh Nhược Tâm và Lâm Thanh Diện một chút, nói nhỏ với Trịnh Vân Khoan, em nói cái tên nghèo hèn kia nhất định có ý với Nhược Tâm loại nghèo rách như anh ta làm sao có thể xứng với nhược tâm nhà em. Nhất định phải chặt đứt cái suy nghĩ này của anh ta, nếu không người thua thiệt sẽ là nhược tâm. Trịnh Vân khoan gật nhẹ, cười nói, yên tâm đi, tên nhóc này chắc là xem phim tình cảm nhiều quá nên tưởng là cóc ghẻ như mình mà cũng có thể ăn được thiên nga. Chờ lát nữa tới phòng game, anh sẽ cho anh ta ý thức được giữa anh ta và chúng ta có giai cấp tranh lệch. Không lâu sau, mọi người đã tới phòng game kết trịnh vân khoan cổ ý đừng ngay trước mặt lâm thanh diện dùng ba triệu mua xu còn nói thêm người anh em anh phải biết có vài cô gái từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé tùy tiện chơi một chút đều là tiên không có tiền anh chỉ có thể chơi cùng với những cô gái cùng đẳng cấp với mình thôi điều này anh phải nghĩ rõ ràng lâm thanh diện chỉ cười rồi đi vào bên trong trịnh vân khoan thấy lâm thanh diện không nghe lời mình thì trong lòng cũng có chút khó chịu anh ta đi lấy tiền xu để chơi rồi đưa cho Trình Nhược Tâm và Lưu Tư Văn đi gấp gấu bông. Còn anh ta thì đưa Lâm Thanh Diện tới máy kiểm tra lực tay phía trước. Gần đây Trịnh Vân Khoan đang luyện quyên, cánh tay cũng có cơ bắp. Anh ta thấy Lâm Thanh Diện dám không nhìn mình, vậy thì anh ta nhất định phải dùng phương thức giữa những người đàn ông để cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ đạo lý này. Nói thật, nghèo túng sẽ làm cho người ta bận rộn, cũng không có thời gian rảnh mà đi làm việc khác. Ví dụ như tập thể hình, nhìn dáng vẻ này của anh chắc là bình thường ít tập luyện thể trạng này của anh làm sao mà bảo vệ nhược tâm được tôi luyện quyền cũng là vì muốn dạy dỗ mấy người không biết tốt xấu kia rõ ràng không có tư cách vẫn cố chấp tiếp cận người khác nghĩa vụ của tôi là đánh cho những kẻ đó phải chạy xa nói xong anh ta liên đấm một đấm vào máy kiểm tra lực tay anh ta thấy mình đã nói rõ ràng thế rồi hơn nữa lâm thanh diện nhìn thấy sức mạnh của một đấm này thì hẳn sẽ phải lùi bước trên máy kiểm tra lực tay nhanh chóng hiện thành tích là 892 điểm, thay đổi kỷ lục của phòng game này. Vẻ mặt Trịnh Vân Khoan vô cùng đắc ý, nhường chỗ cho Lâm Thanh Diện, ngạo nghề nói, anh cũng tới thử một chút đi, điểm thấp cũng không sao, có thể nhìn rõ trình độ của mình cũng là một chuyện tốt, chương 247, một quyền bất ngờ. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiêu tức. Anh không ngờ mình chỉ ra ngoài giải sâu một chút lại bị xem là trai nhà nghèo theo đuổi cái nhà giàu còn bị nhắc nhở nên dừng lại. Ý tứ vừa rồi của Lâm Thanh Diện cũng có vẻ mang ý cảnh cáo Lâm Thanh Diện, nếu như anh dám có ý nghĩ gì với Trình Nhược Tâm thì Trình Vân Khoan sẽ dùng nắm đấm để dạy anh làm người. Mặc dù Lâm Thanh Diện không có ý này, nhưng bị người ta cưỡng ép chụp mũ lên như thể làm cho anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Cho nên, anh cũng không khách khí với Trình Vân Khoan nữa, đứng lên máy kiểm tra lực tay. Vừa rồi Trịnh Vân Khoan mới thiết lập kỹ lực mới nên máy liên phát ra một bản nhạc ồn ào, sau đó là tiếng điện tử hô ta, phá kỷ lục. Phá kỷ lục. Những người xung quanh đều bị âm thanh này hấp dẫn, sau khi chạy tới xem thì vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Người bình thường chơi máy kiểm tra lực tay này đánh được 4, 500 điểm đã coi như không tệ. Trịnh Vân Khoan lại đạt được tận gần 900 điểm, đã đủ nói rõ sức mạnh của anh ta. Wow, đúng là quá lợi hại, đánh được điểm số cao như thế một đấm này của anh ta vào rơi vào đầu tôi thì chắc là đầu tôi sẽ bị đập nát mất. Quá siêu rồi, cơ bắp và lực tay mạnh như thế, chẳng lẽ người này là một tay quyền anh chuyên nghiệp? Trịnh Vân Khoan thấy chung quanh nhiều người tới vây xem như thế thì trên mặt lộ ra nụ cười tươi giói, mở miệng nói, không dám, không dám, đây cũng là trình độ ngày thường của tôi. Nếu như trạng thái tốt, hơn 900 điểm là không thành vấn đề. Đám người lại một trận xôn xao. Vậy để người anh em này thử một chút xem có thắng được tôi không, Trịnh Vân Khoan lại nói thêm một câu, ánh mắt lóe lên tia mỉa mai. Người chung quanh đều cười vang, bọn họ so sánh hình thể của Lâm Thanh Diện và Trịnh Vân Khoan đã cảm thấy Lâm Thanh Diện không có khả năng thắng được Trịnh Vân Khoan. Với lại trên người Lâm Thanh Diện có vết thương cho nên sắc mặt tái nhợt đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy có chút yếu đuối. Nhưng người này đương nhiên càng cảm thấy Lâm Thanh Diện không cách nào hơn được điểm của Trịnh Vân Khoan. Đúng là chết cười, vậy mà anh ta lại muốn đi khiêu chiến với người có điểm số cao như vậy. Nhìn vóc dáng đi, đoán chừng 400 điểm là cùng. Sao tôi thấy người này còn yếu hơn so với tôi nhỉ? Các người nhìn mặt anh ta không có chút máu, giống như lúc nào cũng có thể ngất xỉu vậy. Tôi thấy chắc còn chẳng được 400 điểm ấy. Cũng không biết anh ta nghĩ thế nào mà lại muốn khiêu chiến người được hơn 800 điểm, chẳng lẽ muốn chọc cười à? Lúc này Trình Nhược Tâm và Lưu Tư Văn cũng đi tới. Thấy Lâm Thanh Diện và Trịnh Vân Khoan đang đứng trước máy kiểm tra lực tay thì vội đẩy đám người bên cạnh ra. Hai người nghe được tiếng bàn tán thì lập tức hiểu rõ Trịnh Vân Khoan và Lâm Thanh Diện đang so tài cao thấp. Lưu Tư Văn nói, cái loại nghèo kiết xác đó mà cũng dám so lực đấm với Vân Khoan, đúng là buồn cười. Nhược Tâm, đối với loại người không biết người biết ta này, tốt nhất em nên cách xa một chút. Trình Nhược Tâm lập tức cau mày, chị họ Lâm Thanh Diện không phải kẻ nghèo hèn, chị đừng nói anh ấy như vậy. Chị thấy em là bị anh ta mê hoặc rồi, bây giờ cái gì em cũng nói đỡ cho anh ta, chị nói em có ý với anh ta, em lại còn không nhận, Lưu Tư Văn nói. Lúc này, Trịnh Vân Khoan đi tới bên cạnh bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, tên nhóc này muốn khiêu chiến với sức mạnh của anh, cũng không biết anh ta gan lớn hay là ngu ngốc mới đúng. Nhược tâm, thông qua chuyện này, em sẽ có thể nhìn ra trình độ của tên này anh ta là một kẻ yếu đuối, dáng dấp lại không đẹp trai, còn thích làm việc quá khả năng. Loại người này có gì tốt, anh khuyên em nên đá anh ta sớm đi, đỡ lãng phí thời gian. Lúc này, Lâm Thanh Diện đứng trước máy kiểm tra lực tay, giơ nắm đấm của mình lên, sau đó đấm thẳng một đường xuống. Trong nháy mắt, trên máy hiến thị số điểm lên tới 999. Nó không có cách nào lên cao nữa, vì đây chính là con số lớn nhất rồi. Sau đó, máy phát ra tiếng tích tích liên tiếp, dường như là do một quyền này của Lâm Thanh Diện sức mạnh quá lớn, làm cho máy móc xuất hiện trục trặc. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, không ngờ lực tay của Lâm Thanh Diện lại lớn như vậy, còn làm cho máy kiểm tra không đo được trình độ chính xác. Đám người vừa chế diễu Lâm Thanh Diện thì kinh ngạc đến há to miệng, hiển nhiên lời bọn họ vừa nói đã đánh ngược trở lại mặt họ. Đây, đây cũng quá trâu bò rồi, lại làm cho máy kiểm tra bị gặp trục trặc một đấm này của anh ta rốt cuộc là mạnh cỡ nào đúng là xấu hổ nhìn dáng vẻ của anh ta còn tưởng không có lực không ngờ lại siêu đến vậy vốn cho rằng là một thanh sắt ai ngờ lại là vàng thỏi trịnh vân khoan nhìn máy kiểm tra thì cũng ngạc nhiên vô cùng anh ta vừa rồi có nói lâm thanh diện khoác loác chuyện quá khả năng ai ngờ bây giờ lại bị lời mình nói vào mặt lưu tư văn cũng kinh ngạc không kém sao lại chuyển phẫn nộ Cô ta không có cách nào tiếp nhận việc Lâm Thanh Diện còn lợi hại hơn cả Trịnh Vân Khoan. Điều này làm cho cô ta vô cùng mất mặt. Vẻ mặt Trình Nhược Tâm thì vui vẻ, sau đó quay qua nhìn Trịnh Vân Khoan, nói: "Lâm Thanh Diện đâu có yếu đuối, anh ấy lợi hại như vậy, thế mà có thể đánh hỏng máy kiểm tra chỉ bằng một đấm." Điều này còn không tính sao? Trịnh Vân Khoan xấu hổ vô cùng, nhất thời không có cách nào phản bác lại Trình Nhược Tâm. "Hừ, cái này có là gì?" Nhất định là anh ta ở thôn quê, làm việc nhà nên luyện ra được, vốn chẳng có gì kỳ lạ. Nhược Tâm, em đừng vì một ít đặc điểm của anh ta mà bị mê hoặc tâm hồn, Lưu Tư Văn nói. Trình Nhược Tâm bĩu môi, hiển nhiên không đồng ý với Lưu Tư Văn. Trong mắt cô, Lâm Thanh diện chính là một người rất lợi hại. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng game arcade, Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Uyên cũng đến nơi này chơi, còn có cả một người đàn ông vẻ mặt hung ác, trên tay có xăm hình con sói đói người này là từ vĩ cường nổi tiếng là kẻ ngung cuồng ở huyện yên vân là tay chân hạng nhất của thạch hảo ở toàn bộ huyện yên viên này người có thể trị được từ vĩ cường chỉ có thạch hảo bởi vì làm việc dưới trướng thạch hảo nên từ vĩ cường là lục ngọc kỳ có quan hệ vô cùng tốt lần này lục ngọc kỳ nói với từ vĩ cường là muốn anh ta hỗ trợ giải quyết một tên bỏ đi từ vĩ cường không hề do dự mà đồng ý anh cường chuyện lần này nhờ anh sau khi thành công chúng tôi nhất định sẽ hậu tả anh cường chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là một tên vô dụng thôi sao, chỉ cần trừ khử anh ta là không có nỗi lo về sau, vậy không tính là chuyện lớn gì từ Vĩ Cường cười lớn. Anh Cường nói đúng, tên vô dụng đó sớm đã có tiếng xấu ở chỗ chúng tôi, với lại chẳng ai quan tâm anh ta. Nếu anh ta chết ở nơi khác, chỉ sợ không có ai tới tìm cả, hứa Bích Nguyên cũng cười nói. Sáng nay bọn họ liền phát hiện ra tung tích của Lâm Thanh Diệt, đi theo anh ra quảng trường rồi lại sắp xếp người đi theo anh tới phòng game. Từ Vĩ Cường đã sắp xếp đàn em xong xuôi, chỉ cần tìm được cơ hội sẽ ra tay với Lâm Thanh Diện. Lúc ba người đi tới phòng game thì một người đàn ông từ bên trong chạy ra, sau khi tới trước mặt Từ Vĩ Cường thì nói, đại ca, bọn họ đang ở trong chơi máy kiểm tra lược tay. Có điều cái máy đó hình như bị trục trặc gì đó. Đừng để ý bọn họ làm gì. Bây giờ cậu nghĩ biện pháp đưa tên nhãi kia đến trong phòng làm việc trong phòng game, mang mấy người đi cùng nó theo cũng được, chúng ta chỉ chết nó trong phòng làm việc, từ vĩ cường mở miệng. Người kia lập tức gật đầu, rồi quay người đi vào trong phòng game lần nữa. Từ vĩ cường nhìn tới Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên thì cười nói, đi theo tôi, một lát nữa là được coi trò hay rồi. Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên liếc nhau một cái, bọn họ đều biết có từ vĩ cường ra tay, Lâm Thanh Diện nhất định không chạy thoát được. chương 248 sẽ khiến các người hối hận. Trong khu trò chơi điện tử giữa, sau khi lâm thanh diện đấm vào máy boxing xong liền quay sang nhìn xung quanh lúc nhìn thấy đám người trình nhược tâm đứng bên cạnh anh lập tức bước tới anh nhìn vẻ mặt xấu hổ của trịnh vân khoan cười nói tôi thấy trình độ của tôi không tệ anh thấy sao trịnh vân khoan lạnh lùng hừ một tiếng nói anh đắc ý gì chứ không thấy cái máy đó có biểu hiện bị trục chặt sao anh có biết là lúc bị anh đánh nó đã trục chặt rồi không lỡ như nó bị hư trước khi anh đấm vào thì sao Trình Nhược Tâm nhìn sang Trịnh Vân Khoan có chút bất mãn nói: "Cái máy đó rõ ràng là bị Lâm Thanh Diện đánh hư sao có thể hư trước khi anh ấy đánh chứ? Tôi thấy Lâm Thanh Diện rất lợi hại, cớ gì anh cứ không chịu thừa nhận nhỉ?" Trịnh Vân Khoan bị lời lẽ của Trình Nhược Tâm làm cho xấu hổ, nên nhất thời cũng không biết nên trả lời cô thế nào. Lưu Tư Văn vội đỡ lời cho Trịnh Vân Khoan: "Chẳng phải anh ta chỉ hơi mạnh một chút thôi sao? Vậy thì có gì mà lợi hại chứ?" anh ta không làm việc trong thôn nên dù anh ta có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể làm một người làm công việc lao động chân tay cả đời mà thôi. Trình Nhược Tâm tức giận bất bình, cô hiện tại không muốn để ý tới chị họ mình cùng Trịnh Vân Khoan nữa. Đúng lúc này có mấy người đàn ông chạy tới, họ lập tức đi về phía Lâm Thanh Diệt, sắc mặt trông khá là khó chịu. Người đàn ông dẫn đầu bước tới trước mặt Lâm Thanh Diệt, lạnh lùng nói cậu phá khu trò chơi của chúng tôi nên bây giờ cậu phải đi theo chúng tôi vào văn phòng bàn về vấn đề bồi thường lưu tư văn cùng trịnh vân khoan vốn dĩ vẫn còn đang khó chịu nhưng khi nghe thấy những lời đó bọn họ lập tức cười ha hả đúng là nghiệp quật mà chẳng phải vừa rồi còn rất hùng hồn sao kết quả bây giờ người ta bắt anh phải bồi thường rồi anh có tiền để bồi thường cho người ta không hả trịnh vân khoan cười nhạo không chút nể mặt Lâm Thanh Diện cũng không ngờ những người này lại đến bắt anh bồi thường nên tỏ vẻ kinh ngạc, có điều anh cũng không để bụng, dù gì cũng chỉ là một cái máy bóc sinh thôi mà, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trình Nhược Tâm đứng bên cạnh hơi bất mãn, cô nhìn chăm chằm những người đó, chất vấn cái máy này bị hư là trách nhiệm của các người, sao lại bắt anh ấy bồi thường. Anh ấy chỉ đấm có một đâm, các người để máy ở đây, không phải là vì để cho người khác đấm vào sao, hiện tại nó xảy ra vấn đề, chứng tỏ các người không bảo trì cẩn thận mà thôi. Người đàn ông lập tức chừng mất với Trình Nhược Tâm nói, bớt xen vào chuyện của người khác đi, ở đây không có chỗ cho cô nói đâu. Anh là kiểu người gì thế, tôi đang nói lý lẽ với anh đấy, Trình Nhược Tâm không chịu thoái nhượng nói. Lưu Tư Văn kéo Trình Nhược Tâm nói, đó là chuyện của anh ta, em đừng có nhúng tay vào, mà nó cũng là cơ hội để kiểm tra anh ta, nếu ngay cả chút tiền đó mà cũng không bỏ ra được thì chứng tỏ anh ta là một kẻ nghèo hèn, Phòng làm việc của các anh ở đâu? Tôi sẽ bồi thường cái máy này, đưa tôi tới đó đi." Lâm Thanh Diện nheo mắt nhìn những người trước mặt đồng thời cảm thấy kỳ lạ, anh cứ có cảm giác rằng những kẻ này không phải là nhân viên của khu trò chơi điện tử. Mấy người kia thấy Lâm Thanh Diện đồng ý bồi thường thì lập tức quay đi, đưa Lâm Thanh Diện đi về phía văn phòng. Trình Nhược Tâm thấy thế, vội vàng chạy theo, cô ấy không muốn Lâm Thanh Diện chịu thiệt, nói cho cùng, trang bị trong khu trò chơi điện tử không phải lúc nào cũng tốt. Lâm Thanh Diện không cố ý nên không cần trả tiền. Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan liếc nhau rồi cũng đuổi theo, bọn họ đương nhiên không theo để nói giúp Lâm Thanh Diện mà chỉ muốn xem trò cười của anh mà thôi, theo bọn họ thấy có thể khiến Lâm Thanh Diện mất mặt thì anh ta sẽ không theo đuổi trình nhược tâm nữa. Bốn người cùng tới phòng làm việc, mấy người đưa bọn họ đi cũng không để ý, đợi bọn họ vào phòng rồi liền trực tiếp chặn cửa lại. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn mấy kẻ đó, lạnh lùng hỏi: "Các người là ai?" muốn làm gì người ta nhân viên công tác của khu trò chơi điện tử đương nhiên là kêu anh đến để bồi thường rồi anh nghĩ người ta muốn làm gì hả lưu tư văn giấu môi nói cô ta vừa dứt lời ngoài cửa lập tức có mấy gã cầm theo gậy gộc xông vào lưu tư văn sửng sốt vội vàng núp sau lưng trịnh vân khoan cô ta hoàn toàn không ngờ được những kẻ này hóa ra không phải là nhân viên của khu trò chơi trịnh vân khoan cũng nheo mắt nhìn đám người đó lẩm bẩm nói, lẽ nào tên nhóc này đã chọc vào những kẻ không nên chọc rồi, nhìn trận này thì thấy có lẽ anh ta không phải là một nhân vật tâm thường, nhược tâm, tụi anh đã nói rồi, em không nên thân thiết với tên nhóc này, bây giờ thì em sáng mắt rồi chứ, anh ta không chỉ là một tên nghèo mạt mà còn là một tên mưu mô gian xảo. Nói xong, Trịnh Vân Khoan Liên dẫn Lưu Tư Văn cùng Trình Nhược Tâm ra ngoài. Mọi người, đây là chuyện giữa các người và tên nhóc đó, không liên quan gì tới chúng tôi cả, chúng tôi chỉ là vào nhầm chỗ mà thôi, nên hãy để chúng tôi đi Trịnh Vân Khoan nữa. Tên canh cửa đẩy Trịnh Vân Khoan một cái, mắng, đã bước qua cánh cửa này thì đừng hòng bước ra, không cần biết mày và nó có quan hệ gì hay không. Hôm nay anh Cường muốn tìm thằng nhóc này tính sổ, các người đã tới cùng nó thì cứ chờ Cường xử trí một lần luôn đi, muốn trách thì trách tụi mày quá xui xẻo khi có quan hệ với thằng nhóc này. Trịnh Vân Khoan biến sắc, hỏi anh Cường, anh Cường mà anh nói là từ Vĩ Cường à? Không sai, chính là tôi, lúc này ngoài cửa lại có một người bước vào, đúng là Từ Vĩ Cường. Sắc mặt của Trịnh Vân Khoan và Lưu Tư Văn đột nhiên trở nên vô cùng khó nhìn, hai người họ đều là người huyện Yên Vân nên hiển nhiên là họ đã nghe đến danh tiếng của Từ Vĩ Cường, nếu ai chọc vào anh ta thì nhất định sẽ phải ăn trái đắng. Lưu Tư Văn quay sang trừng mắt với Lâm Thanh Diện, quát tên khốn kiếp nhà anh đã làm gì rồi hả? Tại sao anh lại chọc vào một nhân vật như Từ Vĩ Cường chứ? lâm thanh diện cũng bối rồi vì anh hoàn toàn không biết từ vĩ cường là ai lại càng không biết từ vĩ cường tìm mình để làm gì tôi không biết anh ta tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì chuyện này cô nên hỏi anh ta thì hơn lâm thanh diện nói lưu tư văn cho rằng lâm thanh diện cố ý nói vậy nên lửa giận trong lòng lại càng bốc lên hận không thể xông lên đánh lâm thanh diện một trận trình nhược tâm cũng không cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra không phải bảo anh ấy đến để thường tiền ư tại sao đột nhiên có nhiều người xông vào như vậy, lại còn có một người rất nổi tiếng ở huyện Yên Vân nữa chứ. Trịnh Vân khoan hít sâu một hơi, đi đến trước mặt từ Vĩ Cường, nói anh Cường, tôi là người của công ty May Xuân Hoa, lúc trước ba tôi từng nhậu với anh rồi. Chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi cả, anh hãy thả chúng tôi đi đi. Từ Vĩ Cường nhìn chằm chằm Trịnh Vân Khoan rồi nói, mặc kệ các người có quan hệ gì với anh ta hay không, hôm nay các đã tới cùng anh ta thì có thể tự trách mình xui, tôi cũng không quan tâm ba anh có từng uống rượu với tôi không, người uống cùng tôi rất nhiều, ông đây sao nhớ được chứ? Trịnh Vân Khoan lập tức nghiến răng, chút toàn bộ oán hận lên Lâm Thanh Diện. Anh ta quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nói, anh là đồ sao trổi, đều vì anh hết, bằng không chúng tôi cũng sẽ không gặp xui xẻo chung với anh. Lâm Thanh Diện nhún vai, nói tôi có kêu các người đi cùng đâu, là tự các người đi theo đấy chứ. Trịnh Vân Khoan tức giận muốn ra tay đánh người nhưng ngại từ Vĩ Cường đứng đó nên anh ta chỉ có thế kiềm chế. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì mau đi câu xin anh Cường tha thứ đi, nếu anh cầu xin anh ta chưa biết chừng anh ta có thể mở cho chúng ta một lối thoát, buông tha chúng ta, anh đừng có chơi như người gỗ thế, Lưu Tư Văn đẩy Lâm Thanh Diện một phen. Lâm Thanh Diện nhìn từ Vĩ Cường, hỏi ai sai các người tới đây, nói ngay lập tức thì tôi sẽ giúp các người bớt phải chịu đau khổ. Từ Vĩ Cường sừng sốt, lập tức cười ha ha nói, đúng là thăng vô dụng thích ra vẻ, mày nói xem, một thăng nổi tiếng hèn nhát như mày rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để nói với tao những lời đó hả? Trịnh Vân khoan cùng Lưu Tư Văn cũng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện nói chuyện với Tử Vĩ Cường kiểu đó đúng là chán sông mà. Lâm Thanh Diện nghe Tử Vĩ Cường nói xong, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, nói, nếu tôi đoán không sai thì có lẽ hứa Bích Huyên cùng người tên là Lục Ngọc Kỳ sai anh tới, bây giờ chắc bọn họ đang đứng bên ngoài, hãy kêu họ vào đây. Những kẻ thích nói Lâm Thanh Diện là tên vô dụng nổi tiếng thì ở Hồng Thành có rất nhiều, nhưng ở huyện Yên Vân thì chỉ có một mình hứa Bích Huyên. Bây giờ từ Vĩ Cường đã nói ra như vậy thì rõ ràng chỉ có thể là hứa Bích Huyên nói cho anh ta biết mà thôi. Người sai từ Vĩ Cường tới hiển nhiên cũng chỉ có hứa Bích Huyên, Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ, với tính cách của hứa Bích Huyên thì cô ta tuyệt đổi sẽ không bỏ qua việc bắt trước tiếng chó sủa tại trường đua hôm qua. Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên đúng là đang đứng bên ngoài, bọn họ cũng không ngờ Lâm Thanh Diện có thể đoán ra được việc họ là người sai từ Vĩ Cường đến nhanh như vậy, có điều đã bị đoán ra thì cũng không việc gì phải trốn tránh nữa, dù sao Lâm Thanh Diện hôm nay cũng sẽ trở thành cái xác không hồn, cho nên có lộ mặt cho anh biết hay không cũng chẳng sao. Cả hao đều bước vào phòng, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt diều cợt. Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại thông minh như vậy, còn đoán được là chúng tôi sẽ đến kiếm chuyện với anh, nhưng anh cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi. Trước khi chết cho anh biết anh chết trong tay ai coi như là sự tôn trọng dành cho anh vậy. Lục Ngọc Kỳ mở miệng nói. Trịnh Văn Khoan và Lưu Tư Vân nghe được bọn họ muốn giết Lâm Thanh Diện, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trình Nhược Tâm cũng sợ hãi quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nhưng cô phát hiện anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể không quan tâm đến chuyện đó. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không sợ dù chỉ một chút sao? Anh cường chuyện này thật sự không liên quan gì tới chúng tôi cả, anh hãy tha chúng tôi đi đi, chúng tôi cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra, Trịnh Vân khoan tuyệt vọng cầu xin. Từ Vĩ Cường hừ lạnh một tiếng, nói chuyện này đã bị các người nghe thấy, ai biết các người có nói ra hay không, cứ yên tâm đi, tôi sẽ không giết các người đâu mà chỉ biến các người thành lũ câm điếc, vậy thì sẽ hết cơ hội nói ra chuyện này. Lưu Tư Văn trông như sắp khóc, cô ta quay sang đánh một phát vào gáy Lâm Thanh Diệt, mắng, đều tại tên khốn kiếp nhà anh, nếu không có anh thì sao chúng tôi phải gặp chuyện rắc rối này chứ? Anh là đồ sao chối, anh không nên sống trên cõi đời này mới phải. Trình Nhược Tâm vội và ngăn Lưu Tư Văn lại nói, chị họ cứ bình tĩnh đã, em thấy Lâm Thanh Diện có thể sẽ không khiến chúng ta gặp xui xẻo đâu. Cô nghĩ vậy là ngây thơ quá rồi, anh ta chỉ là một gã vô dụng mà thôi, anh Cường là một nhân vật tiếng tăm của huyện Yên Vân, dưới chương anh ta có nhiều thuộc hạ như vậy lẽ nào còn không đối phó được một tên bỏ đi đừng khờ dại nữa, hứa bích huyên cười khẩy. Trình nhược tâm căn cắn môi, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, hiện tại cô ta đang cấp thiết hy vọng Lâm Thanh Diện có thể giống buổi tối hôm đó, giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh. Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó bước tới một bước, cười nói, cô ấy nói đúng, chuyện này không liên quan đến bọn họ, tôi sẽ không để họ xảy ra chuyện. Nhưng còn các người muốn dùng biện pháp này để đối phó tôi thì tức là đã chạm đến cực hạn của tôi rồi, tôi sẽ khiến các người hối hận vì đã đưa ra quyết định như vậy, chương 249, không cần phải đi. Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên đều tỏ vẻ khinh thường, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ đang ra vẻ mà thôi. Lục Ngọc Kỳ quay đầu nhìn từ Vĩ Cường nói, anh Cường, đừng nhiều lời với tên ngu ngốc này nữa, hãy cho anh ta nếm sự lợi hại của anh đi, trước tiên bảo người của anh đánh gãy tay chân của anh ta đã. Hôm qua anh ta đã bắt chúng tôi phải làm trò giả bắt trước tiếng chó sủa trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay ở trước khi lấy mạng anh ta, tôi muốn anh ta thật sự làm một con chó. Từ vĩ cường lộ ra vẻ mặt tàn nhân, độc ác, nói với tên đàn em trong băng nhóm mình, cùng lên đi, theo lời thăng lục mà làm, trước tiên đánh gãy tay chân nó đã. Lâm Thanh Diện nhìn về phía ba người trình nhược tâm nói, mọi người lui ra phía sau một chút đi. Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan lập tức kéo trình nhược tâm lùi về sau mấy bước, Lưu Tư Văn hung tợn trừng mắt với Lâm Thanh Diện, trong mắt ngập tràn sự trách móc nói cứ như anh có thể đối phó với cả đám người đó vậy, thế thì có bị đánh chết cũng đáng, Lưu Tư Văn tức giận nói. Đám đàn em của Từ Vĩ Cường lập tức vây quanh Lâm Thanh Diện bên này vây quanh lại đây, tên nào tên nấy đều tỏ vẻ háo hức, muốn ra tay, không hề coi Lâm Thanh Diện ra chút gram nào. Tên vô dụng này từng được huấn luyện à, sao tôi cứ cảm thấy anh ta tỏ vẻ không sợ gì hết vậy? Lục Ngọc Kỳ mở miệng hỏi một câu. Hứa Bích Huyên cười nhạo một tiếng, nói huấn luyện cái con khỉ ấy, ở nhà anh ta cũng chỉ rửa chén, quét rác, giặt quần áo, kỹ năng quét rác của tên não tàn này có khi đã đạt tới thượng thừa rồi nên mới cảm thấy mình có thể đối phó với nhiều người như vậy. Nghe hứa Bích Huyên nói như vậy, Lục Ngọc Kỳ cùng Từ Vĩ Cường đều bật cười ha ha. Lúc này một tên đàn em của Từ Vĩ Cường tung ra một cước với Lâm Thanh Diệt, nhưng thân hình anh chuyển động ngay tức khắc. Động tác của những người này giống như rùa bò trong mắt Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nghiêng người, đá một cước vào đùi tên đàn em đó, rắc một tiếng, người nọ té trên mặt đất, lập tức kêu rên. Ngay sau đó, bóng dáng Lâm Thanh Diện đi tới đi lui giữa đám đàn em, những người này đều không cách nào nhìn rõ động tác của Lâm Thanh Diện nhưng đều cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể đau nhói rồi ngã xuống đất kêu gào. Nụ cười trên mặt của ba người đám lục ngọc kỳ nháy mắt cứng đờ, nhìn Lâm Thanh Diện vẻ mặt ngỡ ngàng. Bọn họ không ngờ người mà bọn họ cho là một tên vô dụng chỉ biết quét nhà rửa bát lại có thân thủ lợi hại như vậy. Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan cũng không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ lợi hại như vậy, thấy Lâm Thanh Diện dễ dàng đánh gục đám đàn em của Từ Vĩ Cường, bọn họ lập tức hiểu ra vì sao Lâm Thanh Diện lại tự tin nói những lời ấy. Trình Nhược Tâm kích động hô lên một tiếng, cô biết Lâm Thanh Diện khẳng định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện. Chị họ, bây giờ chỉ tin lời em rồi chứ, Lâm Thanh Diện không giống với những người khác, anh ấy không phải là một gã vô dụng, hèn mặt như chị nói đâu, Trình Nhược Tâm đắc ý nói. "Chẳng, chẳng phải chỉ là đánh có vài chiêu thôi sao, vậy thì có gì hay ho chứ? Gần đây tôi cũng đang luyện quyền, nếu tôi mà xông lên thì cũng không thua kém gì anh ta." Trịnh Vân Khoan mặt dày nói. Trình Nhược Tâm bĩu môi, nói: "Vậy thì anh xông lên đi, cũng không biết là ai vừa rồi sợ tới mức suýt chút nữa thì cầu xin người ta nhỉ? Quyền mà anh luyện thì có ích gì chứ, chủ yếu dùng để ức hiếp những người thật thà à?" Cốt Trịnh Vân Khoan xấu hổ những lời mà Trình Nhược Tâm nói chẳng khác nào mũi dao đâm vào tim anh ta, bảo sao có thể không khiến anh ta tức giận chứ. Cô cái gì mà cô hả, tôi nói sai à, nếu anh cảm thấy tôi nói sai thì bây giờ anh hãy giúp Lâm Thanh Diện đi, chẳng phải anh sợ cái gã tên từ Vĩ Cường sẽ kiếm chuyện với anh à, Trình Nhược Tâm nói rất thẳng thắn. Lưu Tư Văn cũng nhìn Trịnh Vân Khoan bảng ánh mắt khinh thường, quả thật hôm nay cô thấy Trịnh Vân Khoan chẳng ra dáng đàn ông gì cả, chút cốt cách cũng chẳng có, Vừa nhìn thấy Từ Vĩ Cường liền cầu xin này nọ rồi. Đương nhiên, bản thân cô ta cũng không khá hơn là bao, nhưng cô ta sẽ không thừa nhận. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Lâm Thanh Diện đã giải quyết xong đám đàn em của Từ Vĩ Cường, trên mặt đất lúc này là cả đám người đang lăn lộn kêu gào. Từ Vĩ Cường nghiến răng, trực tiếp lôi ra một thanh dao găm từ trong áo và xông về phía Lâm Thanh Diện. Thằng khốn, chết đi cho khuất mắt ông. Lâm Thanh Diện xoay người, chụp lấy tay của Từ Vĩ Cường. Từ vĩ cường hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhanh chóng di động, tránh thoát bàn tay của Lâm Thanh Diện. Anh ta là tay đấm đá số một dưới chướng thạch hạo nên hiển nhiên là cũng có chút thực lực. Lâm Thanh Diện hiện tại đã bị thương nên sức lực đã bị giảm đi một nửa, bây giờ mà muốn giải quyết từ vĩ cường ngay thì cũng có phần khó khăn. Đương nhiên, tác động của chuyện này đối với Lâm Thanh Diện chỉ là không thể lập tức giải quyết từ vĩ cường mà thôi, nếu có thời gian thì cuối cùng từ vĩ cường cũng sẽ rơi vào tay Lâm Thanh Diện anh cường chính là tay đấm số một của thạch hạo thu thập tên ngốc này nhất định là không thành vấn đề lục ngọc kỳ nghiến răng nói hứa bích huyên nhìn hai người trong trận đấu thì trong lòng có chút chột dạ vì dù nhìn thế nào đi nữa thì lâm thanh diện cũng có vẻ mạnh hơn cái tên chết tiệt này sao lại lợi hại như vậy nhỉ lẽ nào ngay cả từ vĩ cường cũng không thu phục được anh ta hứa bích huyên cay đắng nhìn chằm chằm lâm thanh diện cô quay sang nhìn lục ngọc kỳ mở miệng nói tôi cảm thấy từ vĩ cường không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, tôi thấy anh nên gọi điện thoại cho tên Thạch Hảo ấy đi, hiện tại có thể thu phục Lâm Thanh Diện chỉ sợ là có mỗi Thạch Hảo thôi, anh cùng từ vĩ cường đều là người của Thạch Hảo nên anh ta nhất định sẽ giúp các anh, cho dù hôm nay không thể giải quyết tên phế vật này thì có thể khiến cho anh ta nếm chút cay đắng cũng được. Lục Ngọc Kỳ hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, được, tôi nghe theo cô gọi điện thoại cho anh Hạo chỉ cần anh Hạo đến thì tên nhóc này hôm nay sẽ hết cơ hội chạy nhảy. Nói xong, anh ta lập tức lấy điện thoại ra. Trận đấu giữa Lâm Thanh Diện cùng Từ Vĩ Cường nhanh chóng kết thúc, Lâm Thanh Diện sợ thể lực của mình sẽ không theo kịp nên không có ý định dây dưa với Tử Vĩ Cường mà trực tiếp dùng sát chiêu, bước Tử Vĩ Cường liên tục lui về phía sau. Tử Vĩ Cường sợ hãi nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, cảm thấy sức mạnh của người trước mặt có vẻ còn đáng sợ hơn cả Thạch Hạo và anh ta không thể đối phó được. Lúc này từ vĩ cường lộ ra một tia sơ hở, Lâm Thanh Diện bắt lấy cơ hội, trực tiếp đánh một quyền vào sườn từ vĩ cường còn tay kia thì cướp lấy dao găm trong tay từ vĩ cường rồi không chút do dự cắm vào đùi anh ta. Từ vĩ cường kêu thảm thiết một tiếng, vội vã thoái lui rồi ngồi phịch xuống trước mặt lục ngọc kỳ cùng hứa bích uyên. Thực lực của tên này quá đáng gờm, tôi không phải là đối thủ của anh ta, các người mau chạy đi, chỉ có thế trả thù sau mà thôi, từ vĩ cường gào lên. Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên đều không nhúc nhích, ngược lại trên mặt còn lộ ra nụ cười tươi giói. Anh Cường đừng lo, tôi đã gọi cho anh Hảo rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng dẫn theo người đến đây, đến lúc đó giờ chết của tên này sẽ điểm. Lục Ngọc Kỳ lạnh lùng nói. Anh Hảo, các người gọi Thạch Hảo rồi. Trịnh Vân khoan giật mình hô. Lục Ngọc Kỳ cười nói, đúng vậy, ở huyện Yên Vân này, Thạch Hảo đại biếu cho cái gì, các người chắc là hiểu rất rõ, chỉ cần chờ anh Hảo lại đây, các người sẽ xong đời. Trịnh Vân Khoan cùng Lưu Tư Văn liếc nhìn nhau, vẻ mặt sốt ruột. Lúc này Trình Nhược Tâm nhìn chằm chằm bọn họ nói, tại sao chúng tôi phải chờ ở đây chứ? Các người đều đã bị Lâm Thanh Diện đánh gục, bây giờ chúng tôi muốn chạy lẽ nào dựa vào hai người thì có thể ngăn chúng ta lại sao? Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên đều sửng sốt, lập tức trên mặt liền lộ rõ vẻ xấu hổ. Trình Nhược Tâm nói không sai, hiện tại ngay cả từ Vĩ Cường cũng đã bị đánh gục, chỉ dựa vào hai người họ sao có thể ngăn cản được Lâm Thanh Diện chứ? các, các người không được đi, cho dù các người trốn thoát thì anh Hảo cũng có thể tìm được. Lục Ngọc Kỳ có chút trột dạ mở miệng. Ngay cả tên của chúng tôi là gì anh còn không biết, thì đi đâu tìm chúng tôi chứ, anh cũng đừng có giả vờ giả vịt nữa. Lâm Thanh Diệt, chúng ta chạy nhanh đi, chỉ cần bọn họ không có cách tìm ra chúng ta thì cũng không có cách nào tóm được ta đâu. Trình Nhược Tâm nói. Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan cũng đều gật đầu, cảm thấy Trình Nhược Tâm nói có lý, nên muốn rời khởi đây ngay chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng ngây người ở đây nữa. Lâm Thanh Diệt, anh mau đánh gục hai người họ đi. Thạch Hạo đến được đây đi nữa thì nhất định cũng không tìm ra chúng ta đâu. Lưu Tư Văn quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt cười cười nói, không cần phải đi đâu hết. Nếu bọn họ kêu Thạch Hạo, vậy chờ Thạch Hạo lại đây đi. Tôi muốn cho bọn họ tận mắt chứng kiến Thạch Hạo sẽ xử lý tôi thế nào. Ba người đám Lưu Tư Văn đều chừng mắt, không ngờ Lâm Thanh Diệt lại nói như vậy thế chẳng phải là chán sống rồi sao? Anh điên rồi sao? Hiện tại có cơ hội rời đi, anh không chạy, còn ở lại chờ Thạch Hạo đến, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ai ngốc như anh. Lưu Tư Văn hét lên. Chúng ta mặc kệ anh ta đi, anh ta không đi chúng ta đi, Trịnh Vân khoan nói. Lâm Thanh Diện, chúng ta đi thôi, Thạch Hạo lợi hại hơn bọn họ nhiều, nếu thật sự đợi Thạch Hạo đến nơi thì sẽ không đi được nữa đâu, Trình Nhược Tâm cũng sốt ruột. Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên cũng nở nụ cười chế nhạo, bọn họ không ngờ Lâm Thanh Diện lại ngu như vậy, muốn Thạch Hạo đến sao, lẽ nào anh cho rằng mình đánh bại đám từ Vĩ Cường thì đủ tư cách thách đấu Thạch Hạo ư? Đúng là buồn cười. Lâm Thanh Diện nhìn ba người đám trình nhược tâm nói, ba người đi trước đi, chuyện này vốn đĩ không liên quan gì tới các người, đừng lo cho tôi. Trình nhược tâm không muốn bỏ lại Lâm Thanh Diện nên nói, Lâm Thanh Diện, tôi biết anh lợi hại, nhưng thạch hạo là người lợi hại nhất huyện yên vân sẽ chẳng có ích gì nếu chống lại anh ta anh nên đi với chúng tôi nhược tâm em đừng lo cho anh ta nữa anh ta không muốn đi cũng chẳng phải chuyện của chúng ta chúng ta chạy nhanh đi bằng không thạch hạo đến đây chúng ta có muốn chạy cũng chạy không được lưu tư văn túm chỉnh nhược tâm kéo ra ngoài lâm thanh diện cười nói với trình nhược tâm cười đi đi tôi không sao đâu thấy Lâm Thanh Diện kiên trì như thế, Trình Nhược Tâm cũng chỉ có thể đi theo Lưu Tư Văn ra ngoài. Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên vẫn còn muốn ngăn bọn họ lại nhưng Lâm Thanh Diện chừng mắt nhìn hai người khiến họ lập tức sững sờ, vội vã nhường đường. Sau khi đám Trình Nhược Tâm rời khỏi, Lục Ngọc Kỳ cùng hứa Bích Huyên đều cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, hứa Bích Huyên oán hận, nói thầm một câu, tự đâm đầu vào chỗ chết hả, à, chờ Thạch Hạo đến đây rồi xem anh còn dám kiêu ngạo như vậy không. Chương 250, ăn gan gấu uống mật báo. Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan lôi Trình Nhược Tâm ra khỏi khu trò chơi điện tử xong liên thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Lâm Thanh Diện đó đúng là ngu, còn muốn ở lại chờ Thạch Hạo đến, anh ta đúng là không sợ chết sao?" Trịnh Vân Khoan nói. Với chúng ta mà nói thì việc anh ta ở lại cũng là một chuyện tốt, dù sao những người này tới vì anh ta, chờ Thạch Hạo đến đây, đánh cục anh ta rồi thì sẽ không kiếm chuyện với chúng ta nữa. Còn nếu anh ta đi cùng chúng ta thì đến lúc đó Thạch Hạo nhất định sẽ tìm anh ta. Lỡ như vì muốn tìm ra tung tích của anh ta mà Thạch Hạo tìm đến chúng ta thì sao? Lưu Tư Văn nói. Trình Nhược Tâm vẫn còn lo lắng ngóng vào trong khu trò chơi điện tử, nói hay là chúng ta báo cảnh sát đi, để một mình Lâm Thanh Diện ở lại thật sự rất nguy hiểm. Báo cảnh sát rồi thì bọn họ sẽ không dám làm gì Lâm Thanh Diện. Còn bé ngốc này, em có biết địa vị của Thạch Hạo ở huyện Yên Vân không hả? cho dù báo cảnh sát thì người cuối cùng gặp xui vẫn là Lâm Thanh Diệt, chưa biết chừng chúng ta còn bị liên lụy nữa, em mặc kệ sự sống chết của anh ta đi, sự lựa chọn là ở anh ta, chẳng liên quan gì chúng ta cả, Lưu Tư Văn nói. Chúng ta đừng trần trừ ở đây nữa, đợi Thạch Hạo mang theo người đến mà thấy chúng ta thì sẽ xui xẻo lắm, chúng ta ra quán cà phê đối diện ngồi đi. Trịnh Vân Khoan nói xong liền dân theo Lưu Tư Văn cùng Trình Nhược Tâm vào quán cà phê đối diện. Ba người đặc biệt tìm một vị trí bên cửa sổ, chỉ để quan sát rõ hơn tình hình trong khu trò chơi. Một lúc sau, một vài chiếc xe van màu đen dừng lại trước cổng khu trò chơi, Thạch Hạo bước xuống xe, theo sau là một đám đàn em mặc vest đen. Trịnh Vân Khoan cùng Lưu Tư Văn thấy Thạch Hạo đến, trong lòng liên đánh rơi cái bộp, không ngờ Thạch Hạo bừng bừng khí thế ra trận như vậy, đám người mặc vest đen này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào rồi cho dù Lâm Thanh Diện có thể đánh nhau đi nữa thì cũng khẳng định là không thể đối phó với nhiều người lợi hại như vậy, lần này Lâm Thanh Diện chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tên Lâm Thanh Diện này đúng là không sợ chết mà, những người thạch hảo mang đến phỏng chừng là những tên xuất sắc dưới trường anh ta, nhiều người như vậy, cho dù Lâm Thanh Diện có ba đầu sáu tay, cũng sợ là không đối phó được, lần này có muốn chạy cũng không thoát Trịnh Vân khoan than. Là anh ta tự mình tìm đường chết, oán trách ai bây giờ, tên nhóc đó đánh bại Từ Vĩ Cường nên Thạch Hạo nhất định sẽ giúp Từ Vĩ Cường xả giận, chỉ hy vọng mạng của tên nhóc đó lớn một chút, có thể giữ được tính mạng trên tay Thạch Hạo, Lưu Tư Văn lẩm bẩm nói. Trình Nhược Tâm nghe được bọn họ nói như vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, nghĩ đến Lâm Thanh Diện có thể sẽ bị người của Thạch Hạo đánh chết, cô không cách nào bình tĩnh được. Không được, tôi phải quay lại cứu Lâm Thanh Diện, Trình Nhược Tâm trực tiếp đứng lên. Lưu Tư Văn giữ tay cô, kéo cô ngồi xuống. Em sẽ cứu thế nào hả? Một cô gái như em có vào đó thì cũng chỉ là đi vào chỗ chết mà thôi, em cứ thành thật ngồi yên đây đi, chẳng phải em đã nói rằng anh ta rất lợi hại sao? Nếu anh ta lợi hại thật thì có lẽ có thể thoát khỏi tay Thạch Hạo, không cần em quan tâm, Lưu Tư Văn nói. Đương nhiên cô ta không nghĩ Lâm Thanh Diện có bản lĩnh thoát khỏi Thạch Hạo nhưng nói như vậy chỉ vì an ủi Trình Nhược Tâm mà thôi. Trong văn phòng của khu trò chơi, Lâm Thanh Diện trực tiếp ngồi xuống một cái ghế Chờ Thạch Hạo đến, vừa rồi giao thủ với cả đám từ Vĩ Cường khiến hơi thở của anh không được ổn định cho lắm nên phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thuốc mà Lạc Tâm đưa cho Lâm Thanh Diện khiến anh đau đầu, sức lực vẫn chưa hồi phục, mỗi lần muốn giáo huấn mấy tên lâu la đều thở hông học, nếu là ở lúc đỉnh cao sẽ quét sạch đám từ Vĩ Cường, làm sao có thể dùng được như vậy. Vì vậy anh phải hồi phục sức khỏe càng sớm càng tốt, nếu không khi Triệu Xuân Diệu đến Hồng Thành gây khó khăn cho hứa Bích Hoài, anh sẽ khá bị động từ vĩ cường vẫn ngồi dưới đất như trước thanh dao gâm đang cắm trên đùi anh ta cũng không dám rút ra hiện tại thạch hạo còn chưa đến nên anh ta cũng không dám đi bệnh viện chỉ có thể cắn răng chịu đựng anh cường anh nhịn trong chốc lát nữa thôi chờ anh hạo đến đây liền lập tức đưa anh đến bệnh viện đến lúc đó anh hạo sẽ tặng cho thằng nhóc này một sao lục ngọc kỹ nói mẹ nó chờ anh hạo đến đây tao phải đích thân đâm thằng nhóc này một sao xem nó còn giả vờ được nữa không đúng là đau chết tao rồi có bao giờ tao phải chịu tình cảnh này đâu chứ, từ vĩ cường hung tợn trừng mắt Lâm Thanh Diện rồi nói. Hứa Bích Huyên nhìn Lâm Thanh Diện vẻ kỳ lạ, Lâm Thanh Diện, anh còn có tâm tư ngồi ở đây sao, nhìn dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên của anh thì hình như anh không hề biết mình sắp gặp phải nhân vật như thế nào đâu nhỉ, nói cho anh biết chỉ cần anh hạo tới đây, hôm nay anh sẽ triệt để tiêu đời. Lâm Thanh Diện cười cười, nói tôi không thấy. Chật, nói ra thì hình như anh cũng biết anh hạo, anh cường cùng ngọc kỳ đều là người bên cạnh anh hạo lần này anh đã chọc giận họ nên dù thế nào anh hạo cũng sẽ không buông tha của anh hứa bích uyên khinh thường nói lúc này bên ngoài văn phòng truyền đến một trận tiếng bước chân lục ngọc kỳ vội vàng nhìn ra ngoài trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa lo anh hạo đến rồi còn mang theo không ít anh em tên nhóc này hôm nay chạy không thoát rồi lục ngọc kỳ nói tiếp theo anh ta liên hét lên anh hạo chúng tôi ở đây Thạch Hạo dẫn theo một đám đàn em đi về phía văn phòng, lúc nhận được điện thoại của Lục Ngọc Kỳ, Lục Ngọc Kỳ đã nói rằng có người đánh mình và từ Vĩ Cường, anh ta đã rất sốc, không biết ai lại ra tay táo tợn như vậy, dám đánh người dưới chứng mình. Hiện tại Lâm Thanh Diện đang ở chỗ của anh ta nên rất muốn thể hiện với Lâm Thanh Diện, anh ta phải làm cho Lâm Thanh Diện nhìn thấy thành tựu suốt mấy năm nay của mình, làm cho Lâm Thanh Diện biết rằng tại huyện Yên Vân này không ai dám chọc Thạch Hạo Anh. Nhưng bây giờ lại có người dám đánh một lúc hai người quan trọng dưới chuyến anh ta, rõ ràng là đang khiêu khích uy nghiêm của anh ta mà, cho nên sau khi nhận được điện thoại anh ta lập tức dẫn theo những tên tinh nhuệ nhất tiến thẳng vào khu trò chơi. Hôm nay nhất định phải cho người khiêu khích mình biến sắc một chút, nếu không Lâm Thanh Diện sẽ chê cười anh ta. Sau khi thấy Lục Ngọc Kỳ chào hỏi, Thạch Hạo lập tức dẫn người vào văn phòng. Lục Ngọc Kỳ đi tiếp đón Thạch Hạo, Hứa Bích Uyên cũng chạy nhanh ra kêu một tiếng anh Hạo có chuyện gì thạch hạo mở miệng hỏi anh hảo có một tên không biết tốt xấu chọc chúng ta em kêu từ vĩ cường đến hốt xác nó nhưng kết quả là nó đánh người của từ vĩ cường từ vĩ cường cũng bị tên đó đâm cho một dao bây giờ vẫn đang ở bên trong tên này hoàn toàn không coi anh ra gì cả em thật sự hết cách nên mới gọi anh đến lục ngọc kỳ giải nói mẹ nó cũng dám không xem thạch hạo này ra gì đúng là ăn gan gấu uống mật báo mà để tao xem là thằng nào thằng nào dám kênh kiệu với thạch hạo này. Thạch hạo quát. Audio điện tử võ tấn bền. chương 251, ông trời cũng không cứu được các người. Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích uyên đưa mắt nhìn nhau sau khi nghe thấy lời nói của Thạch Hạo, gương mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười đùa bớn, bọn họ cảm thấy chắc chắn Thạch Hạo sẽ không buông ta cho Lâm Thanh Diện một cách dễ dàng. Rồi sau đó Tùy Tiên đi vào trong phòng làm việc, ngồi xuống mặt đất sau lưng từ Vĩ Cường, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, không ngờ người này lại dám ra tay với mình, đúng là chẳng còn muốn sống nữa. Từ Vĩ Cường thấy Thạch Hạo đến bèn tỏ vẻ khổ sở, anh ta nói, anh Hạo, anh phải thay em báo thù đó, em luôn ngồi đây chờ anh, chẳng dám đi bệnh viện. Các thằng ngu ngốc này còn nói cho dù anh đến cũng không dám làm gì nó đâu, ngông cuồng hết sức. Dù có thể nào thì hôm nay anh Hạo cũng phải cho nó biết anh tài ba đến mức nào. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế, thấy Thạch Hạo đi vào đây, nụ cười mỉm cũng nở trên gương mặt anh. Lúc lục ngọc kỳ và hứa bích huyên nhìn thấy đến nước này rồi mà lâm thanh diệt vẫn còn cười, bọn họ đều bực bội chừng mắt nhìn anh. lục ngọc kỳ mở miệng nói, lâm thanh diệt, anh hảo đã đến rồi, anh còn không mau sang đây chịu chết đi. sau khi thạch hảo nghe thấy hai chữ lâm thanh diệt, cơ thể anh ta cứng đờ, anh ta vội vàng quay đầu nhìn vào trong phòng làm việc. lúc thấy lâm thanh diệt đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn anh ta, lông gà lông vịt nổi dựng đứng anh ta nuốt nước miếng quay đầu lại nhìn lục ngọc kỳ rồi lên tiếng hỏi cậu có chắc người khiêu khích cậu là cậu ấy không lục ngọc kỳ gật đầu một cách kiên định rồi nói đúng thế anh hạo chính là cái thăng này đó anh ta còn nói anh chẳng là cái thá gì trong mắt anh ta cả còn nói đợi anh đến đây thì đánh luôn cả anh sắc mặt thạch hạo lập tức trở nên xanh mét anh ta nhìn lục ngọc kỳ với ánh mắt bực tức rồi nói tôi cho cậu cơ hội giải thích cậu nói xem các cậu đã chọc giận cậu ấy thế nào đấy hôm qua thằng nhóc này kêu em học tiếng chó sủa giữa chốn đông người, em không phục nên tìm từ vĩ cường dạy dỗ cậu ta một chặp, nhưng nào ngờ cậu ta lại giỏi võ thế, Lục Ngọc Kỳ giải thích. Tại sao cậu ấy lại kêu cậu học tiếng chó sủa? Thạch Hạo hỏi tiếp. Bởi vì, bởi vì em đua xe thua anh ta, Lục Ngọc Kỳ cảm thấy ngại ngùng. Anh Hảo, thằng này chỉ là một kẻ vô dụng đến từ vùng khác mà thôi. Làm sao cậu ta có thể bị được Lục Ngọc Kỳ, cậu ta kêu Lục Ngọc Kỳ học tiếng chó sủa giữa trốn đông người cũng sẽ làm anh mất mặt đấy. Bởi thế hôm nay nhất định anh đừng bỏ qua cho các thằng vô dụng này, hứa Bích Huyên đổ dầu vào lửa. Gương mặt thạch hạo xa sầm anh ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, Lục Ngọc Kỳ đua xe thua Lâm Thanh Diện nên phải học tiếng chó sủa. Kết quả thằng nhóc này không phục, tìm người đánh Lâm Thanh Diện, nhưng rồi bị Lâm Thanh Diện hạ gục hết cả. Bọn họ không xử lý nổi nên mới gọi thạch hạo đến, còn nói Lâm Thanh Diện khiêu khích cậu ta, đúng là thả rắm. Với thực lực của Lâm Thanh Diện, làm gì cần phải khiêu khích cậu ta, có thằng tay mà đánh thì Thạch Hạo cũng chẳng dám nói gì, bởi thế anh ta vừa nghe đã biết đám Lục Ngọc Kỳ đang nói giỏi. Anh Hạo, không cần biết là tại sao, thắng vô dụng này dám đụng đến chúng ta, khi nãy cậu ta còn dám nói sẽ đánh cho anh Hạo nhập viện nữa kia đấy, anh mau để người của chúng ta dạy dỗ nó một chặp đi, Lục Ngọc Kỳ nói tiếp. Thạch Hạo dáng một cái tát vào mặt Lục Ngọc Kỳ rồi mắng mỏ, tao xử lý con mẹ mày, mày nghĩ tao là đồ ngu hả, không ngờ lại dám qua mặt tao ở đây, mẹ sao, bản thân mày kém cỏi không bằng người ta, thế mà vẫn còn không chịu phục, còn tìm từ vĩ cường đến đối phó người ta nữa, kết quả lại bị người ta vả mặt, bởi thể mày mới gọi tao đến chứ gì. Mẹ, mày làm tao mất sạch hết cả mặt mũi rồi, chúng mày có biết người đang ngồi ở đó là ai không hả? Đờ mờ đó là đại ca của tao, với tài năng của anh ấy thì còn cân khiêu khích tao sao? Anh ấy nói tao là dám, thế thì tao là dám đấy. Tao còn nghĩ thằng nào dám gây sự trên địa bàn của mình nữa kia chứ, ồn ào hết cả buổi mới biết mà chúng mày lại rước phiền phức về cho tao, tao thấy hôm nay nên để tao đưa tụi mày vào bệnh viện luôn cho rồi. Thạch hạo vừa hét lên vừa ra tay đấm đá lục ngọc kỳ, tiện thế còn đạp vào chân đang rắt dao găm của từ vĩ cường, hai người ngẩn người, bị đánh đến nỗi không biết phải làm sao. Hứa Bích Huyên lại nhìn Lâm Thanh Diện với gương mặt kinh ngạc, khi nãy nghe Thạch Hạo gọi người đàn ông ngồi đó là đại ca của anh ta, cũng có nghĩa là Lâm Thanh Diện chính là đại ca của Thạch Hạo, còn do đích thân Thạch Hạo gọi anh như thế. Chuyện này khiến cho Hứa Bích Huyên không tài nào chịu nổi. Một hồi lâu sau Thạch Hạo mới chịu dừng tay, anh ta kéo hai người Lục Ngọc Kỳ và Từ Vĩ Cường với gương mặt sưng vù lại trước mặt Lâm Thanh Diện, bắt hai người bọn họ quỳ xuống anh ta ngoái đầu nhìn hứa Bích Huyên rồi lên tiếng, thạch hảo tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu như cô đã đụng đến đại ca của tôi, vậy thì cô phải qua đây quỳ xuống xin lỗi, nếu như cô không chịu, tôi sẽ kêu đàn em của mình đánh cho cô một trận. Nghe thấy thạch hạo nói như thế, hứa Bích Huyên giật mình, cô ta nhìn sang Lâm Thanh Diện, bắt cô ta phải quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, đúng là còn khiến cô ta đau khổ hơn cả cái chết. Thạch hạo thấy cô ta chân trừ bèn cất tiếng nói, không chịu quỳ chứ gì, được lắm, một người trong số các cậu vào đây đánh cho cô ta một trận. đừng đừng đừng, tôi quỳ mà. Hứa Bích Huyên sợ đến mức vội vàng đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Cô ta nghiến răng cắn môi nhìn anh, sau khi thở dài rồi quỳ xuống trước mặt anh ta. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nhìn Hứa Bích Huyên. Từ trước đến nay anh chưa từng xem Hứa Bích Huyên là người thân. Hôm nay cô ta gọi Lục Ngọc Kỳ và Từ Vĩ Cường đến là để lấy đi mạng sống của anh. đương nhiên anh sẽ không thương hại cô ta. Sau khi thấy hai người bọn họ đã quỳ xuống, Thạch Hạo lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện rồi mới lên tiếng, "Anh Diện, tôi thật sự không ngờ bọn chúng lại kiếm chuyện với anh, bây giờ tôi bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi anh, anh ấy có cần phải trừng phạt gì khác nữa không?" "Bọn chúng không chỉ gây chuyện với tôi, nếu như vết thương trên người tôi vẫn còn chưa lành thì hôm nay chắc chúng đã lấy mạng tôi rồi." Lâm Thanh Diện nói hở hứng. Thạch Hạo hít sâu một hơi khí lạnh, anh ta đá vào người Từ Vĩ Cường rồi mắng mỏ, "Đờ mờ mày muốn giết anh diện à? Từ Vĩ Cường lập tức cảm thấy hoang mang, hẳn vội vàng nói, em, em chỉ nghe lời Lục Ngọc Kỳ nên mới dẫn người đến đây mà thôi, anh Hảo, chuyện này không liên quan gì đến em cả, đều là tại con bạn gái ngu ngốc của Lục Ngọc Kỳ đã xúi em đó, tại bọn họ không ưa vị đại ca ấy nên muốn gọi em đến xử lý anh ấy. Em thật sự không biết anh ấy là đại ca của anh đâu. Gương mặt Thạch Hảo toát ra vẻ bực dọc, anh ta đá vào người Lục Ngọc Kỳ rồi thét lên, nể mặt mày quá rồi đúng không, không ngờ lại dám kêu người đến xử lý đại ca của tao, sao mày không xử lý tao con mẹ nó luôn đi. Lục Ngọc Kỳ hối hận cực kỳ, hắn ta nói, đại ca, em cũng bị con đàn bà ngu ngốc hứa bích huyên mê hoặc, đều là tại nó cả, tại nó nói Lâm Thanh Diện là thằng vô dụng, cho dù có khử anh ấy đi thì cũng chẳng ai nói gì, em nghe lời cô ta nên mới gọi từ Vĩ Cường đến. Hứa Bích Huyên nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy môi mình khô không khốc, không ngờ đến giờ phút này, Lục Ngọc Kỳ bại bán đứng cô ta. Gương mặt cô ta toát ra vẻ tuyệt vọng, cô ta nghĩ rằng dù sao cũng không thể đối phó với Lâm Thanh Diện được, thà là ung dung đôi chút. Là tôi sai khiến đó thì sao hả, Lâm Thanh Diện, vốn dĩ anh chỉ là thằng vô dụng mà thôi, lẽ nào tôi nói sai ư? Hứa Bích Huyên nói. Một tiếng bốp vang lên. Cú tát sáng thẳng vào mặt hứa Bích Huyên, gương mặt của cô ta lập tức sưng vù một thạch hạo chưa đánh phụ nữ bao giờ đã ra tay khi nghe thấy câu nói này. Đờ mờ cô mở to mắt chó của mình lên mà nhìn cho thật kỹ càng vào, anh diện của tôi là đồ vô dụng. Nếu như anh ấy là đồ vô dụng thì bây giờ các người sẽ quỳ ở nơi này sao? Nếu như anh ấy là đồ vô dụng thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện gọi anh ấy là đại ca sao? Hứa Bích Huyên chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, nhưng sau khi nghe Thạch Hạo nói thế, cô ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Đúng đấy, nếu như Lâm Thanh Diện là đồ vô dụng, thế thì sao Thạch Hạo có thể nhận anh ta làm đại ca của mình? Lần nào cô ta và Lâm Thanh Diện đấu đá với nhau, Lâm Thanh Diện đều có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng, nếu như lần nào cũng là do may mắn thế thì nhiều lần như thế, chỉ có thể chứng tỏ thực lực của Lâm Thanh Diện. Bởi vì quan điểm về cái nhìn lần đầu tiên, ngay từ lúc bắt đầu, Hứa Bích Huyên đã cho rằng Lâm Thanh Diện chính là đồ vô dụng, không nên cơm nên cháo gì, bởi thế cho dù Lâm Thanh Diện làm bất cứ chuyện gì thì cô ta cũng cảm thấy chỉ là may mắn mà thôi, thậm chí cô ta chưa từng liên kết mọi chuyện lại với nhau. Cho đến tận ngày hôm nay, cô ta bị Thạch Hảo tát một cái thật mạnh mới tỉnh ngộ. Cô ta đối đầu với Lâm Thanh Diện trong khoảng thời gian dài như thế, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự là đồ vô dụng, vậy thì tại sao lần nào người phải chịu thiệt đều là cô ta? Hứa Bích Huyên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kinh ngạc rồi nói, anh, rốt cuộc anh là ai? Lãm thanh diện cười với cô ta rồi nói, cô không có tư cách để mà biết. Thạch hạo đã không chịu nổ nữa, anh ta lên tiếng bảo, anh diện, anh còn giấu bọn tôm tép làm gì, nói cho chúng biết cũng không có vấn đề gì. Cô nghe cho rõ đây, anh diện của tôi là người trong nhà họ lâm ở thủ đô, đừng nói là các người, thậm chí tôi còn không dám láo sược trước mặt anh diện nữa, bây giờ không ngờ các người lại muốn lấy mạng anh ấy, bây giờ cho dù ông trời có xuống cũng không cứu nổi các người đâu chương 252, bại lộ thân phận. Sau khi ba người hứa Bích Nguyên nghe Thạch Hạo nói thế, cơ thể của bọn họ cứng đờ, gương mặt trông càng có vẻ kinh ngạc hơn nữa, hai mắt hứa Bích Huyên chừng như thế muốn rớt cả ra ngoài, có làm sao thì cô ta cũng không ngờ thân phận của Lâm Thanh Diện lại đáng sợ như thế. Anh, anh là người nhà họ Lâm trong thủ đô sao? Lục Ngọc Kỳ hỏi với giọng run rẩy, gương mặt hắn ta toát ra vẻ tuyệt vọng. Gương mặt từ vĩ cường cũng hẳn lên sự sợ hãi, hắn nhìn ánh mắt của Lâm Thanh Diện, cảm thấy giống hệt như mối tai họa lớn vậy. Huyện Yên Vân nằm bên cạnh thủ đô, đương nhiên những người sống ở đây biết rất rõ những nhân vật có quyền lực lớn mạnh trong thủ đô, họ cũng hiểu được nhà họ Lâm trong thủ đô có sức mạnh đến nhường nào, một người đứng đầu huyện Yên Vân như Thạch Hảo thì cũng chỉ là con tôm cái tép trong mắt nhà họ Lâm mà thôi. Bởi thế lúc Thạch Hảo nói Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, hai người Lục Ngọc Kỳ và Từ Vĩ Cường đều biết lần này bọn họ đã chọc thủng trời rồi, chắc chắn đây là sai lầm lớn nhất trong đời bọn họ. Lục Ngọc Kỳ quay đầu nhìn hứa Bích Huyên, trong lòng hắn ta chợt bùng lên ngọn lửa giận lạ lùng, nếu như không có hứa Bích Huyên suối dại, làm sao bọn họ lại rơi vào bước đường này. Hắn ta cắn răng giơ tay tát vào mặt hứa Bích Huyên rồi la làng lên, đều tại vì con điểm đê tiện như mày, nếu không phải mày nói anh ấy chỉ là đồ vô dụng thì làm sao tao lại nghe lời mày, đi đánh anh ấy kia chứ. Chuyện xui xẻo nhất đời tao là quen con bạn gái như mày. Bây giờ hứa Bích Huyên đã tê liệt, lục ngọc kỳ tát cô ta, cô ta lại chẳng hề phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn Lâm Thanh Diện mà thôi, đầu óc cô ta dối bời. Rất nhiều chuyện xảy ra hồi trước đều hiện lên trong đầu cô ta, trước kia cô ta cảm thấy nhà họ Lâm tặng quà là vì người nhà họ Lâm nhìn chúng cô ta, muốn cưới cô ta làm vợ, chuyện này khiến cho cô ta trông đợi từ lâu. Nhưng cho đến khi lạc tâm đến nhà họ hứa lấy những phần quà ấy đi, hứa Bích Huyên mới biết hóa ra nhà họ Lâm không hề coi cô ta ra gì cả, cũng không có ai ưng mắt cô ta, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô ta mà thôi. Chỉ có điều lúc ấy cô ta nghĩ không thông, nếu như nhà họ Lâm không muốn cưới cô ta thì tại sao lại phải gửi quà chứ? Hơn nữa điều khiến cô ta không hiểu là sau khi Lạc Tâm mang quà về, không ngờ lại đem tặng cho Hứa Bích Hoài, điều này khiến cho cô ta không tài nào hiểu nổi. Cho đến tận bây giờ, nghe Thạch Hạo nói ra thân phận của Lâm Thanh Diện, cô ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra sở dĩ nhà họ Lâm chịu nể mặt nhà họ hứa như thế là vì Lâm Thanh Diện, một người bị bọn họ coi là đồ vô dụng. Hứa Bích Huyên cười khổ, cô ta cũng không biết làm sao để hình dung tâm trạng mình trong lúc này, cô ta chỉ biết rằng ngay từ lúc ban đầu, cô ta đã phạm phải sai lầm to bằng trời, hoặc cũng có thể nói là cả nhà họ hứa đều đã làm sai. Lâm Thanh Diện thấy Thạch Hạo nói thân phận của mình ra, gương mặt anh có vẻ bất đắc dĩ, nhưng đến lúc này rồi, anh cũng không cần phải giấu giếm hứa Bích Huyên nữa, cô ta có biết hay không cũng chẳng sao cả. Lâm Thanh Diện, em biết sai rồi, em không nên nghe lời của hứa Bích Uyên, tìm người đánh anh, đây là lỗi của hứa Bích Uyên kia mà. Sau này cho dù anh bảo em làm trâu làm ngựa thì em cũng cam tâm tình nguyện, Lục Ngọc Kỳ tỏ vẻ khổ sở, hắn ta dập đầu với Lâm Thanh Diện. Từ Vĩ Cường nhìn thấy thể cũng bắt đầu dập đầu, sự hối hận in rõ trên gương mặt của hắn. Thạch Hạo nhìn thấy hai người bọn họ van xin bèn đá vào người bọn họ, anh ta quát mắng, đến bây giờ mới biết xin tha cơ mà, đã trễ rồi. Anh Diệt, anh muốn xử lý bọn chúng như thế nào, không cần phải quan tâm đến quan hệ giữa chúng ta, tôi đã muốn đổi loại đàn em không có não như chúng nó từ lâu rồi. Lâm Thanh Diệt đứng dậy, anh cười lạnh, đánh gãy chân chúng rồi quăng ra đường làm ăn mày. Sau đó anh đi ra ngoài, anh không phải là người hiên lành lương thiện gì, hôm nay ba người hứa Bích Nguyên muốn lấy mạng anh, anh không kêu Thạch Hạo giết hết cả ba là đã nhân từ lắm rồi. Lâm Thanh Diện, đến bây giờ hứa Bích Huyên mới sự tỉnh táo lại, cô ta muốn cầu xin Lâm Thanh Diện, chỉ có điều bây giờ Lâm Thanh Diện đã bỏ đi rồi. Lục Ngọc Kỳ và Từ Vĩ Cường đều quỳ quay mặt về phía Thạch Hạo, cất tiếng xin anh ta tha cho mình. Anh Hạo, anh nể tình hai đứa em theo anh từ lâu mà cho chúng em đi, sau này chúng em sẽ không dám nữa đâu. Thạch Hạo mím môi, anh ta nói, chúng mày theo tao từng đấy lâu, ngoại trừ việc mang rắc rối về cho tao thì còn làm được gì nữa chuyện ngày hôm nay không có đường thương lượng đâu ba người tự câu phúc cho mình đi sau khi nói dứt lời anh ta nháy mắt ra hiệu cho một vài tên đàn em của mình sau đó bước ra khỏi phòng làm việc đuổi theo lâm thanh diện chẳng bao lâu sau những tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong phòng làm việc không ít người trong khu chơi game đều nghe thấy âm thanh này chỉ có điều bọn họ không biết đấy là gì đều cho rằng căn nhà ma ở bên cạnh quá mức chân thật nên khiến cho người khác sợ mất mật mà thôi trong quán cà phê ở đối diện khu chơi game, ba người Lưu Tư Văn đang ngồi đợi ở đó, Trình Nhược Tâm vẫn rất sốt ruột, cô ấy muốn vào xem xem tình hình trong khu chơi game như thế nào nhưng Lưu Tư Văn vốn không để cho cô ta đi. Nếu như chúng ta không vào đó, đã lâu như thế mà còn chưa ra, sợ rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị đánh chết mất, Trịnh Vân khoan cất tiếng nói. Không thể nào, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không bị đánh chết đâu, Trình Nhược Tâm phản bác. Em đừng ngây thơ quá. Cái tên Lâm Thanh Diện đã đắc tội Thạch Hạo, em nghĩ cậu ta có thể bình an vô sự bước ra hay sao?" Cuống Hồ chỉ cho dù thằng nhóc đó có giỏi võ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cậu ta không có thế lực, khỏe đến mấy cũng chẳng có ích gì, Trịnh Vân khoan tỏ vẻ khinh thường. Anh ta vẫn cảm thấy hơi bực Lâm Thanh Diện, nhất là sau khi Lâm Thanh Diện phá kỷ lục của anh ra trong máy đo lực đấm, bởi thế bây giờ biết tin Lâm Thanh Diện đụng chạm đến Thạch Hạo, trong lòng anh ta cảm thấy hơi vui vẻ khi người khác gặp nạn mau nhìn đi, có người ra rồi kìa. Vào lúc này, Lưu Tư Văn la lên. Trình Nhược Tâm và Trịnh Vân Khoan đều quay đầu nhìn về phía khu chơi game. Xem ra Lâm Thanh Diện đã bị xử lý xong rồi, ai bảo thằng danh mà mi làm màu làm chỉ, đây là kết cục của mi đó. Trịnh Vân Khoan thầm nhủ trong lòng. Vào lúc bọn họ nhìn thấy người đi từ trong ra, không phải là ai khác mà chính là Lâm Thanh Diện, hơn nữa Lâm Thanh Diện còn không bị thương một chú tê nào. Trịnh Vân Khoan lập tức ngẩn người ngay. Hắn ta nói: Sao, sao cái tên này lại ra đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta thì hình như chẳng bị hề hấn gì cả. Sao lại thế này? Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện bình an vô sự, Trình Nhược Tâm thở vào một hơi. Cô cười rồi nói: Tôi đã nói chắc chắn Lâm Thanh Diện không bị sao đâu mà. Anh ta không đơn giản như các người nghĩ đâu. Chẳng qua nó chỉ là một thằng nghèo kiết XSC mà thôi. Có gì mà không đơn giản? Chắc chắn à? Do nó may mắn. Trời ạ! Thạch Hạo cũng đi ra ngồi kìa, sao anh ta lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế? Trịnh Vân Khoan còn muốn hạ nhục Lâm Thanh Diện thêm nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Thạch Hạo cũng ra theo, hắn ta lập tức sững sờ. Ở trong huyện Yên Vân, Thạch, Thạch Hạo có cung kính với ai như thế này chưa? Hình như anh ta sợ Lâm Thanh Diện lắm thì phải, lúc nói chuyện cũng cúi đầu khom lưng, không phải mắt tôi mù rồi chứ? Lưu Tư Văn cũng kinh ngạc tán thán. Trình Nhược Tâm nhìn Lâm Thanh Diện đăm đăm. Cô biết Lâm Thanh Diện không phải là người đơn giản, nhưng từ trước đến nay cô ta đều không ngờ rằng Lâm Thanh Diện lại giỏi giang như thế, có thể khiến cho Thạch Hạo đối đãi với mình như vậy, chắc chắn thân phận của anh rất khủng. Nghĩ đến đây, Trình Nhược Tâm chợt cảm thấy hơi mất mát, bởi vì nếu như thân phận của Lâm Thanh Diện rất khủng, thế thì cô lại không xứng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ngồi vào xe của Thạch Hạo dưới tầm mắt của ba người bọn họ, chiếc xe chậm rãi đi ra khỏi khu chơi game lưu tư văn quay đầu nhìn trình nhược tâm rồi nói nhược tâm em có cách liên liên lạc với lâm thanh diện kia mà anh ta giỏi giang như thế nếu như em làm bạn gái anh ta sau này nói không chừng gia đình ta sẽ trở nên phát đạt trình nhược tâm nhìn lưu tư văn với vẻ cạn lời cô ta nói không phải khi nãy chị cảm thấy anh ấy vô dụng sao sao bây giờ lại muốn em làm bạn gái anh ấy lưu tư văn tỏ vẻ lúng lúng nghe trình nhược tâm nói như thế anh ta cũng cảm thấy mình làm sai, không phải trước kia chị không biết hay sao? Nhược Tâm, chị xin lỗi em được không? Nhưng em phải nắm bắt cơ hội đó, người như thế này không dễ dàng gặp phải đâu, nếu như em làm bạn gái anh ta, thế thì tốt hơn Trịnh Vân Khoan nhiều lắm. Trịnh Vân Khoan lập tức bực mình lườm Lưu Tư Văn, trong lòng cảm thấy tương đối không phục, không ngờ Lưu Tư Văn lại so sánh mình và Lâm Thanh Diện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, đúng là anh ta không bằng Lâm Thanh Diện được ít nhất thì cả đời này anh ta đều không thể khiến cho Thạch Hạo cúi đầu khom lưng với mình. Trình Nhược Tâm không quan tâm đến hai người bọn họ, cô ấy cầm điện thoại ra, báo Bình An với Lâm Thanh Diệt, nói là cô đang ở phía đối diện với khu chơi game, nhìn thấy Lâm Thanh Diệt đi ra rồi. Rồi cô ấy lại hỏi xem sau này có còn cơ hội gặp mặt Lâm Thanh Diệt nữa hay không, trong lòng cô ấy vẫn thấp thỏm bất an dù gì cô ấy cũng khó lòng tiếp xúc được với người có thân phận như lâm thanh diệt rất có thể lâm thanh diệt sẽ không quan tâm đến cô ấy nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy nhận được hồi âm của lâm thanh diệt chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà thôi có duyên sẽ gặp lại trong lòng trình nhược tâm vừa thấy mất mát vừa cảm khái cô ấy biết lâm thanh diệt nói như thế nghĩa là bọn họ khó lòng gặp lại nhau nhưng cô ấy cũng không quá đau lòng nếu như mình không thể tiếp xúc với những người ở đẳng cấp như lâm thanh diệt Thế thì cô ấy sẽ không ngừng sống tốt hơn, biết đâu chừng cô ấy sẽ có tư cách đứng ở nơi cao với Lâm Thanh Diện, đến lúc ấy cô ấy sẽ tìm cách gặp mặt Lâm Thanh Diện sau. Sau khi trở về biệt thụ, Lâm Thanh Diện vừa vào nhà đã thấy Trung Linh Nhi chừng mắt nhìn anh. Có phải anh lén lút tìm người phụ nữ khác sau lưng em không? Trung Linh Nhi gắt gỏng. Lâm Thanh Diện muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong, anh nhìn Trung Linh Nhi rồi nói anh chỉ ra ngoài tản bộ cho thư thả đầu óc thôi hừ, không ngờ anh ra ngoài mà chẳng dẫn theo em, anh không yêu em nữa, Trung Linh Nhi chống nạnh, trông cô có vẻ tương đối đáng yêu. Lâm Thanh Diện thở dài bất đắc dĩ, bây giờ anh chỉ muốn đưa cô bé này về nhà thôi, chúng độc tình yêu nặng quá thì cũng phiền phức lắm. Vào lúc này, Thạch Hạo đi vào trong nói với Lâm Thanh Diện, anh Diện, tôi đã nói tình trạng của anh cho bác sĩ Trung Y rồi, anh ta nói có thể giúp anh chữa trị. Lâm Thanh Diện quay đầu lại, rồi mở miệng hỏi cần bao lâu. Lâu nhất là hai ngày, Thạch Hạo đáp. Lâm Thanh Diện gật đầu, rồi chỉ Trung Linh Nhi tiện thể nhờ người ta khám cho cô ấy với. Tôi ngờ rằng cô ấy trúng độc rồi, hơn nữa trúng độc không nhẹ đâu, bây giờ phim ngôn tình có hại dữ lắm. Trung Linh Nhi lập tức nổi giận, cô ấy bắt đầu rượt Lâm Thanh Diện chạy khắp nhà, cô ấy đè Lâm Thanh Diện xuống sàn nhảy nhót vui vẻ. Thạch Hạo đứng một bên hóng hớt, trước giờ anh ta chưa từng thấy ai có thể khiến cho Lâm Thanh Diện đau đầu như thế để cô bé này làm vợ bé cho anh Diện cũng không phải lựa chọn tồi đâu, tiếc là anh Diện trung tình quá, cô nhóc này không có cửa, chương 253, tùy anh sắp xếp. Kinh Đô, trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm. Triệu Xuân Diệu ném chén trà xuống đất, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, mắng, người của mẹ làm việc kiểu gì vậy, một người lớn, sống sờ sờ như vậy mà cũng có thể làm mất được, Còn ở dưới hầm đợi lâu như vậy, điều mà ngày nào con cũng mong chờ chính là cô chủ của thương hội thiên nguyên, Kết quả bây giờ mẹ lại nói với con cô chủ mất tích rồi, mẹ, mẹ thật sự làm con quá thất vọng rồi." Khuôn mặt Lạc Hân tràn đầy sự tội lỗi nhìn Triệu Xuân Diệu, không hề cảm thấy anh ta nói với mình như vậy có cái gì không thỏa đáng, "Xuân Diệu, chuyện này là mẹ làm sai, là mẹ không trông giữ cô chủ của Thương hội Thiên Nguyên cẩn thận, chủ yếu là vì mẹ quá tin tưởng cái đồ bỏ đi đã sắp xếp trong Thương hội Thiên Nguyên, ai mà biết được ngay cả một cô gái cậu ta cũng không trông chừng được, bây giờ mẹ liên lạc với cậu ta nhưng cậu ta cũng không trả lời mẹ. Vậy bây giờ mẹ nói xem phải làm sao, con chờ đợi lâu như vậy, không dễ dàng gì cái đồ bỏ đi lâm thanh diện kia mới làm người chết thay cho con. Kết quả sau khi con đi ra, muốn thật vui vẻ, người không có, mấy người mẹ tìm cho con đều là những người bình thường, chơi không thú vị, mẹ nói xem con phải phát tiết kiểu gì. Triệu Xuân Diệu không hề khách sáo với Lạc Hân, anh ta cảm thấy đây đều là những thứ Lạc Hân phải làm lạc hân nở một nụ cười dí dỏm với triệu xuân diệu nói xuân diệu mặc dù cô chủ của thương hội thiên nguyên chạy rồi nhưng không phải con vẫn còn sự lựa chọn sao người phụ nữ kia chắc chắn cũng sẽ khiến con hưng phấn triệu xuân diệu sững sờ hỏi ai lạc hân cười ha ha nói đương nhiên là vợ của lâm thanh diện rồi trước đây không phải con nói là muốn chơi vợ của lâm thanh diện sao bây giờ cô chủ của thương hội thiên nguyên chạy rồi con có thể đi tìm vợ của lâm thanh diện dù sao Lâm Thanh Diện đã chết trong tay người của Thương hội Thiên Nguyên, con chơi vợ của nó, chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản con. Lạc Hân vẫn chưa biết, Lâm Thanh Diện đã chạy thoát khỏi nhà giam của Thương hội Thiên Nguyên, bà ta vẫn nghĩ rằng người của Thương hội Thiên Nguyên đã giết chết Lâm Thanh Diện. Triệu Xuân Diệu nghe thấy Lạc Hân nói vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, vô vào đùi nói, đúng rồi, con còn có thể đi tìm vợ của Lâm Thanh Diện chơi, nghe nói vợ của tên phế phẩm kia cũng là một mỹ nữ, nếu như chơi cô ta chắc chắn sẽ rất kích thích nhưng tiếc là cái đổ bỏ đi lâm thanh diện kia đã chết nếu không con nhất định sẽ bắt nó tận mắt nhìn đã như vậy mẹ sẽ lập tức đi mua vé máy bay đến hồng thành cho con sắp xếp cho con mấy người một nơi nhỏ như hồng thành sau khi con đến còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao lạc hân cười nói triệu xuân diệu nheo mắt nói mẹ không cần sắp xếp người cho con con tự đi được rồi lâm thanh diện là cái đổ bỏ đi nhưng con không phải, con đi đến đó chắc chắn có thể tốt hơn nó, không khéo vợ của nó nhìn thấy sức hấp dẫn của con còn chủ động dính lấy con ấy chứ. Lạc Hân sững sờ, thực ra bà ta lo lắng Triệu Xuân Diệu ra bên ngoài sẽ bị người khác bắt nạt, nhưng thấy Triệu Xuân Diệu tự tin như vậy, bà ta cũng không đả kích sự tích cực của anh ta, vì vậy đã gật đầu đồng ý. Được, đã như vậy thì một mình con đi đến đó trước, nếu như ở bên đó gặp phải chuyện gì phiền phức, nhất định phải gọi điện thoại về cho mẹ mẹ sẽ lập tức cử người qua, nhớ chưa Xuân Diệu. Được rồi, con biết rồi, đừng xem thường con, Triệu Xuân Diệu con là nhân trung dông phượng, không phải là người mà cái đổ bỏ đi lâm thanh diện kia có thể so sánh, gặp phải phiền phức con cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, Triệu Xuân Diệu có chút bực bội nói. Lạc Hân cưng chiều nhìn Triệu Xuân Diệu, nói câu này nói không sai, Xuân Diệu của mẹ sao có thể là người mà cái đổ bỏ đi kia có thể so sánh được chứ, có câu nói này của con mẹ yên tâm rồi, bây giờ mẹ sẽ đi mua vé cho con triệu xuân diệu không nói gì nữa đi ra ngoài tìm niêm vui trước lúc này lạc tâm đi vào phòng cô ta nhìn chăm chằm vào lạc hân hỏi chị thật sự có ý định để xuân diệu đi đến hồng thành sao thứ mà xuân diệu thích đương nhiên chị sẽ giúp nó làm những người ở cái chỗ bé như hồng thành cũng chỉ có thể dùng làm đồ chơi cho xuân diệu mà thôi làm sao lẽ nào em không nhẫn tâm lạc hân hỏi Lạc tâm cười nói, sao lại như vậy chứ, chỉ cảm thấy người vợ kia của Lâm Thanh Diện chắc chắn không tôi, Xuân Diệu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Như vậy là tốt nhất, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng đã chết, để Xuân Diệu đến chăm sóc vợ của nó, nếu như nó biết được, không khéo còn phải cảm ơn chị ấy chứ, Lạc Hân nói. Lạc tâm không nói gì nữa, không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng Lạc Hân xác thực đã giao Lâm Thanh Diện cho Thương hội Thiên Nguyên, Lâm Thanh Diện muốn chạy thoát khỏi thương hội Thiên Nguyên, khả năng này quá nhỏ. Có lẽ chỉ là ảo giác, trong lòng Lạc Tâm lầm bẩm. Đêm hôm đó, Triệu Xuân Diệu đi máy bay đến Hồng Thành. Sau khi ra khỏi sân bay, Triệu Xuân Diệu liếc nhìn cảnh đêm ở Hồng Thành, cười nói, nơi này mặc dù không bằng kinh đô, nhưng cũng không quá lạc hậu, ở trong một thành phố nhỏ phát triển có lẽ cũng được xem như là khá tốt. Lâm Thanh Diện, không biết cuộc sống của vợ mày có tốt không? sắp được nhìn thấy vợ của mày rồi, nghĩ đến vẫn có chút phấn khích. Trước khi đến đây, Lạc Tâm đã nói sơ qua tình hình bên này với Triệu Xuân Diệu, vì vậy Triệu Xuân Diệu biết Lâm Thanh Diện ở đâu, anh ta trực tiếp gọi xe đi đến Vịnh Đằng Long. Anh ta định đóng giả làm Lâm Thanh Diện, dù sao ngoại hình của anh ta và Lâm Thanh Diện cũng gần giống nhau, nếu như không nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra, nếu như hứa Bích Hoài có thể coi anh ta là Lâm Thanh Diện, cùng anh ta làm loại chuyện kia, sau khi kết thúc, anh ta nói ra thân phận thật sự của mình, chắc chắn sẽ rất kích thích. Đi đến cửa vịnh Đăng Long, nhìn thấy cổng, Triệu Xuân Diệu lập tức có chút đau đầu, anh ta không có chìa khóa chỗ này, đương nhiên không thể mở cổng của chỗ này, anh ta không ngờ bước đầu tiên khi mình đến đây đã gặp khó khăn. Sau khi bảo vệ ở cửa nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, cho rằng anh ta là Lâm Thanh Diệt, không nói không rằng lập tức mở cửa ra, còn cười với Triệu Xuân Diệu, nói anh Lâm, quên mang chìa khóa đúng không, cứ vào đi, anh đang ở vịnh Đằng Long, không cần phải kiểm tra qua cửa." Triệu Xuân Diệu cũng không khách khí, đi thẳng vào trong, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao ở đây Lâm Thanh Diện lại được coi trọng như vậy, anh ta không phải là đồ bỏ đi sao? Anh ta không cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là bảo vệ ở một khu chung cư nhỏ rất nhiệt tình mà thôi. Đi thẳng đến căn biệt thự ở trung tâm, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đi vào, cửa của biệt thự không khóa, anh ta đi thẳng vào trong. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngồi trước sofa xem tỉ vi, nhìn thấy có người đi vào, lập tức quay đầu lại nhìn, sau khi thấy là Lâm Thanh Diện, vội vàng đứng lên. Lâm Thanh Diện, con về rồi, công việc của con nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao, mau đi vào thay giày đi, nghỉ ngơi một lúc, con đói chưa, mẹ sẽ đi làm cho con ít đồ ăn, Tống Huyền Khanh nhiệt tình nói. Kể từ khi biết Lâm Thanh Diện là người thừa kế của nhà họ Lâm, Thái độ của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa có thể nói là thay đổi 180 độ, bây giờ Tống Huyền Khanh gần như coi Lâm Thanh Diện như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay. Triệu Xuân Diệu có chút tò mò, anh ta cứ tưởng sau khi mình trở về, thái độ người nhà của Lâm Thanh Diện đối với anh ta sẽ vô cùng kém, không ngờ thái độ của bọn họ lại tốt như vậy, xem ra địa vị Lâm Thanh Diện ở trong nhà cũng xem như là không quá thấp. Thái độ của bọn họ đã tốt như vậy, anh ta cũng không khách khí anh ta trực tiếp ngồi xuống sofa nói với hứa quốc hoa một câu ông già ông cút sang bên kia ngồi đi để tôi nằm ở đây một lúc hứa quốc hoa không ngờ lâm thanh diện lại dám đối xử với ông như vậy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì vội vàng ngồi sang phía bên kia còn bà nữa làm cho tôi một ít đồ ăn ngon đồ ăn không ngon tôi không thể ăn được triệu xuân diệu lại quay đầu nói nói tống huyền khanh một câu tống huyền khanh chưa từng thấy cái dáng vẻ này lâm thanh diện thầm nghĩ tên tiểu tử này thật sự trở mình lên mặt rồi, nếu như là trước đây, anh sao dám nói chuyện như vậy. Nhưng Tống Huyền Khanh kiêng rẻ thân phận người thừa kế nhà họ Lâm của Lâm Thanh Diện, bà Vân muốn dựa vào Lâm Thanh Diện để trở thành người có địa vị cao hơn, cho dù là vì cuộc sống tốt đẹp sau này, bây giờ bà chỉ có thể nhẫn nhịn. Không lâu sau, hứa bích hoài từ bên ngoài trở về, lúc cô nhìn thấy Lâm Thanh Diện nằm trên sofa, lập tức sững sờ, trên mặt nở một nụ cười đầy sự kích động, nói, Lâm Thanh Diệt, anh trở về sao không nói với em một tiếng. Triệu Xuân Diệu quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy ngoại hình của hứa Bích Hoài, đôi mắt lập tức sáng lên, trong lòng thâm nghĩ cô vợ này của Lâm Thanh Diện thật đẹp, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, diễm phúc của Lâm Thanh Diện thật sự không ít mà. Anh ta trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, cười và nói với hứa Bích Hoài, không phải là anh muốn cho em một bất ngờ sao, vợ à, mau qua đây để anh hôn một cái hứa bích hoài đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng mặc dù trước đây lâm thanh diện chưa từng làm như vậy nhưng cô cũng không cảm thấy có điều gì kỳ lạ chỉ nghĩ rằng lâm thanh diện ra ngoài một chuyện quá nhớ cô nên mới làm như vậy anh nói nhảm cái gì vậy ba vẫn còn ở đây đó đợi về phòng rồi nói hứa bích hoài của trách triệu xuân diệu cười ha ha nói đúng 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 chuyện này nên để về phòng rồi nói không lâu sau tống huyền khanh đã làm đồ ăn xong bưng qua cho Lâm Thanh Diện, kêu anh và Hứa Bích Hoài ăn. Lúc ăn cơm, Triệu Xuân Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, nhìn đến mức Hứa Bích Hoài có chút ngại ngùng. Hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng nhận ra, Lâm Thanh Diện dường như có chút khác trước kia, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng không nói ra được có chỗ nào kỳ lạ. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Xuân Diệu vội vàng lôi kéo Hứa Bích Hoài về phòng, sau khi đóng cửa lại, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đẩy Hứa Bích Hoài xuống giường trên khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa, nói, vợ à. Lâu rồi chưa gặp anh, chắc em nhớ anh lắm đúng không, đừng vội, anh sẽ khiến em vui vẻ, đảm bảo sẽ vui vẻ hơn trước kia. Ây à, anh đang nói linh tỉnh cái gì vậy, trước kia chúng ta đã làm chuyện này đâu, hứa bích hoài ngượng ngùng nói. Triệu Xuân Diệu sướng sờ, trước đây chưa từng làm loại chuyện này, vậy không phải có nghĩa là vợ của Lâm Thanh Diện vẫn là một cô gái còn trinh. Mẹ nó, lần này thật sự lãi to mà. Triệu Xuân Diệu càng hưng phấn. Nhưng lần trước, trước khi anh đi, em đã nói đợi anh quay lại, em sẽ sinh con cho anh, vì vậy, hôm nay người ta tùy anh sắp xếp, chương 254, Lâm Thanh Diện đã chết. Triệu Xuân Diệu nhìn Hứa Bích Hoài đang nằm trên giường, khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn, anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại có giao hẹn như vậy. Cái này giúp Triệu Xuân Diệu đỡ phải nghĩ cách làm sao để cho Hứa Bích Hoài ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Thanh Diện Mày thật sự đã nghĩ chu đáo cho tao, lại còn dặn vợ mày đợi tao, không biết mày ở dưới âm phủ biết được chuyện này có phải sẽ giận sôi máu không? Trong lòng Triệu Xuân Diệu cười điên cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên dung tục. Anh ta lẻ lưỡi với Hứa Bích Hoài, nói em yên tâm, anh nhất định sẽ cùng em sinh một đứa con mập mạp, chỉ cần em thích, sinh 18 đứa cũng không thành vấn đề. Nói xong, Triệu Xuân Diệu trực tiếp bổ nhào về phía Hứa Bích Hoài. Anh ta vội vàng cởi quần áo trên người hứa Bích Hoài ra, hứa Bích Hoài đột nhiên cau mày, lúc Triệu Xuân Diệu đến gần cô, cô cảm nhận được người đàn ông đang nằm trên người mình rất khác Lâm Thanh Diện. Chẳng lẽ sau khi Lâm Thanh Diện đi đến kinh đô trải qua chuyện gì đó nên khiến tính tình của anh thay đổi rất nhiều. Hứa Bích Hoài cẩn thận quan sát Lâm Thanh Diện trước mặt mình, sau đó cô đấy Triệu Xuân Diệu trên người mình ra, vội vàng đứng dậy, cài lại cúc quần áo. Triệu Xuân Diệu mặt đây nghi ngờ nhìn hứa Bích Hoài, hỏi, sao vậy, không phải nói là muốn sinh một đứa con mập mạp sao, sao em lại đẩy anh ra? Em không tin kỹ thuật của anh sao? Cái này thì em yên tâm, anh đảm bảo sẽ làm em tâm phục khẩu phục. Trong mắt hứa Bích Hoài lóe lên một tia ghét bỏ, sau đó cười nói với Triệu Xuân Diệu, đột nhiên em nhớ ra còn một thứ quên chưa mua, hay là anh đi mua cùng em nhé? Đô gì? Triệu Xuân Diệu mặt đây nghi ngờ hỏi. Ai à, đương nhiên là thứ có thể giúp chúng ta, anh mau đi cùng em đi mà, đợi đến lúc mua anh sẽ biết là thứ gì, hứa bích hoài ngượng ngùng nói. Triệu Xuân Diệu nở một nụ cười xấu xa, thầm nghĩ hứa bích hoài không phải là muốn mua thứ giúp hưng phấn chứ, không ngờ cô vợ này của Lâm Thanh Diện còn thích theo đuổi sự kích thích, chuyến đi lần này thực sự không vô ích. Anh ta lập tức đứng dậy, cười nói, đi thôi, anh đi mua cùng em, cô gái phóng túng này, thật sự không nhìn ra em cũng thích cái này. Hứa Bích Hoài không nói gì, vội vàng đi ra ngoài, đi đến cánh cửa sắt bên ngoài biệt thự, cô dừng lại, quay người lại nhìn Triệu Xuân Diệu, nói anh đi trước đi, người ta ngại. Triệu Xuân Diệu cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến phía trước Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài nhìn Triệu Xuân Diệu đi ra khỏi cánh cửa sắt, sau đó vội vàng đóng cửa lại, khóa Triệu Xuân Diệu ở bên ngoài cửa. Triệu Xuân Diệu ngơ ngác, quay người nhìn Hứa Bích Hoài đang đứng trong cửa sắt nói, vợ à, em đóng cửa làm gì? Không phải chúng ta muốn đi mua đồ sao? Hứa Bích Hoài lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Triệu Xuân Diệu, hỏi ngược lại, ai là vợ của anh, rốt cuộc anh là ai, tại sao anh lại giống Lâm Thanh Diện như vậy, tại sao anh lại phải giả mạo anh ấy? Anh chính là Lâm Thanh Diện, sao lại thành giả mạo rồi? Vợ à, em bị ngốc sao? Triệu Xuân Diệu vẫn tiếp tục đóng kịch. Hứa Bích Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, nói tôi và Lâm Thanh Diện sống với nhau lâu như vậy, tôi rất hiểu tính cách của anh ấy. Lâm Thanh Diện sẽ không đối xử với tôi giống như anh, hơn nữa, anh ấy chưa từng nói ra những lời hạ lưu kia, anh thật sự nghĩ rằng tôi muốn đi mua cái gì sao, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm cơ hội nhốt anh ở bên ngoài mà thôi. Từ lúc nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, Hứa Bích Hoài nhận ra, Lâm Thanh Diện này có điểm không đúng, nhưng lúc đó cô cứ nghĩ là sau khi Lâm Thanh Diện đến kinh đô đã trải qua một số chuyện nên tính cách mới có chút thay đổi. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra Lâm Thanh Diện, này và Lâm Thanh Diện trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau, tính cách của một người cho dù thay đổi như thế nào cũng sẽ không thay đổi một cách triệt để như vậy. Lúc Triệu Xuân Diệu nằm trên người cô, cô quan sát Lâm Thanh Diện ở khoảng cách gần, lập tức có thể chắc chắn người đàn ông này không phải là Lâm Thanh Diện, chỉ là ngoại hình của anh ta và Lâm Thanh Diện có chút giống nhau mà thôi. Trước đây, lúc Lâm Thanh Diện ngủ, hứa Bích Hoài đã từng âm thầm quan sát anh, cô nhớ rất rõ, trên cổ của lâm thanh diện có ba nốt ruồi nổi tiếp nhau mặc dù ba nốt ruồi kia không rõ ràng nhưng hứa bích hoài vẫn nhớ rất rõ lúc đó cô còn cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì trước đây cô chưa từng nhìn thấy trên người ai có một hàng nốt ruồi ngay ngắn như vậy mà trên người triệu xuân diệu không có ba nốt ruồi đó yết hầu của anh ta cũng không lớn bằng của lâm thanh diện vì vậy hứa bích hoài có thể chắc chắn người đàn ông không phải là lâm thanh diện cô sợ nếu như bị lộ ngay tại chỗ người này sẽ làm ra một số hành động quá khích nên cô nghĩ ra cách này, khóa anh ta ở ngoài cửa rồi nói. Chìa khóa cổng sắt này chỉ có người nhà Hứa Bích Hoài có, nếu như người đàn ông phía trước không phải là Lâm Thanh Diệt, vậy thì chắc chắn sẽ không có chìa khóa cửa. Trước đây Hứa Bích Hoài cảm thấy mỗi lần mở cái cửa này có chút phiền phức, bình thường đều sẽ không khóa, dù sao bảo vệ chỗ bọn họ rất tốt, vì vậy lúc Triệu Xuân Diệu quay lại mới có thể thuận lợi đi vào. Bây giờ chiếc cổng này trở thành chìa khóa bảo vệ gia đình Hứa Bích Hoài. Triệu Xuân Diệu nghe thấy Hứa Bích Hoài nói vậy, đột nhiên có chút nhướng nhác, anh ta không ngờ nhanh như vậy Hứa Bích Hoài đã nhìn thấu diễn xuất của anh ta, anh ta còn cho rằng diễn xuất của mình rất tốt. Mẹ nó, không ngờ cô cũng rất thông minh, đã bị cô nhìn ra rồi, nhưng cô nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Nói cho cô biết, tôi đến Hồng Thành là để có được cô, cô mau mở cửa ra, nếu không, tôi sẽ để cô nếm thử sự lợi hại của tôi. Triệu Xuân Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc anh là ai, Lâm Thanh Diện đâu? Tại sao anh lại giống anh ấy như vậy? Hứa Bích Hoài cao mày hỏi. Triệu Xuân Diệu cười, nói cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia đã chết rồi, cô không cần nhớ nó. Tôi chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, tôi là anh trai cùng mẹ khác cha với Lâm Thanh Diện. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tôi thật tốt, tôi có thể cho cô vinh hoa phú quý. Nếu không, có lẽ cô cũng biết sự tức giận của người thừa kế nhà họ Lâm đáng sợ đến mức nào vẻ mặt hứa bích hoài lập tức thay đổi, không thể, Lâm Thanh Diện không thể chết. Triệu Xuân Diệu nhếch khóe miệng, nói có gì mà không thể, lần này cái đổ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia trở về chính là thay tôi đi tìm cái chết, không phải cô thật sự cho rằng nó là người thừa kế nhà họ Lâm đấy chứ, đó chỉ là lừa nó thôi, cô vẫn nên quên nó đi, những thứ nó không thể cho cô, tôi đều có thể cho cô, cô để cho tôi vào, tôi đảm bảo sau này sẽ để cho cô sống những ngày trong vinh hoa phú quý hứa bích hoài lùi lại về phía sau hai bước cô không có cách nào tin tưởng lời nói của triệu xuân diệu cho dù trong một gia tộc lớn như nhà họ lâm tranh đấu ác liệt đến mức nào cô cũng không cảm thấy lâm thanh diện sẽ chết chắc chắn anh đang lừa tôi anh mau rời khỏi nhà tôi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát hứa bích hoài hét về phía triệu xuân diệu sau đó quay người chạy về phía biệt thự cô vội vàng gọi điện thoại cho lâm thanh diện để xác nhận triệu xuân diệu nhìn thấy hứa bích hoài chạy về nhà trong lòng thầm mắng một tiếng hai tay dùng lực lắc cánh cửa sắt, nhưng dựa vào sức lực của anh ta, căn bản không có cách nào để mở cánh cửa này ra. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, cái đổ bỏ đi lâm thanh diện kia có gì tốt, cứ đợi đó cho tôi, cô càng không tình nguyện, ông đây càng phải có được cô, nếu có được cô một cách quá dễ dàng, ông đây lại cảm thấy không thú vị, như này mới thú vị. Triệu Xuân Diệu cười khẩy một tiếng, không tiếp tục đứng ở trước cửa sắt nữa, quay người đi ra khỏi tiểu khu. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngồi trên sofa trên phòng khách, lúc Hứa Bích Hoài và Triệu Xuân Diệu đi ra ngoài, hai bọn họ cũng không kịp hỏi muốn đi đâu. Ông có cảm thấy lần này Lâm Thanh Diện quay về trở nên rất khác không? Trước đây thằng bé đâu dám nói gì với việc tôi nấu cơm, Tống Huyền Khanh oán giận nói một câu. Bây giờ người ta là người thừa kế của nhà họ Lâm, thân phận đã khác rồi, thái độ với chúng ta đương nhiên cũng không giống nữa, bà chưa từng thấy thằng bé đối xử với Bích Hoài xuông xã đến mức nào sao? lại dám ở trước mặt chúng ta trêu chọc Bích Hoài. Đây là báo ứng, nếu như lúc trước bà không đối xử với thằng bé Hà khắc như vậy, thái độ của thằng bé với chúng ta cũng không kém như vậy, Hứa Quốc Hoa cảm thán nói. Tống Huyền Khanh lườm ông, nói, lẽ nào đây là lỗi của tôi sao? Thật sự ngược lại là thằng bé, cho dù thằng bé là người thừa kế của nhà họ Lâm thì thế nào, thằng bé vẫn là con rể của tôi, đợi thằng bé quay lại, tôi nhất định phải để nó nhận ra địa vị của nó trong cái nhà này nếu không những ngày tháng sau này sẽ không có cách nào trải qua được lúc này hứa bích hoài vội vàng chạy về tống huyền khanh thấy vậy hỏi hoài sao con lại trở về lâm thanh diện đâu gọi nó quay lại cho mẹ mẹ phải nói chuyện hẳn hoi với nó hứa bích hoài liếc nhìn tống huyền khanh nói cái tên kia không phải là lâm thanh diện anh ta đóng giả làm lâm thanh diên con đã khóa anh ta ở bên ngoài rồi tống huyền khanh và hứa quốc hoa đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không ngờ cái người hôm nay trở về lại không phải là lâm thanh diện mẹ nói rồi mà lâm thanh diện chắc chắn sẽ không to gan dùng cái thái độ đó để đối xử với chúng ta gây chuyện lâu như vậy hóa ra lại là một tên lừa đảo tống huyền khanh nói hoài người kia không phải là lâm thanh diện vậy là ai tại sao lại giống lâm thanh diện như vậy hứa quốc hoa hỏi anh ta nói là anh trai cùng mẹ khác cha của lâm thanh diện còn nói mình là người thừa kế của nhà họ lâm Lần này Lâm Thanh Diện trở về là chết thay anh ta, Hứa Bích Hoài lặp lại một lần những lời mà Triệu Xuân Diệu đã nói, chuyện này thực sự khiến người khác vô cùng kinh ngạc, Hứa Bích Hoài muốn để Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa giúp mình phân tích xem chuyện này có phải là sự thật không. Sau khi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Lâm Thanh Diện đã không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, người ta gọi nó trở về lại chỉ bắt nó đi chết thay. Phí hoài trước đây mẹ thái độ của mẹ với nó tốt như vậy, thật sự lãng phí tình cảm của mẹ mà Tống Huyền Khanh có chút tức giận nói. Hứa Bích Hoài đột nhiên không còn lời gì để nói, cô còn nghĩ Tống Huyền Khanh sẽ giúp cô phân tích, không ngờ điều mà Tống Huyền Khanh quan tâm lại là điều này. Cô không muốn lãng phí thời gian, vội vàng cầm điện thoại ở trên bàn lên, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Gọi liên tiếp mấy lần, đều không có người nhận, trong lòng hứa bích hoài đột nhiên trở nên lo lắng không liên lạc được với lâm thanh diện trong đầu của cô đương nhiên sẽ liên tướng đến một số chuyện không tốt huyện yên vân trong nhà cũ của nhà thạch Hạo lúc này lâm thanh diện đang ở trong một căn phòng yên tĩnh tiếp nhận trị liệu cách mà bác sĩ trung y thạch Hạo tìm đến để giúp lâm thanh diện khôi phục lại sức khỏe chính là tắm thuốc lâm thanh diện cần phải ngâm mình trong nước thuốc hai ngày hai ngày này không thể bị thế giới bên ngoài quấy rầy vì vậy anh không hề biết ở Hồng Thành chuyện đang xảy ở Hồng Thành, điện thoại của anh cũng để ở trong căn phòng lúc trước. Trung Linh Nhi đang ở trong phòng khách xem tỷ ví, lúc này cô mơ hồ nghe thấy tiếng chuông từ trên tầng chuyên đến, ôm một túi khoai tây chiên đi lên tầng. Sau khi cô ta đi đến phòng của Lâm Thanh Diệt, đúng lúc tiếng chuông kết thúc, cô ta cầm điện thoại lên, phát hiện ra bên trên đã có mười mấy cuộc gọi nhớ. Lâm Thanh Diện thối tha, cái người tên Bích Hoài này là ai, tại sao lại gọi cho anh nhiều như vậy? Đây không phải là cô vợ mà anh nói đấy chứ, Trung Linh Nhi xem thường nói. Cô ta vẫn còn tức giận vì Lâm Thanh Diện một mình trốn ra ngoài mà không đưa cô ta theo, bây giờ nhìn thấy có người gọi cho anh nhiều như vậy, trong lòng cô ta lại càng tức giận. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Trung Linh Nhi do dự một lúc, sau đó ấn nút trả lời. "Lâm Thanh Diện, anh không sao chứ? Hôm nay có người giả mạo anh." Giọng nói gấp gáp của Hứa Bích Hoài vang lên. Trung Linh Nhi nghe thấy giọng nói phía đối diện rất hay, hơn nữa còn là giọng điệu vô cùng quan tâm, đột nhiên có chút ghen ti, trực tiếp nói, Lâm Thanh Diện chết rồi, sau này cô đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa. Nói xong, cô ta tức giận cúp điện thoại, chương 255, Lục Thiên Điệp được cương chiều mà lo sợ Vịnh Đăng Long, trong căn biệt thự ở trung tâm. Hứa Bích Hoài chết lặng nhìn điện thoại của mình, trong đầu cô không ngừng vang lên những lời mà người ở đầu bên kia điện thoại vừa nói, cơ thể cứng đờ. Bởi vì có những lời mà Triệu Xuân Diệu nói trước đó, vì vậy Hứa Bích Hoài không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tại sao người nhận điện thoại lại là con gái, cũng không suy nghĩ cẩn thận giọng điệu của cô gái kia lúc nói chuyện. Lúc này đầu óc cô đã trống rỗng, cảm xúc đau lòng tràn ngập khắp cơ thể cô, cô đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô mới cảm nhận được đau lòng là cảm giác như thế nào. Cảm giác đó dường như khiến cô không thể hít thở được. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn dáng vẻ này của Hứa Bích Hoài, cũng dừng thảo phạt lâm thanh diện, hứa quốc hoa hỏi, hoài, sao vậy? Trông con có vẻ không được tốt. Hứa bích hoài nghe thấy hứa quốc hoa hỏi, đột nhiên không không kiêm chế được, nước mắt trào ra, gào khóc. Ba, mẹ, lâm thanh diện chết rồi, hứa bích hoài mơ hồ không rõ nói. Vẻ mặt hứa quốc hoa và Tống Huyền Khanh đều thay thổi, không ngờ hứa bích hoài lại nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc như vậy. Con gái, có phải là hiểu nhầm không? Lâm Thanh Diện là một người vẫn còn đang sống khỏe mạnh sao có thể nói chết là chết được, hứa quốc hoa an ủi nói. Hoài, con đừng đau lòng, mẹ cứ nghĩ là Lâm Thanh Diện thật sự là người thừa kế của nhà họ Lâm, không ngờ cái đổ bỏ đi lại trở về để chết thay người khác, nói cho cùng nó vẫn là một tên rác rưởi, nó chết rồi cũng không có gì phải đau buồn, như vậy con có thể tìm một người chồng tốt hơn, Tống Huyền Khanh cũng nói. Theo bà ta, Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, thì chết quét đi cho rồi, chỉ có như vậy, bà ta mới có thể giúp Hứa Bích Hoài tìm một người chồng mới, vì vậy chuyện này đối với bà ta mà nói cũng được xem như là chuyện tốt. Hứa Bích Hoài nghe thấy những lời nói của Tống Huyền Khanh, khóc càng thảm thiết hơn, cô thật sự không muốn nhìn thấy Tống Huyền Khanh, cô cảm thấy mẹ mình chỉ làm cô thêm một ngạt, vì vậy đứng dậy quay về phòng mình, khóc một mình. Sắc mặt Hứa Quốc Hoa rất xấu, nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, nói: "Lúc nãy bà nói cái gì vậy? Bà không nhìn thấy con gái đang vô cùng đau lòng sao?" bà nói như vậy không phải sẽ càng khiến con bé cảm thấy một ngạt sao tống huyền khanh không cho là như vậy nói lẽ nào tôi nói không đúng lâm thanh diện không phải là người thừa kế của nhà họ lâm đối với chúng ta mà nói cũng không có một chút giá trị nào con gái của chúng ta bây giờ là chủ tịch của công ty nhà họ hứa cái đổ bỏ đi lâm thanh diện kia không xứng với con bé không biết hoài đã bị tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà trong mắt con bé không thể chứa được người khác bây giờ nó chết rồi mới là chuyện tốt như vậy không còn ai có thể ngăn cản con gái của tôi gả cho một người tốt hơn. Sau khi Hứa Quốc Hoa nghe thấy những lời Tống Huyền Khanh nói, cũng bất lực thở dài một hơi, ông cũng cảm thấy Tống Huyền Khanh lật mặt vô cùng nhanh, vừa mới biết Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, thái độ lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng, ông cũng không dám nói gì, cho dù cảm thấy Tống Huyền Khanh quá đáng, ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không người bị đuổi ra khỏi nhà có thể sẽ là ông sau khi Triệu Xuân Diệu rời khỏi Vịnh Đằng Long, đột nhiên cũng không biết phải đi đâu, anh ta cứ nghĩ rằng hôm nay có thể xử lý vợ của Lâm Thanh Diện, sau đó dùng thân phận của Lâm Thanh Diện sống ở Hồng Thành một thời gian. Ai mà ngờ được, vừa vào nhà Lâm Thanh Diện ăn một bữa cơm đã bị đuổi ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Xuân Diệu gọi một chiếc xe, kêu tài xế đưa anh ta đến quán ba gần nhất. Cho dù không thể hạ được hứa bích hoài, hôm nay anh ta cũng rất vui, đến quán ba cô gái là trò mà anh ta thích nhất. Không lâu sau, tài xế đã đưa Triệu Xuân Diệu đến trước cửa một quán ba tên Hồ Điệp, Triệu Xuân Diệu đi thẳng vào bên trong quán ba, định vào trong thể hiện kỹ năng của mình. Anh ta vẫn chưa đi vào, trước mặt có một cô gái mặc quần đùi ngắn và áo ba ra, vẻ mặt say xỉn đang đi đến. Dáng người của cô gái kia cũng được, đặc biệt là đôi chân dài trăng nõn nà, vừa nhìn đã khiến cho người khác kích động muốn sở vào. Triệu Xuân Diệu liếc mắt đã chú ý đến cô gái này, anh ta đảo mắt, sau đó đi thẳng về phía cô gái ở phía trước, sau đó giả vờ vô tình va vào cô ta, khiến cô gái kia ngã xuống đất. Anh ta vội vàng cúi người xuống đỡ, giả vờ quan tâm hỏi, cô không sao chứ? Cô gái ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta, định lớn tiếng mắng anh ta nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu, đột nhiên sững sờ. Lâm Thanh Diệt, sao anh lại ở đây? Cô gái bị Triệu Xuân Diệu va phải chính là bản thân của hứa Bích Hoài, từ sau sự việc lần trước, Lục Thiên Điệp đã hình thành thói quen uống rượu, hầu như đêm nào cũng đến quán ba uống đến mức say bí tỉ. Cô đang cố gắng làm cho mình quên đi Lâm Thanh Diện, nhưng cô càng ép buộc bản thân mình như vậy, khát vọng của cô với Lâm Thanh Diện càng mãnh liệt. Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, giữ cô và Lâm Thanh Diện không có khả năng. Vì vậy cô chỉ có thể dựa vào rượu để làm mình tê liệt. Sao vậy, cô quen tôi sao? triệu xuân diệu cũng sững sờ không ngờ cô gái xinh đẹp này lại quen lâm thanh diện trên khuôn mặt của lục thiên điệp lộ ra một nụ cười khổ cô cảm thấy lâm thanh diện đang cố ý tôi không phải chỉ thích một mình anh anh cũng không cần phải vì điều này mà giả vờ không biết tôi tôi biết tôi là bạn thân của bích hoài không nên thích chồng của bản thân nhưng tình cảm của con người không phải là thứ mà người khác có thể quy định được tôi cũng không có cách nào hơn nữa Khoảng thời gian này tôi cũng không làm phiên anh, tại sao khi gặp tôi anh lại giả vờ không quen biết tôi? Bởi vì uống rượu, nên Lục Thiên Điệp liên nói hết những suy nghĩ trong lòng của cô ra, những lời nói này cô đã kìm nén ở trong lòng rất lâu rồi. Cô không quan tâm Lâm Thanh Diện nghĩ như thế nào, cô chủ muốn để Lâm Thanh Diện biết cô vẫn không có cách nào buông bỏ phần tình cảm trong lòng mình. Triệu Xuân Diệu nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười riêu cợt, trong lòng thâm nghĩ cuộc sống của cái đổ bỏ đi lâm thanh diện này ở Hồng Thành lại thoải mái đến vậy, ngay cả bản thân của vợ anh cũng thích anh, hơn nữa còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Nghe tâm tư này của Lục Thiên Điệp, dường như Lâm Thanh Diện cũng không tiếp nhận tình cảm này, đã như vậy, anh ta không ngại thay Lâm Thanh Diện an ủi Lục Thiên Điệp. Trên mặt Triệu Xuân Diệu lộ ra một nụ cười xấu xa, vươn tay ra đỡ lấy vai của Lục Thiên Điệp, nói, sao anh có thể giả vờ không quen biết em chứ, lúc nãy chỉ là không nhìn rõ mà thôi, Dáng vẻ say rượu của em trở nên càng quyến rũ, anh không dám nhận bừa, Lục Thiên Điệp sững sờ, cô cảm cảm nhận được bàn tay Lâm Thanh Diện đang đặt trên vai cô, trái tim đập càng nhanh, hơn nữa phản ứng của Lâm Thanh Diện cũng khác với trong suy nghĩ của cô, cô cứ nghĩ là Lâm Thanh Diện sẽ coi thường cô, nhưng không ngờ đối phương không chỉ ôm mình còn nói mình quyến rũ. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện cảm thấy hứa Bích Hoài không thỏa mãn được anh nên mới đặc biệt đến tìm mình? Nếu như thật sự như vậy, cô sẽ đồng ý vô điều kiện thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của Lâm Thanh Diệt, nghĩ như vậy, cô lập tức trở nên cao hứng. Lâm, Lâm Thanh Diệt, anh đặc biệt đến đây tìm em sao? Lục Thiên Điệp thận trọng hỏi. Đúng vậy, anh đã nghĩ kỹ rồi, trước đây là anh quá ngu ngốc, đã phủ tấm lòng của em, vì vậy hôm nay anh đặc biệt đến đây tìm em, chính là đến để bù đắp cho em triệu xuân diệu đường đường chính chính nói. Bù đắp cho em, sao anh phải bù đắp cho em? Trái tim của Lục Thiên Điệp đạp thình thịch, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại nói với cô những lời này. Triệu Xuân Diệu ôm Lục Thiên Điệp chặt hơn, ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói, "Để cho em làm tất cả những chuyện trước đây mà em muốn làm, nếu như anh đoán không nhầm, có lẽ em không để ý đến chuyện đi vào khách sạn với anh. Em uống nhiều rượu như vậy, phải có một nơi để nghỉ ngơi, đi cùng anh đến khách sạn, anh sẽ nghe em tâm sự." Lục Thiên Điệp không hề suy nghĩ đã lập tức gật đầu. Cơ hội như thế này đối với cô mà nói không có nhiều, vì vậy cô nhất định phải nắm bắt tất cả khả năng, cho dù như vậy là có lỗi với hứa Bích Hoài. Nhưng nghĩ lại đây là Lâm Thanh Diện tự mình đề nghị nên cũng không nói đến chuyện có lỗi hay không có lỗi. Triệu Xuân Diệu thấy Lục Thiên Điệp đồng ý nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút hưng phấn, đây quả thực là một món quà, anh ta chưa làm gì cả đã nhặt được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khiến anh ta có chút muốn cảm ơn Lâm Thanh Diện một tiếng hai người đi đến một khách sạn gần đó, Triệu Xuân Diệu yêu cầu một căn phòng có một chiếc giường lớn, Lục Thiên Điệp ở bên cạnh anh ta, khuôn mặt tràn đầy sự ngượng ngùng dù biết tối nay cô có thể thật sự sẽ phát sinh chuyện gì đó với Lâm Thanh Diện. Sau khi đặt xong phòng, hai người đi lên tầng, đi vào trong căn phòng kia. Sau khi đóng cửa lại, Triệu Xuân Diệu đi về phía Lục Thiên Điệp, cười nói, tối nay anh sẽ bù đắp tất cả những gì mà anh đã nợ em. Anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác sung sướng khi trở thành phụ nữ khuôn mặt của lục thiên điệp ửng đỏ, cô đang say rượu, nên không hề suy nghĩ đến chuyện tại sao Lâm Thanh Diệt lại khác với trước kia như vậy. Dù sao sự nhiệt tình này của Lâm Thanh Diệt khiến cô có chút lo lắng khi được cưng chiều. Ai à, anh thật xấu xa, em đi tắm trước đã, Lục Thiên Điệp nói. Triệu Xuân Diệu cũng không vội, để Lục Thiên Điệp đi tắm rửa. Anh ta nằm dài trong phòng, nghĩ là lát nữa nhất định phải phát tiết hết. Lâm Thanh Diện này thật sự nằm ngoài dự đoán của mình, xung quanh lại có nhiều mỹ nữ vui vẻ ngả vào lòng nó như vậy, xem ra trước đây mình đã thực sự đánh giá thấp nó, Triệu Xuân Diệu tự nói với chính mình. Không lâu sau, Lục Thiên Điệp từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt súng, trông vô cùng quyến rũ. Triệu Xuân Diệu nhất thoài không đợi được, anh ta đi thẳng về phía trước, đưa tay ra ôm lấy eo của Lục Thiên Điệp, thuận thế ngã xuống giường không phải nói là sẽ nghe em tâm sự sao. Chuyện này, chuyện này có phải quá nhanh rồi, Lục Thiên Điệp cảm nhận được nhiệt độ trên người Triệu Xuân Diệu, có chút căng thẳng nói. Triệu Xuân Diệu cười, nói anh đang dùng cách thức trực tiếp nhất để nghe em tâm sự, cơ thể là thứ thành thật nhất, em dùng cơ thể của mình để biểu đạt những suy nghĩ trong lòng của em với anh. Nói xong, Triệu Xuân Diệu định cởi khăn tắm trên người Lục Thiên Điệp xuống, chính lúc này, Lục Thiên Điệp lại dùng tay nắm chặt lấy chiếc khăn tắm, nói chúng ta làm như vậy, có phải sẽ có lỗi với Bích Hoài, cái này có xem như là vụng trộm không? Sau khi tắm rửa xong, Lục Thiên Điệp đã tỉnh táo hơn một chút, vì vậy lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Triệu Xuân Diệu cao mày, nói, hôm nay anh đã bị cô ấy đuổi ra ngoài, có cái gì mà có lỗi với cô ấy chứ, hơn nữa em không cảm thấy chuyện này rất kích thích sao? Anh muốn để cho cô ấy hối hận vì đã đuổi anh đi, chúng ta mau bắt đầu thôi. Lục Thiên Điệp đẩy Triệu Xuân Diệu ra, Cô có chút thất vọng nhìn Triệu Xuân Diệu, nói, hóa ra em chỉ là vật thay thể, nếu đã như vậy em thà không có được cái gì còn hơn. Triệu Xuân Diệu đột nhiên trở nên lo lắng, nói, đâu có đến mức đấy, em nói với anh như vậy, hôm nay ông đây cho dù có dùng sức mạnh cũng phải có được em. Sau đó Triệu Xuân Diệu trực tiếp đẩy Lục Thiên Điệp lên giường, cúi đầu hôn Lục Thiên Điệp. Lục Thiên Điệp vội vàng nghiêng đầu sang một bên nói, Lâm Thanh Diệt, tôi thật sự không ngờ anh lại là người như thế này. Triệu Xuân Diệu đã đến bước không thể dừng lại được, lúc này cho dù Lục Thiên Điệp có nói cái gì anh ta cũng không dừng lại. Lục Thiên Diệp thấy anh ta như vậy, bất lực thở dài, từ bỏ việc phản kháng, cô không bận tâm đến chuyện Lâm Thanh Diện có được cô, chỉ là như này khiến cô cảm thấy có chút tủi thân mà thôi. Ngay khi Triệu Xuân Diệu sắp thành công, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến Thiệu Xuân Diệu và Lục Thiên Điệp đều lo sợ. Trong lòng Triệu Xuân Diệu âm thầm nguyền rủa, không biết ai lại đến phá chuyện tốt của anh ta, tiếng gõ cửa kia không ngừng vang lên, anh ta cũng chỉ có thể từ trên người lục thiên điếp đứng dậy, đi ra cửa. Ai đấy, ông đây đang vội, không có chuyện gì thì mau cút đi, triệu xuân diệu mắng một câu. Anh à, bên ngoài có người nhờ tôi đưa cho anh một thứ gì đó, anh ra đây lấy được không, người bên ngoài nói. Triệu Xuân Diệu tức giận mở cửa ra, muốn xem xem là thứ gì, lúc anh mở cửa ra, năm sáu người đàn ông kéo anh ta ra, lấy dây thừng trói anh ta lại. Triệu Xuân Diệu sướng sờ, trong đầu anh ta lúc này chỉ có một suy nghĩ. Mồi nhử. Audio điện tử võ tấn bền. chương 256, Triệu Xuân Diệu buồn bã. Sau khi năm sáu người đàn ông chói Triệu Xuân Diệu lại, không nói lời nào đã khiêng anh ta ra khỏi khách sạn, không quan tâm đến lục thiên điệp ở trong phòng. Mẹ nó, mày lại chơi ông đây, không ngờ lại dùng phụ nữ để dụ tao, Chúng mày biết ông đây là ai không? Mau thả tao ra, nếu không tao sẽ khiến chúng mày hối hận." Triệu Xuân điệu vùng vẫy, nhưng ở trong tay của năm sáu người đàn ông, anh ta giống như một con côn trùng, không có khả năng thoát khỏi. "Mẹ nó, mày không phải là một tên rác rưởi ở có tiếng ở Hồng Thành sao? Thành thật một chút cho tao, đại ca của tao muốn gặp mày, nếu như mày dám kêu lên, bây giờ bọn tao sẽ giết chết mày." Một người đàn ông trừng mắt với Triệu Xuân Diệu, Triệu Xuân Diệp không dám kêu nữa. Lục Thiên Điệp ở trong phòng, vẻ mặt sững sờ, cô không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Triệu Xuân Diệu hét một câu, sau đó bên ngoài cửa lại không có động tính gì nữa. Cô vội vàng mặc quần áo, sau đó đi ra cửa, liếc nhìn một lượt, thấy bên ngoài không có ai, Lâm Thanh Diện cũng không biết đã đi đâu. Lúc nãy cô láng máng nghe thấy, Lâm Thanh Diện hét lên một tiếng tiên nữ khiêu, sau đó lại không có động tính gì nữa, chả lẽ Lâm Thanh Diện đã bị ai đó bắt đi. Cô chưa từng thương lượng với bất kỳ ai muốn làm cái gì mà tiên nữ khiêu, hơn nữa người đưa cô đến khách sạn là, Lâm Thanh Diện cô không hề muốn làm như vậy. Bởi vì cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, Lục Thiên Điệp cũng không dám ở lại khách sạn, thu dọn đồ đạc của mình, vội vàng rời khỏi nơi này. Chuyện xảy ra ở đây đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại những tình tiết lúc nãy, cô chỉ cảm thấy, Lâm Thanh Diện, hôm nay cô gặp có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không có cách nào chứng minh cái gì, bây giờ cô không thể gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài, hỏi hứa Bích Hoài Lâm Thanh Diện có chuyện gì. Chuyện này cô không có ý định nói với ai, nếu như không bị người khác phát hiện ra, tốt nhất nên giữ chuyện này ở trong lòng. Trong một con hẻm tối bên cạnh khách sạn, mấy người đàn ông khiêng triệu xuân diệu đến đây, lúc này ở đó có một người đàn ông mặc áo khoác bò đang đứng hút thuốc dưới ngọn đèn mờ. Bóng lưng của người đàn ông kia trông khá cô đơn, vừa nhìn là biết anh ta đã trải qua chuyện gì đó rất bi thảm người bình thường sẽ không có phong cách buôn bã như vậy mấy người đàn ông dẫn triệu xuân diệu đến phía sau người đàn ông kia ném anh ta xuống đất một người đàn ông trong đó lên tiếng đại ca bọn em đã đưa cái đổ bỏ đi này về bây giờ anh muốn xử lý cậu ta như thế nào cũng không có vấn đề gì ngõ này là ngõ cụt bình thường sẽ không có ai đi qua cho dù chúng ta có giết chết cậu ta cũng sẽ không có ai biết triệu xuân diệu nghe thấy điều này bị dọa đến mức run cầm cập vội vàng cầu xin những người này, các vị đại ca, tôi biết các anh muốn tiền, các anh làm điều này không phải là muốn tiền sao, tôi có tiền, chỉ cần các anh thả tôi ra, các anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho các anh bấy nhiêu. Lúc này người đàn ông đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn quay người lại, ném tàn thuốc trên tay xuống đất, sau đó dẫm lên. Lâm Thanh Diệt, mẹ nó mày đang lừa ai vậy? Một tên bỏ đi như mày còn có tiền sao? Tiền của mày không phải đều là ăn cơm mềm mà có sao? Người còn không biết xấu hổ mà nói ra sao? Vị đại ca này, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Lâm Thanh Diện gì đó, tôi thật sự không lừa các anh, Triệu Xuân Diệu vội vàng giải thích. Người đàn ông đi thẳng đến trước mặt Triệu Xuân Diệu, giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Triệu Xuân Diệu. Mẹ nó, mày thật sự nghĩ rằng hứa cha hiệp tao là đồ ngu sao? Đã tới lúc này mà mày vẫn còn giả vờ trước mặt tao mày không phải là Lâm Thanh Diện. Cả cái hồng thành này Trừ cái đổ bỏ đi như mày còn có ai có cái khuôn mặt khiến người khác chán ghét này nữa. Còn có ai trông giống như vậy. Người này chính là Hứa Trai Hiệp đã bị đuổi ra khỏi công ty nhà họ Hứa. Hôm đó tài khoản ngân hàng của anh ta cũng đã bị phong tỏa. Còn bị một nhóm người bắt đến đồn công an. Những người kia nói anh ta ngâm chiếm đoạt tài sản của người khác sau đó chuyển vào tài khoản của mình. Ban đầu cảnh sát muốn kết tội anh ta. Nhưng sau đó hình như có ai đó đã ra mặt. Cuối cùng anh ta chỉ bị giam giữ mấy ngày sau khi bị đánh vài trận anh ta đã được thả ra. Sau đó hứa trai hiệp trở nên nghèo túng và chán nản, không một xu dính túi, quả thật không khác gì một tên ăn mày trên đường. Anh ta cảm thấy mình biến thành như vậy tất cả đều là do hứa bích hoài và lâm thanh diện hại, sự căm phân đổi với bọn họ ở trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, anh ta từng âm thầm thề ở trong lòng. Cho dù có ngồi tù, cũng phải khiến Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài hối hận vì đã đối xử với anh ta như vậy để có đủ sức mạnh đối phó với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, Hứa Trai Hiệp đã dựa vào một số quan hệ trước đây của mình, tập hợp một vài anh em, hình thành một băng nhóm nhỏ, hàng này đều đi theo Hứa Bích Hoài đi làm và tan ca, muốn tìm cơ hội bắt Hứa Bích Hoài đưa đến một nơi không có người, khiến cô hối hận cả đời này. Nhưng Hứa Bích Hoài đi làm luôn có Lý Huỳnh Thái đi theo bảo vệ, Hứa Trai Hiệp biết Lý Huỳnh Thái không dễ chọc vào, vì vậy vẫn luôn tìm cơ hội để ra tay. Tối hôm nay, anh ta và người của anh ta nằm vùng ở gần Vịnh Đăng Long, thấy Lâm Thanh Diện một mình đi ra ngoài, xung quanh không có ai. Hứa trai hiệp lập tức dẫn người âm thâm đi theo. Bọn họ vẫn luôn đi theo đến tận khi Triệu Xuân Diệu dẫn Lục Thiên Điệp vào khách sạn. Hứa trai hiệp mới quyết định, tối nay Lâm Thanh Diện một mình đi ra ngoài, anh ở bên ngoài dụ dỗ những người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ không để cho người khác biết. Vì vậy hứa trai hiệp mới kêu thuộc hạ của mình đi vào trong khách sạn bắt Triệu Xuân Diệu ra anh ta cứ nghĩ là muốn bắt lâm thanh diện sẽ lãng phí nếp nhăn dù sao anh ta cũng biết lâm thanh diện không dễ đối phó nhưng anh ta không ngờ đến thuộc hạ của mình dẫn lâm thanh diện đến đây một cách dễ dàng như vậy điều này khiến anh ta có chút kinh ngạc nhưng anh ta cũng không suy nghĩ cẩn thận cho là lâm thanh diện vì thất tình mà đi tìm phụ nữ nên chuột dạ không còn lợi hại như trước nữa người người anh em tôi thật sự không phải là lâm thanh diên tôi chỉ trông giống anh ta thôi đây là hiểu nhầm, Triệu Xuân Diệu suýt chút nữa thì bật khóc, anh ta vẫn cho rằng những ngày tháng Lâm Thanh Diện ở hung thành sống rất thoải mái, có nhiều mỹ nữ vui vẻ, tình nguyện ngả vào lòng. Như vậy, bây giờ anh ta mới biết, kẻ thù của Lâm Thanh Diện cũng không ít. Người phụ nữ của mình còn chưa được chạm vào, bây giờ thay Lâm Thanh Diện chịu tội. Được rồi, mày đừng giả vờ ở đây nữa, cho dù cái khuôn mặt này của mày có biến thành cho, tao cũng sẽ không nhận nhầm, mày và con đờ sao hứa bích hoài kia hại tao thê thảm như vậy, hôm tao sẽ để cho mày biết kết cục của việc xúc phạm tao. Nói xong, anh ta trực tiếp đá vào ngực Triệu Xuân Diệu, chút hết lửa giận tích tụ trong lòng lên người Triệu Xuân Diệu. Chúng mày cũng đừng ngây người ra nữa, cùng tao đánh cái tên ngu ngốc này, đánh đến chết, không cần lương tay, nó chỉ là một tên phế vật, cho dù đánh chết cũng sẽ không có ai gây phiên phức cho chúng ta. Mấy tên thuộc hạ của hứa trai hiệp lập tức lao đến, anh một đấm tôi một đạp xử lý anh ta. Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Xuân Diệu không ngừng vang vọng trong con ngõ, đến tận dạng sáng hôm sau mới từ từ dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Xuân Diệu mặt mũi bầm tím nằm trên đất, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình xuất hiện một chút nước ấm, anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chỉ có một con chó đang tiểu vào mặt anh ta. Anh ta định đứng lên đá bay con chó kia đi, nhưng sau khi bị hứa trai hiệp đánh suốt một đêm, cơ thể của anh ta sớm đã không nghe lời lúc này ngay cả sức để đứng dậy cũng không có lâm thanh diện cmn mày đúng là đáng chết người là mày chọc đến dựa vào cái gì mà bắt ông đây ăn đánh thay cho mày bây giờ ngay cả một con chó cũng ức hiếp tao cứ đợi đấy cho tao cho dù mày đã chết tao cũng đào xác mày lên xé xác mày thành trăm mảnh triệu xuân diệu tức giận nói con chó kia bị dọa sợ lùi về phía sau hai bước còn hướng về phía Trần Xuân Diệu sủa hai tiếng, giống như đang khiêu khích anh ta. Triệu Xuân Diệu nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, lấy điện thoại ở trong túi ra, phát hiện mặc dù màn hình bị vỡ, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Anh ta gọi điện thoại cho Lạc Hân, bây giờ anh ta không hề cảm thấy một mình mình có thể tạo dựng tên tuổi ở Hồng Thành, hơn nữa, để trả thù, để những người ở cái Hồng Thành nhỏ bé này biết được sự lợi hại của anh ta, anh ta chỉ có thể tìm Lạc Hân để tìm cứu viện. Mẹ Bây giờ mẹ lập tức phái mấy vệ sĩ đến đây cho con, con muốn bọn họ tới trong hôm nay, nếu không sau này mẹ đừng mong có thể nhìn thấy con." Kinh Đô, tầng trên cùng tòa nhà Thiên Nguyên. Một người đàn ông trung niên mặc vest đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra thành phố Kinh Đô nhộn nhịp. "Chủ tịch, Tôn Ngọc Thành vẫn còn hôn mê, vết thương của anh ta rất nghiêm trọng, trong một thời gian ngắn tôi sợ khó mà tỉnh lại được. Thật sự không ngờ đến, cái tên rác rưởi năm đó bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm lại mạnh đến như vậy." ngay cả Tôn Ngọc Thành cũng bị thương nặng dưới tay anh ta, một người đã lớn tuổi ở bên cạnh anh ta nói. Thực lực của Tôn Ngọc Thành chỉ ở tầm trung mà thôi, có thể làm cậu ta bị thương thì tính làm cái gì, nhưng tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo, giết hại con gái bảo bối của tôi, còn thoát khỏi nhà giam của tôi, đây là chẳng trận đối đầu với thương hội thiên nguyên của tôi, tôi nhất định phải tìm ra được cậu ta, báo thù cho con gái. Ánh mắt của chủ tịch tràn đầy sát khí, hai tay nằm chặt thành quyền, giống như cái chết của con gái có ảnh hưởng rất lớn với ông ta tôi đã phái người đi kiểm tra tất cả camera xung quanh tòa nhà thiên nguyên trước mắt vẫn chưa thể xác định tên tiểu tử kia đã đi đâu bây giờ chỉ có thể tạm thời chờ đợi tin tức ông lão nói lúc này điện thoại của ông ta rung lên lấy ra nhìn qua là một bức ảnh do nhân viên tình báo của ông ta gửi bức ảnh đó chính là cảnh triệu xuân dương ôm lục thiên điệp vào khách sạn phía sau còn có thêm hai chữ hồng thành ông lão đưa bức ảnh cho chủ tịch xem, nói thưa ngài, đã tìm được dấu vết của Lâm Thanh Diệt, người của tôi tối qua đã chụp được cậu ta ở một khách sạn ở Hồng Thành. Chủ tịch cầm điện thoại liếc nhìn một cái, trong ánh mắt hiện lên sự u ám, lòng bàn tay dùng lực bóp chiếc điện thoại đến mức biến dạng. Con gái của tôi chết thảm trong tay của cậu A, cậu ta còn có tâm tư đi tìm phụ nữ để chơi, được lắm, được lắm. Chủ tịch nghiến răng nghiến lợi, lập tức chuẩn bị vé máy bay đi đến Hồng Thành, dặn người của ông trông chừng cậu ta cho tôi, tôi muốn bắt cậu ta nợ máu phải trả bằng máu. chương 257, Hứa Bích Hoài bị bắt. Huyện Yên Vân, trong biệt thự của Thạch Hạo. Trước cửa phòng mà Lâm Thanh Diện đang tiến hành ngâm thuốc, một ông lão đang ngồi rất nhàn nhã, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà để giải khát. Người này chính là bác sĩ trung y mà Thạch Hạo tìm cho Lâm Thanh Diện. Tất cả các loại thuốc nước mà Lâm Thanh Diện cần phải ngâm đều là do ông ta pha chế ra, sức chịu đựng của thằng nhóc này quả thật đáng kinh ngạc. đã vào được một ngày rưỡi rồi mà vẫn không có ý định ra ngoài. ông lão lẩm bẩm một mình. trong số những loại thuốc nước mà ông ta pha chế cho lâm thanh diện, có không ít loại thuốc có phản ứng trực tiếp với cơ thể, hoặc cay hoặc ngứa. ngồi ở đây đợi lâu như vậy rồi, có những lúc sẽ cảm thấy không thể chịu nổi. theo tính toán của ông lão, lâm thanh diện chỉ kiên trì nhiều nhất được một ngày, sau đó sẽ từ trong đó đi ra. con số này đã gấp đôi giới hạn của người bình thường rồi nhưng Lâm Thanh Diện vẫn ở trong đó tận một ngày rưỡi nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh không kiên trì được nữa. Lúc này, Thạch Hảo từ bên ngoài đi vào, anh ta đi đến bên cạnh ông lão kia, cười nói, bác sĩ Phương, lúc nãy ông lẩm bẩm cái gì vậy? Ông lão tên Phương Ngọc Lân, là bác sĩ trung y giỏi nhất ở Yên Vân, địa vị của ông ta ở đây không thua kém gì địa vị của từ tài ở Hồng Thành. Phương Ngọc Lân cười với Thạch Hảo, nói tôi đang bái phục sự chịu đựng của người anh em này, theo như bình thường mà nói người bình thường ngâm trong số thuốc này của tôi nửa ngày đã không chịu đựng được ra ngoài hít thở nhưng người anh em này đã đi vào một ngày rưỡi rồi thực sự khiến người khác vô cùng ngạc nhiên thạch hạo trợn tròn mắt nói không phải chứ thuốc nước của ông không đáng sợ như ông nói chứ lúc tôi nhìn ông pha thuốc cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt chỉ là một thùng thuốc màu đen thôi nếu là tôi tôi cũng có thể kiên trì ở trong đó mấy ngày phương ngọc lân thấy thạch hạo nói như vậy lập tức trợn tròn mắt, nói cậu lại dám xem thường thuốc nước tôi pha chế ra, đúng lúc tôi pha chế vẫn còn thiếu một ít, nó ở trong căn phòng bên cạnh, loại thuốc này có tác dụng rất tốt với cơ thể, không đau cũng có thể ngâm, cậu đã cảm thấy thuốc của tôi không đáng sợ như vậy, không thì cậu cũng đi ngâm một chút đi, xem xem cậu có thể kiên trì được bao lâu. Thạch Hạo lập tức cười nói, ngâm thì ngâm, không phải chỉ có một chút thuốc thôi sao, tôi muốn ngâm bao lâu thì ngâm bấy lâu, tôi không tin cái thứ mà ông nói lại đáng sợ như vậy nói xong, Thạch Hạo đi vào căn phòng bên cạnh. Phương Ngọc Lân tiếp tục ngồi ở bên ngoài. Ông ta không tin uy lực thuốc nước của ông ta lại kém như vậy. Sức chịu đựng của Lâm Thanh Diện biến thái thì thôi đi. Thạch Hạo chắc chắn sẽ không kiên nhẫn như Lâm Thanh Diện. Chỉ cần lướt qua là ông ta đã nhìn ra Thạch Hạo là một người có tính tình nóng này. Chịu đựng có lẽ là việc không giỏi nhất của cậu ta, mà Lâm Thanh Diện không như vậy. Lần đầu tiên Phương Ngọc Lân nhìn thấy Lâm Thanh Diện, lập tức cảm nhận được sự thâm sâu không thể đo được của anh ánh mắt của Lâm Thanh Diện được hình thành từ ngấm ngầm chịu đựng rất nhiều năm, người bình thường không thể bắt chước được. Vì vậy bây giờ Lâm Thanh Diện đã kiên trì được một ngày rưỡi, Phương Ngọc Lân cũng có chút ngạc nhiên, từ lúc đầu ông ta đã biết Lâm Thanh Diện không giống như những người khác. Sau gần 3 tiếng, trong căn phòng của Thạch Hảo bắt đầu chuyên đến những tiếng la mắng, sau đó, khuôn mặt Thạch Hảo tràn đầy sự không vui, từ bên trong chạy ra, đứng trước mặt Phương Ngọc Lân, nói ông bỏ cái gì vào trong thuốc nước kia. Sao càng về sau càng cảm thấy trên người giống như có lửa vậy, còn có cảm giác ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến đang bò trên người, thật sự không thể chịu nổi mà." Phương Ngọc Lân đắc ý nói, "Tôi đã nói với cậu rồi, thuốc của tôi không phải là thứ người bình thường có thể kiên trì được, bây giờ cậu biết sự lợi hại của loại thuốc này của tôi rồi chứ?" Trên khuôn mặt Thạch Hạo hiện lên sự bái phục, sau đó liếc nhìn căn phòng của Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm nói, "Loại thuốc đáng sợ như vậy, vậy mà anh Diện có thể kiên trì một ngày rưỡi?" xem ra giữa mình và anh ấy vẫn có một khoảng cách rất khó có thể bù đắp được. Lúc này, trong căn phòng của Lâm Thanh Diện chuyên ra một số âm thanh, Phương Ngọc Lân quay đầu qua, nói, xem ra cậu ta cũng không chịu đựng được nữa, vốn dĩ tôi cứ nghĩ cậu ta có thể chịu đựng được hết hai ngày, xem ra một ngày rưỡi là đã đến giới hạn của cậu ta rồi. Rất nhanh, cửa phòng của Lâm Thanh Diện được mở ra, Lâm Thanh Diện đã thay quần áo, từ bên trong đi ra, Phương Ngọc Lân vội vàng đi lên, nói, không kiên trì được nữa đúng không, cậu có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy đã rất tốt rồi, đợi một chút rồi đi vào, nhưng sao cậu lại thay quần áo rồi, lát nữa vẫn phải cởi ra, thật phiên phức. Lâm Thanh Diện cười nhìn Phương Ngọc Lân, nói, không cần cởi, tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Phương Ngọc Lân sững sờ, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc, hỏi cậu, cậu khỏi rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu, cười nói, lần này thật sự cảm ơn ông Phương rất nhiều, thù lao tôi đã hứa với ông tôi nhất định sẽ thực hiện, đến lúc đó ông cứ đến tìm Thạch Hạo là được. Phương Ngọc Lân chỉ cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình là một vị thần, ông ta rất hiểu về thuốc nước của mình, biết được với tình trạng của Lâm Thanh Diện, muốn hồi phục lại nhanh nhất cũng phải cần đến hai ngày. Nhưng bây giờ mới có một ngày rưỡi, Lâm Thanh Diện đã hồi phục, đây là điều lúc trước dù có nghĩ ông ta cũng không dám nghĩ đến. Xem ra Lâm Thanh Diện không chỉ có sức chịu đựng vượt qua người bình thường, ngay cả tốc độ hồi phục của cơ thể người bình thường cũng không thể so sánh được. Sau khi cảm ơn Phương Ngọc Lân, Lâm Thanh Diện đi lên căn phòng ở trên tầng, anh ngâm trong thuốc nước một ngày dưới, không biết hứa Bích Hoài có gọi điện thoại cho anh không. Lên đến tầng trên, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Trung Linh Nhi đang ôm một đống đồ ăn vặt ngồi trên sofa xem tivi. Trung Linh Nhi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi lên, yên tĩnh một cách bất ngờ, điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút kỳ lạ theo lý mà nói, sau khi mình đi ra, Trung Linh Nhi nên chạy đến bên cạnh mình gieo hò mới đúng. Nếu như không xuất hiện tình huống như vậy, thì chỉ có thể nói chắc chắn Trung Linh Nhi đã làm chuyện gì sai trái. Thấy ánh mắt của Trung Linh Nhi quả thật có chút trột dạ, Lâm Thanh Diện hỏi có người gọi điện thoại cho anh không? Trung Linh Nhi quay đầu lại nói, em không biết, em cũng không biết điện thoại của anh ở trên giường, Lời nói giấu đầu lòi đuôi này của cô ta khiến trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra một cảm giác bất an. Anh vội vàng đi vào trong phòng, lấy điện thoại của mình ra, liếc nhìn, không có cuộc gọi nhớ. Nhưng sau khi anh ấn vào nhật ký cuộc gọi, nhìn thấy có hơn 10 cuộc gọi nhớ từ hứa Bích Hoài, thời gian là tối hôm qua, mà cuộc điện thoại cuối cùng lại có người nhận, cuộc điện thoại này chỉ có thể là Trung Linh Nhi nhận. Lâm Thanh Diện vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Trung Thanh Nhi hỏi, em đã nói gì với vợ của anh? Trung Linh Nhi lập tức sợ hãi, khuôn mặt tràn đầy sự vô tội nói: Ai kêu hôm đó anh đi ra ngoài không đưa em theo? Em tức giận, nói là anh chết rồi, kêu cô ta sau này đừng gọi đến nữa. Sắc mặt Lâm Thanh Diện lập tức thay đổi, Trung Linh Nhi cũng không có cách nào, vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài, muốn nói với cô ấy chỉ là hiểu nhầm. Nhưng sau khi điện thoại gọi đi, lại hiện thị không có ai trả lời, anh lại gọi mấy cuộc liên điêu không có người nhận. Lâm Thanh Diện lập tức cao này. Bình thường hứa Bích Hoài đều mang theo điện thoại, bình thường sẽ không xuất hiện tình huống không có người nhận. Bây giờ gọi liên tiếp mấy cuộc đều không có người nhận, khiến trong lòng anh lập tức sinh ra một linh cảm không tốt. Anh lại gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả cũng không có ai nhận. Trong lòng anh có chút lo lắng, có chút nghi ngờ Triệu Xuân Diệu có thể đã đến Hồng Thành. Sao Sao vậy? Vợ của anh sẽ không vì em vì tiện nói một câu mà không hiểu cho anh đấy chứ? Trung Linh Nhi có chút hối hận nói. Lâm Thanh Diện lườm cô ta, hứa Bích Hoài đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, vì một câu nói của người khác mà tin mình đã chết, bây giờ hứa Bích Hoài không nhận điện thoại, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Anh không chút do so dự, đi xuống tầng, kêu Thạch Hạo đi mua cho anh vé máy bay gần nhất để đi Hồng Thành, bây giờ sức khỏe của anh ta hồi phục lại, vì vậy cũng không cần ở lại huyện Yên Vân nữa. Điều quan trọng là anh không chắc chắn Triệu Xuân Diệu đã đến Hồng Thành chưa, nếu như Triệu Hồng Thành muốn ra tay với hứa Bích Hoài, chỉ dựa vào đám người lý huỳnh thái chỉ sợ là không thể ngăn cản được vì vậy anh phải nhanh chóng quay về hồng thành vịnh đằng long hứa bích hoài có chút xuất thân đi ra ngoài cô không mang theo điện thoại lúc nãy tống huyền khanh thấy cô tâm trạng không bình thường cùng cô đi ra ngoài một lúc mặc dù nói là an ủi nhưng những lời tống huyền khanh nói đều là khuyên hứa bích hoài quên lâm thanh diện đi tìm một người tốt hơn hứa bích hoài có chút mệt mỏi nên đã bảo tống huyền khanh đi về nếu như chỉ là một cuộc điện thoại đương nhiên hứa bích hoài sẽ không tin lâm thanh diện đã chết nhưng sự xuất hiện của triệu xuân diệu khiến cô không thể không tin cho dù trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng nhưng vẫn không thể kiềm chế được những cảm xúc buồn bã trong lòng vì vậy cô đã để điện thoại ở nhà một một mình đi ra ngoài để giải tỏa đi ra bên ngoài vịnh đăng long hứa bích hoài đi thẳng về phía con đường mà mình và lâm thanh diện thường đi lý huỳnh thái dẫn mọi người đi theo sau hứa bích hoài chỉ cần hứa Bích Hoài đi ra khỏi vịnh Đăng Long, bọn họ sẽ lập tức đi theo bảo vệ an toàn cho hứa Bích Hoài. Bọn họ vẫn chưa biết tin tức của Lâm Thanh Diệt, hứa Bích Hoài cũng không nói với bọn họ. Trông dáng vẻ của chị dâu hình như có chút không đúng, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tần Cương hỏi Lý Huỳnh Thái. Có lẽ không phải đâu, mặc dù trông có vẻ quả thực là có tâm sự, nhưng có lẽ không phải là chuyện gì lớn, Lý Huỳnh Thái nói anh nói xem có phải là bên phía anh Diện xảy ra chuyện. Tần Cương hỏi, ngầm cái miệng quả đen của cậu lại, anh Diện gọi như vậy, sao có thế xảy ra chuyện được chứ, có lẽ chỉ là tâm trạng không tốt thôi, Lý Huỳnh Thái trừng mắt với Tần Cương. Bởi vì bọn họ sợ làm phiền hứa bích hoài nên đám người Lý Huỳnh Thái cũng không dám đi đến gần. Lúc đi qua một con hẻm, có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hứa bích hoài, trực tiếp kéo cô vào trong hẻm. Hứa Bích Hoài kêu lên một tiếng, không phản ứng kịp. Mấy người Lý Huỳnh Thái thấy vậy, sắc mặt của thay đổi, vội vàng chạy vào con hẻm kia. Mẹ nó, ai mà dám to gan như vậy, lại dám động vào chị dâu, nhanh, đừng để bọn chúng chạy, Lý Huỳnh Thái hét lên. Sau khi bọn họ đi vào trong con hẻm, đã có mấy người mặc đồ đen đợi bọn họ, Lý Huỳnh Thái dẫn theo đám người Tân Cương trực tiếp ra tay, nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là thực lực của những người này khá mạnh, bọn họ không đâu lại được. Trong vòng chưa đầy 5 phút, mấy người Lý Huỳnh Thái đều bị ngã xuống đất. Lúc này có mấy người từ trong con hẻm đi ra, Hứa Bích Hoài bị một người trong số đó bắt giữ, không có khả năng để phản kháng. Người đứng đầu những người này chính là Triệu Xuân Diện với khuôn mặt bầm tím. Mẹ nó, dựa vào mấy cái đồ cặn bã như chúng mày mà cũng dám so với những cao thủ của nhà họ Lâm tao. Nếu như tao đoán không nhầm, chúng mày là người mà được Lâm Thanh Diện sắp xếp, nói cho chúng mày biết Lâm Thanh Diện đã chết rồi, từ ngày hôm nay vợ của nó chính là của tao, ông đây đến cái nơi ma quỷ này hai ngày, lại phải chịu nhiều uất ức đến vậy, hôm nay tao nhất định phải chơi cô ta, nếu không khó có thể giải quyết được cơn hận trong người tao. chương 258, đúng là một người đàn ông tôi. Lý Huỳnh Thái nằm trên mặt đất nhìn chăm chằm vào triệu xuân diệu, sau khi nhìn thấy anh ta gần như giống hệt Lâm Thanh Diện, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc. Chỉ là bây giờ khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu bâm tím, Sương tấy, không có dáng vẻ ung dung như của Lâm Thanh Diệt, hơn nữa chỉ cần nghe Triệu Xuân Diệu nói chuyện, Lý Huỳnh Thái đã xác nhận được người này không phải là Lâm Thanh Diệt. Anh là ai, tại sao phải ra tay với cô ấy? Lý Huỳnh Thái nghiến răng nghiến lợi hỏi. Triệu Xuân Diệu cười khẩy, nói, ông đây muốn ra tay với ai lẽ nào còn cần phải có lý do sao? Nếu như thật sự phải nói ra một lý do thì đó chính là vì cô ta trông rất xinh đẹp, lại là vợ của Lâm Thanh Diệt nếu chơi cô ta chắc chắn sẽ rất kích thích. Lý Huỳnh Thái đột nhiên nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi lưu mảng lao về phía Triệu Xuân Diệu. Người đàn ông bên cạnh Triệu Xuân Diệu đạp cho Lý Huỳnh Thái một phát, đá Lý Huỳnh Thái văng ra mấy mét. Máy đầu rác rưởi như chúng mày mà cũng muốn ngăn cản tao. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ta đi thôi, lúc nãy tao nhìn thấy gần đây có một quán cây tivi, chúng ta đi đến đó chơi. Triệu Xuân Diệu mắng một câu, sau đó dẫn theo đám người kia đi ra khỏi con hẻm. Anh ta không lo lắng Lý Huỳnh Thái gọi cứu binh đến tìm anh ta, vì vậy không quan tâm khi bị Lý Huỳnh Thái nghe thấy nơi mà anh ta muốn đi, dù sao có những cao thủ nhà họ Lâm ở đây anh ta không sợ bất kỳ ai ở cái hồng thành này. Sau khi bọn chúng đi không lâu, Lý Huỳnh Thái lấy điện thoại của mình ra, gọi điện thoại cho Trần Tài Anh, kêu Trần Tài Anh nhanh chóng đem người qua. Mà lúc này trên một mái nhà bên cạnh con hẻm một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, hai tay để sau lưng, ở vị trí ngực áo có một dấu ấn đặc biệt, bên dưới viết hai chữ thiên nguyên. Anh ta nhìn chăm chăm vào Lý Huỳnh Thái và những người khác, lại nhìn về phía đám người triệu xuân diệu rời đi, sau đó nhảy lên, biến mất trên mái nhà. Trên đường đến Vịnh Đăng Long, trong một chiếc taxi, Lâm Thanh Diện mặt tràn đầy sự bất lực nhìn Trung Linh Nhi ở bên cạnh mình, đột nhiên không biết phải nói gì vốn dĩ anh trở về hông thành không có ý định dẫn thạch hạo và trung linh nhi theo nên chỉ dặn thạch hạo mua một vé cho mình thạch hạo cũng có ý định đi theo nhưng lâm thanh diện cần có người theo dõi tình hình ở kinh đô huyện yên vân cách kinh đô rất gần thạch hạo muốn có được tin tức ở bên phía kinh đô là một chuyện vô cùng dễ dàng vì vậy lâm thanh diện đã kêu thạch hạo ở lại huyện yên vân giúp anh nghe ngóng tình hình bên phía kinh đô về phần trung linh nhi lâm thanh diện cũng không muốn đưa cô trở về anh dặn Thạch Hạo đợi sau khi anh đi mới đưa Trung Linh Nhi về. Nhưng điều khiến anh không ngờ đến chính là, lúc anh xuống máy bay, mới phát hiện Trung Linh Nhi đã tự mình qua vé đi theo anh, bởi vì anh mua vé máy bay của chuyến gần nhất, Trung Linh Nhi có thể dễ dàng đoán ra là chuyến nào. Người cũng đã đến Hồng Thành, làm Thanh diện không thể ném Trung Linh Nhi xuống, vì vậy chỉ có thể dẫn Trung Linh Nhi về nhà. Lúc này điện thoại của Lâm Thanh Diện đột nhiên vang lên, là Thạch Hạo gọi đến. Anh Diện, không hay rồi, không thấy con bé Trung Linh Nhi đâu, em tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cô ấy, giọng nói lo lắng của Thạch Hạo vang lên. Cô ấy đang ở chỗ tôi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cái gì, sao cô ấy lại ở chỗ anh được chứ? Lúc anh đi, rõ ràng em nhìn thấy cô không đi theo anh mà, Thạch Hạo nghỉ ngờ nói. Lâm Thanh Diện không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Trung Linh Nhi quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, tức giận nói, hừ, anh đừng tưởng có thể bỏ mặc em như vậy dù gì em và anh cũng đã từng ngủ chung một giường cả đời này anh không thoát được đâu tài xế ở phía trước nghe thấy những lời trung linh nhi nói nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện tuổi của trung linh nhi vẫn còn rất nhỏ trông không giống một người đã thành niên trong lòng có chút nghi ngờ lâm thanh diện bắt cóc và bán những cô gái nhỏ không hiểu biết nhưng sau khi nghĩ lại hình như trung linh nhi đang quấn lấy lâm thanh diện không buông không nói gì chỉ thở dài ở trong lòng thằng nhóc này đúng là một người đàn ông tôi, vừa nhìn đã biết chính là một tên lừa gạt trái tím ngây thơ của các cô gái trẻ nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Đợi lát nữa đi đến nhà anh, nếu như em nhắc đến chuyện này anh sẽ đuổi em đi ngay lập tức, đã nghe thấy chưa, Lâm Thanh Diện bất lực nói. Trung Linh Nhi không nói gì, tài xế lẩm bẩm một câu, sao vậy, cậu lừa con gái nhà người ta, còn không muốn chịu trách nhiệm, thật đúng là một thằng đàn ông tôi. Trung Linh Nhi nghe thấy tài xế nói giúp mình, lập tức mỉm cười, bổ sung thêm, đúng vậy, thang đàn ông tôi tệ, xấu xa. Lâm Thanh Diện, khuôn mặt đen xì, nhất thời không biết phải giải thích với tài xế như thế nào. Sau khi đến cửa vịnh Đảng Long, Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi xuống xe, tài xế giận dữ nói với Lâm Thanh Diện, đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút, đừng làm chuyện lật mặt không nhận người quen, kiểu như hai người tôi gặp nhiều rồi, những người đàn ông kia không hề quan tâm đến con gái nhà người ta, cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp, nói xong tài xế cũng không lấy tiền lái xe đi thẳng lâm thanh diện bất lực liếc nhìn trung linh nhi phát hiện đang chừng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm anh đột nhiên những lời mà anh muốn nói với trung linh nhi lại bị nuốt lại đi theo anh nhưng nói trước nếu em dám nói linh tỉnh trước mặt vợ anh anh nhất định sẽ không khách khí với em lâm thanh diện nói trong giọng nói còn mang theo sự kiên quyết biết rồi biết rồi chúng ta mau đi vào thôi trung linh nhi không kiên nhẫn nói hai người cùng nhau đi vào vịnh đằng long trên đường đi đến căn biệt thự ở trung tâm nhìn thấy bên trong căn biệt thự vẫn sáng trong lòng lâm thanh diện mới có chút thả lòng anh đi vào trong biệt thự nhìn thấy tống huyền khanh và hứa quốc hoa đang ngồi trên sofa xem tivi, lên tiếng chào hỏi ba mẹ con về rồi tống huyền khanh và hứa bích hoài vẫn chưa biết hứa bích hoài đã bị triệu xuân diệu bắt dù sao hứa bích hoài mới đi ra ngoài chưa được bao lâu Bọn họ còn cho rằng Hứa Bích Hoài đang ở bên ngoài đi dạo để giải tỏa tâm trạng. Nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Diên, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vội vàng nhìn qua, sau đó vẻ mặt đều thay đổi, vội vàng đứng dậy. Bọn họ cứ nghĩ người đi vào là tên lừa đảo lúc trước, vì vậy trong lòng có chút sợ hãi. Cậu.SAO cậu lại quay lại, chuyện giữa cậu và Lâm Thanh Diện không liên quan đến chúng tôi, lúc trước Lâm Thanh Diện vào nhà chúng tôi, chúng tôi cũng bị ép, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi đừng gây phiên phức cho chúng tôi tống huyền khanh nói lâm thanh diện cao mày nói mẹ mẹ đang nói cái gì vậy con chính là lâm thanh diện tống huyền khanh nhìn lâm thanh diện một cách cẩn thận phát hiện người này quả thật có chút khác với trước đó nhưng hứa bích hoài nói lâm thanh diện thật sự đã chết nên bọn họ không thấy chắc chắn được người trước mặt có đang diễn không cậu nói cậu là lâm thanh diện vậy cậu nói cho tôi biết sinh nhật của con gái tôi là ngày tháng năm nào hứa quốc hoa hỏi Lâm Thanh Diện lập tức nói ra sinh nhật của hứa Bích Hoài, sau đó còn nói thêm một số chuyện khác có thể chứng minh được thân phận của anh. Lúc này Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa mới tin người đàn ông trước mặt là Lâm Thanh Diện. Không phải cậu đã chết rồi sao, sao lại trở về? Tống Huyền Khanh mặt đây nghi ngờ hỏi. Lúc này Trung Linh Nhi có chút hổ thẹn bước lên phía trước một bước nói, Dì à, thật sự xin lỗi mọi người, lúc trước cháu nói Lâm Thanh Diện chết rồi là nói đùa, mọi người đừng để ý nhé. Tống Huyền Khanh nhìn chầm chầm vào Trung Linh Nhị, hỏi cô là ai? Lâm Thanh Diện lúc này rất muốn biết hứa Bích Hoài đang ở đây vì vậy trực tiếp ngắt lời Tống Huyền Khanh, nói, mẹ, chuyện này đợi con trở về sẽ giải thích với mẹ, mẹ nói cho con biết hứa Bích Hoài bây giờ đang ở đâu. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói con bé cứ nghĩ là cậu đã chết nên một mình ra ngoài đi dạo rồi. Cô ấy không mang theo điện thoại, Lâm Thanh Diện hỏi. Không mang theo, Lâm Thanh Diện, cậu đã còn sống và trở lại, vậy thì tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu, không ngờ cậu lại dám lừa chúng tôi, nói cậu là người thừa kế của nhà họ Lâm, người thừa kế chân chính của nhà họ Lâm đã đến nhà chúng tôi, sản nghiệp nhà họ Lâm không liên quan gì đến cậu, phí công trước đây chúng tôi đối xử với cô tốt như vậy, không ngờ cậu lại là tên giả mạo, hại tôi lãng phí tình cảm, đến cuối cùng cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, không thể đem lại lợi ích cho chúng tôi. Tống Huyền Khanh Thảo Phạt Lâm Thanh Diện Mẹ nói cái gì? Triệu Xuân Diệu đã đến đây, trong lòng Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tôi không biết người kia tên là gì, dù sao thì cậu ta trông rất giống cậu, nếu không phải Bích Hoài phát hiện ra, người kia còn muốn giả vờ cậu ở ăn trực, uống nhờ ở nhà tôi, thật sự không biết người này thích cái gì, rõ ràng là người thừa kế của nhà họ Lâm lại còn muốn lừa nhà chúng tôi, Tông Huyền Khanh lầm bẩm Bà ta không hiểu tại sao Triệu Xuân Diệu lại đến đây, nhưng Lâm Thanh Diện biết rất rõ, anh ta đến đây chắc chắn là vì hứa Bích Hoài, mặc dù bị hứa bích hoài phát hiện ra nhưng bây giờ chỉ có một mình hứa bích hoài đi ra ngoài với tích cách của triệu xuân diệu chắc chắn sẽ ra tay với cô nói cách khác rất có khả năng lúc này hứa bích hoài đã gặp nguy hiểm ở bên ngoài mẹ mẹ có biết hứa bích hoài đi tản bộ ở đâu không bây giờ rất có khả năng cô ấy đang gặp nguy hiểm còn phải nhanh chóng đi cứu cô ấy lâm thanh diện có chút lo lắng nói tống huyền khanh nhếch miệng nói với lâm thanh diện còn ở đây mà vớ vẩn với tôi cậu còn chưa nói rõ với tôi chuyện người thừa kế nhà họ Lâm, cậu không phải là người thừa kế nhà họ Lâm, thà chết đi còn hơn, như vậy tôi có thể tìm một gia đình tốt hơn cho con gái mình, ai mà biết được cậu lại trở về, tôi thấy cậu không muốn gia đình tôi được sống tốt. Cậu còn không mau cút đi, cứ để Bích Hoài cảm thấy cậu đã chết rồi, nhân tiện cậu phải để lại cho chúng tôi mấy chục triệu tiền sinh hoạt phí, như vậy đối với chúng ta đều tốt. Trung Linh Nhi ở bên cạnh không nghe được nữa, hét lên với Tống Huyền Khanh, sao bà lại đáng ghét như vậy, quả thật còn xấu hơn cả Dung Mama. Ha, đứa con gái hôi hám này, mày nói ai là Dung Mama, mày cùng trở về với Lâm Thanh Diện, vừa nhìn đã biết được không phải là cái thứ tốt đẹp gì, đây là nhà của tao, mày mau cút ra ngoài cho tao. Dáng vẻ Tống Huyền Khanh giống như muốn cãi nhau với Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi lập tức trốn sau lưng Lâm Thanh Diện, làm mặt quỷ với Tống Huyền Khanh. Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng đau đầu, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được hứa bích hoài, chỉ khi nào xác định được sự an toàn của cô, anh mới có thể yên tâm được. Lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Diện đột nhiên reo lên, Lâm Thanh Diện lấy ra nhìn qua, là Trần Tài Anh gọi điện đến. Anh vội vàng bắt máy, bên phía kia Trần Tài Anh nói với một giọng nói đầy sự nghỉ ngờ, Lâm Thanh Diện. Là tôi, Huỳnh Thái có đi theo vợ tôi không, mau kêu anh ta nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu, Lâm Thanh Diện nói. Lúc nãy Huỳnh Thái gọi điện cho tôi nói là có người đã bắt vợ của cậu đi, đối phương nói cậu đã chết, bây giờ bọn họ đang ở trong một quán cây TV, tôi đang đi đến đó chân tài anh nói. Lúc này anh ta nhận được điện thoại của Lý Huỳnh Thái, sau khi nghe Lý Huỳnh Thái nói về tình hình hiện tại cũng có chút ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn xem như là khá bình tĩnh, đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện để xác định, sau khi biết được Lâm Thanh Diện vẫn chưa chết, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang ở Hồng Thành, Mau nói cho tôi biết địa chỉ, đợi sau khi quay lại tôi sẽ giải thích với cậu." Lâm Thanh Diện lo lắng nói. Trần Tài Anh lập tức nói địa chỉ mà Lý Huỳnh Thái nói với anh ta cho Lâm Thanh Diện, chỗ đó không gần Vịnh Rằng Long, muốn đi đến cũng phải mất một khoảng thời gian. Trong lòng Lâm Thanh Diện cầu nguyện Hứa Bích Hoài không được xảy ra chuyện gì, sau đó vội vàng xuất phát, vội vàng đi cứu Hứa Bích Hoài. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện muốn đi đi, vội vàng chạy đến ra cửa ngăn anh lại. Lâm Thanh Diện những lời tôi nói với cậu rốt của cậu có nghe thấy không, tôi kêu cậu giả vờ cậu đã chết, sau này rời khỏi Hồng Thành, hơn nữa tôi biết cậu có tiền, trước khi đi, cậu phải để lại cho tôi mấy tỷ, nếu không hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nhà này. chương 259, có xong hay chưa? Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyên Khanh chắn trước mặt mình, sắc mặt châm xuống, lạnh giọng nói, mẹ, bây giờ con không có thời gian nói chuyện này với mẹ, Bích Hoài bây giờ còn đang trong nguy hiểm, con phải nhanh chóng đi cứu cô ấy. Tống Huyền Khanh nhếch môi, mở miệng nói, "Cậu bớt ở đây nói linh tinh với tôi, đừng cho rằng tôi không biết cậu chính là muốn tìm cớ nhanh chóng gặp được Bích Hoài, cậu cũng biết cậu gặp nó rồi, nó nhất định sẽ không để cậu đi, nói cho cậu biết, hôm nay cậu không lấy ra mấy trăm triệu thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này." Nói rồi, Tống Huyền Khanh còn đặt hai tay mình lên cửa, chặn không cho Lâm Thanh diện ra. "Con thật sự không lừa mẹ, Bích Hoài bây giờ thật sự có nguy hiểm, mẹ mau tránh ra." con phải chạy tới ngay lâm thanh diện nôn nóng nói cậu cũng đã biết nó gặp nguy hiểm vậy còn không mau đưa tiền cho dù cậu không muốn rời khỏi con gái tôi cũng phải đưa đủ tiền cho tôi đưa tiền rồi cậu mới có thể đi tìm nó tống huyền khanh hùng hổ dọa người nói trung linh nhi thấy sắc mặt đó của tống huyền khanh trong lòng tức giận nói bà thật sự quá ác độc sắp so được với vương tuyết cầm trong tân dòng sông ly biệt rồi bây giờ con gái bà gặp nguy hiểm bà lại ở đây uy hiếp lâm thanh diện đòi tiền thật sự là không cần mặt mũi. Nói rồi, Trung Linh Nhi liên đẩy Tống Huyền Khanh, trực tiếp đẩy bà ta xuống đất. Lâm Thanh Diện thấy vậy, cũng không nói gì, chạy ra ngoài, lúc này anh không có tâm trạng quan tâm Tống Huyền Khanh ngã như thế nào. Chiếc Porsche dừng trong sân biệt thự, Lâm Thanh Diện nhìn thấy, vội vàng chạy tới xem, phát hiện chìa khóa ở trên, bèn trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong. Trung Linh Nhi cũng vội vàng chạy tới, ngồi vào vị trí ghế phụ, lâm thanh diện không nói gì khởi động xe lái ra khỏi biệt thự hy vọng có thể kịp tống huyền khanh che hông kêu gào trên đất thấy lâm thanh diện lái xe đi lập tức há miệng mắng to thứ trời đánh thánh đâm này mày không đưa tiền cũng thôi đi lại còn cướp xe nhà tao cả đời này mày cũng đừng mong quay lại nữa còn con nhỏ đáng chết đó mày đợi đó cho tao có cơ hội tao nhất định sẽ tìm mày báo thù trong một quán cây tv ở hồng thành Triệu Xuân Diệu sai thuộc hạ nhà họ Lâm bắt hứa Bích Hoài vào phòng bao. Mặc dù tối qua bị đánh rất thê thảm, nhưng vừa nghĩ tới sắp có thể hưởng thụ hứa Bích Hoài, trong lòng Triệu Xuân Diệu lại hưng phấn. Đợi ông đây thoải mái rồi, lại đi tìm đám Vương Bát đản tối qua báo thù, dám đánh ông thảm như vậy, ông nhất định phải khiến chúng hiểu rõ đạo lý làm người. Hắn ta sai người nhà họ Lâm vứt hứa Bích Hoài lên sofa, đôi mắt đầy hèn hạ nhìn cô, mở miệng nói, cô cũng thấy thực lực của tôi rồi những người lâm thanh diện sắp xếp cho cô ở chỗ tôi căn bản không đủ đô hơn nữa lâm thanh diện đã chết rồi cô bây giờ xem như là quả phụ sống một mình nhàm chán biết bao không bằng theo tôi như vậy tôi cũng có thể để cô trải nghiệm thú vui làm phụ nữ cô nói phải không hứa bích hoài ghê tởm nhìn triệu xuân diệu cắn răng nói đồ khốn cho dù tôi chết cũng sẽ không để anh được như ý nếu lâm thanh diện thật sự đã chết vậy tôi liên đi theo anh ấy triệu xuân diệu cười khinh thường nói đừng nằm mơ nữa vào tay tôi cô muốn chết cũng không dễ dàng như vậy cô ngoan ngoãn đợi tôi sủng hạnh đi nói xong triệu xuân diệu đi tới trước mặt hứa bích hoài vươn tay sờ mặt cô hứa bích hoài thấy vậy lập tức giữ cánh tay triệu xuân diệu căn lên tay hẳn triệu xuân diệu kêu thảm thiết một tiếng tay khác lập tức giơ lên hung hăng tát lên mặt hứa bích hoài đi em em điếm thối lại dám cắn tao hứa bích hoài che mặt mình tràn đầy oán hận nhìn Triệu Xuân Diệu, anh đừng lại gần tôi, tôi sẽ không theo anh, nếu anh thật sự đụng vào tôi, tôi nhất định sẽ không để anh dễ chịu. Triệu Xuân Diệu hừ lạnh, nói thật là oai, còn khiển tôi không dễ chịu nữa chứ, tôi muốn xem xem, cô lấy đâu ra bản lĩnh này. Cầm dây thường tới, trói cô ta lên cho tao, xem cô ta làm sao ở đây ra vẻ với tao. Người nhà họ lâm lập tức ra ngoài tìm dây thừng, sắc mặt hứa bích hoài thay đổi, nếu Triệu Xuân Diệu thật sự trói cô lên, vậy cô sẽ không có chút sức lực để phản kháng. cô trực tiếp đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng bao triệu xuân diệu thấy vậy kéo cô về người nhà họ lâm cũng đều đi tới nhìn chăm chăm hứa bích hoài một cô gái như cô muốn chạy trốn từ trong tay nhiều người đàn ông như vậy thực sự là một chuyện khó như lên trời. không bao lâu sau người vừa ra ngoài đã cầm dây thừng quay lại đám người dùng dây thừng trói hứa bích hoài lên lúc này bất kể hứa bích hoài giãy dụa thế nào cũng vô dụng. Triệu Xuân Diệu cười xấu xa nhìn chầm chầm hứa Bích Hoài, nói anh em vất vả rồi, tôi thử trước, lát nữa các anh em ở đây đều có phần, các người cứ xem cô ta như chó cái là được, đừng khách sáo với cô ta. Nói xong, Triệu Xuân Diệu liên nhào lên người hứa Bích Hoài. Anh cút ra cho tôi, đồ khốn, đừng đụng vào tôi. Hứa Bích Hoài mặt đầy tuyệt vọng hét lên. Kha kha, lúc này kêu tôi đi ra, cô là đang đùa sao, hôm nay ông đây phải chiếm được cô. Triệu Xuân Diệu cười nói, chính vào lúc này, cửa phòng bao bị người ta đá ra, Trần Tài Anh dẫn đám người xông vào. Sau khi gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện xong, Trần Tài Anh liền dẫn người nhanh chóng chạy tới đây, lại thêm hứa bích hoài tranh thủ chút thời gian cho bản thân, cho nên Trần Tài Anh mới dẫn người tới kịp. Đi em ai lại muốn phá hoại chuyện tốt của ông? Triệu Xuân Diệu tức giận đùng đùng xoay người, nhìn về phía sau. Trần Tài Anh thấy dáng vẻ Triệu Xuân Diệu lập tức xứng sốt lâm thanh diện hắn không phải lâm thanh diện hắn chỉ là rất giống lâm thanh diện các người tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc hứa bích hoài lập tức mở miệng hét lên một câu trần tài anh gật đầu lạnh giọng nói thả cô ấy ra ở hồng thành còn không ai có thể ra tay với người phụ nữ của lâm thanh diện ở trước mắt trần tài anh tôi triệu xuân diệu cười khinh thường nói lại là tới giúp vợ của lâm thanh diện à nghe giọng điệu của mày rất lợi hại chỉ là không biết mày có thể lợi hại hơn cao thủ hàng đầu nhà họ Lâm không. Sắc mặt Trần Tài anh biến đổi, anh ta không nghĩ tới người ra tay với Hứa Bích Hoài lại là người nhà họ Lâm, nhất thời trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao thuộc hạ của anh ta so sánh cao thủ của nhà họ Lâm vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhưng Hứa Bích Hoài ở trong tay họ, cho dù họ có lợi hại, Trần Tài anh cũng phải kiên trì cứu Hứa Bích Hoài ra. Lên hết, ưu tiên cứu Hứa Bích Hoài ra, không được hiếu chiến. Trần Tài Anh nhanh chóng quyết định, trực tiếp xông về phía hứa Bích Hoài. Người nhà họ Lâm cũng phản ứng khá nhanh chóng, lập tức chặn đám người Trần Tài Anh dẫn tới, cả phòng bao bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cao thủ nhà họ Lâm thực lực rất mạnh, ở nơi này ngoại trừ Trần Tài Anh vẫn có thể đối phó, những người còn lại căn bản không chịu nổi một kích ở trước mặt họ. Chỉ chốc lát sau, những người Trần Tài Anh dẫn tới đều ngã trên đất, một mình Trần Tài Anh căn bản không cách nào đối phó với nhiều người như vậy, chớp mắt cũng liền ngã xuống. Triệu Xuân Diệu đi tới cạnh chân tài anh, đá lên người anh ta, mắng, mày không phải rất lợi hại sao, sao nhanh vậy đã gục rồi, một đám tệ hại, cũng dám ra vẻ ở chỗ ông, hôm nay chúng mày không chỉ không cứu được cô ta, hơn nữa tao còn muốn chúng mày xem tao đùa bớn cô ta, nhanh thôi chúng mày sẽ biết tuyệt vọng có mùi vị gì. Sắc mặt chân tài anh khó coi nhìn Triệu Xuân Diệu, muốn bỏ dậy dậy dỗ hẳn ta một trận, anh ta thật sự nghĩ không ra, khuôn mặt giống Lâm Thanh Diện này tại sao nội tâm lại u ám như vậy. Những người nhà họ Lâm lập tức bước tới, khống chế chân tài anh, căn bản không cho anh ta bất kỳ cơ hội đứng dậy nào. Triệu Xuân Diệu hừ lạnh, khinh thường liếc nhìn chân tài anh, lại xoay người đi về phía hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cũng không nghĩ tới Trần Tài Anh cũng không phải đối thủ của đám người Triệu Xuân Diệu, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng. Mẹ nó, thật trễ nãi thời gian của ông, người đẹp, anh đến sủng hạnh em, Triệu Xuân Diệu lại cười hèn hạ. Trong lòng hứa Bích Hoài tuyệt vọng, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, nếu Lâm Thanh Diện ở đây lúc này, nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện, tuy nhiên Triệu Xuân Diệu nói Lâm Thanh Diện đã chết rồi, cô gọi điện thoại bên kia cũng nói vậy, cho nên trong lòng cô đã không ôm hy vọng gì nữa. Chính vào lúc Triệu Xuân Diệu lại muốn ra tay với Hứa Bích Hoài, bên ngoài phòng bao lại truyền tới tiếng bước chân, tiếp đó, lại là một đám người xông vào phòng bao lâm thanh diện kỳ chết của mày tới rồi mau đưa tay chịu trói quay về với chúng tao mạng của cô cả chúng tao phải do mày nợ máu trả máu một ông lão mở miệng hét lên triệu xuân diệu không kiên nhẫn xoay người lại hét lên với đám người xông vào dmn có xong hay chưa mau thu dọn chúng cho tao tao không muốn lại bị người khác đến làm phiên nữa nhìn dáng vẻ mày giống loại hống hách hương ngạnh, chẳng trách mày sẽ ra tay với con gái tao thực lực của cao thủ nhà họ lâm quả thực không yếu nhưng ở đây hẳn đều chỉ là một vài tên đánh đấm cao cấp đi người thật sự núi tiếng hẳn không có một ai tới lúc này một giọng nói trầm thấp truyền tới tiếp đó hội trưởng thương hội thiên nguyên liên bước vào phòng bao mày cmn cho rằng mày là ai cho dù chỉ là vài tên đánh đấm nhà họ lâm cũng không phải đám tệ hại chúng mày có thể tùy tiện đối phó mau cút đừng ở đây chướng mắt ông triệu xuân diệu căn bản không nhìn rõ người vào là ai hắn ta vẫn cho rằng lại là thế lực vô danh nào đó ở hồng thành Ngông cuồng, mày dám nói chuyện với hội trưởng chúng tao như vậy, tao thấy mày thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi." Ông lão hừ lạnh một tiếng. "Hội trưởng cứt chó gì vậy, ông?" Triệu Xuân Diệu chỉ cảm thấy có dòng điện lướt qua tim mình, sau đó vội vàng nhìn về phía hội trưởng, trong lòng lập tức sinh ra kinh hãi. "Hội trưởng, thương hội Thiên Nguyên, sao ông lại ở đây?" Triệu Xuân Diệu sợ hãi vội lùi về phía sau vài bước. "Hội trưởng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, mày giết con gái tao, lại chạy trốn khỏi nhà tù tòa nhà thiên nguyên của tao, chẳng lẽ mày cho rằng tao sẽ bỏ qua chuyện này như vậy sao? Hơn nữa tao cũng nghĩ không ra, mày có cách chạy trốn khỏi địa lao tòa nhà thiên nguyên, sao còn phạm phải sai lầm thấp kém như vậy, lại phô trương phách lối ở hồng thành thế này, chẳng lẽ mày cảm thấy thương hội thiên nguyên tao ngay cả chút manh mối này cũng không tra được sao? Triệu Xuân Diệu nghe thấy lời của hội trưởng, trong lòng lập tức lột bộp, nói trốn khỏi nhà tù của các ông hội trưởng, ông hiểu lầm rồi, người chạy trốn không phải tôi, các người tìm lầm người rồi. Hắn ta nhanh chóng hiểu rõ, thương hội thiên nguyên tìm hắn nhất định là vì Lâm Thanh Diện chạy trốn, hắn ta không làm sao nghĩ tới, Lâm Thanh Diện lại có bản lãnh lớn như vậy, ngay cả thương hội thiên nguyên cũng không làm được gì anh. Nếu không phải vì cảm thấy Lâm Thanh Diện đã chết trong tay thương hội thiên nguyên, hắn nhất định cũng không dám huynh hoang như vậy. Ai biết Lâm Thanh Diện lại thật sự có thể trốn thoát khỏi bàn tay thương hội thiên nguyên đừng rảo biện ở đây, người sát hại con gái tao chính là mày, cho dù mày rảo biện thế nào cũng đừng hòng trốn thoát. Mày không phải lợi hại lắm sao, lần này tao dẫn hết cao thủ hàng đầu của thương hội thiên nguyên tới, mày có thể đánh bại một tôn Ngọc Thành, nhưng mày có thể đánh bại 10 cao thủ trình độ tôn Ngọc Thành sao? Mày đợi chịu chết đi, lời hội trưởng vừa nói ra, đám người sau lưng ông ta lập tức hành động, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người dường như là những cao thủ nhà họ Lâm phái tới đồng thời ngã xuống. chương 260, kẻ động vào người phụ nữ của tôi, chết. Hứa Bích Hoài và Trân Tài Anh đều mở to mắt ngây ngốc nhìn một màn này, họ đều không nghĩ tới, chuyện lại xoay chuyển như vậy, đặc biệt là Hứa Bích Hoài, lúc Triệu Xuân Diệu hai lần sắp đạt được mục đích, đều sẽ có người không nghĩ tới xuất hiện cản trở. Họ không biết thương hội thiên nguyên làm gì, cho nên bây giờ cũng không rõ tại sao những người này tìm Triệu Xuân Diệu, Triệu Xuân Diệu thấy vệ sĩ Lạc Hân phái tới cho hắn ta liên tục ngã xuống, trong lòng cũng nôn nóng, mặc dù những tên đánh đấm nhà họ lâm lợi hại, nhưng cũng không chống đỡ nổi cao thủ cỡ tôn ngọc thành thương hội thiên nguyên phái tới. Rất nhanh, bên Triệu Xuân Diệu chỉ còn một mình hắn ta còn đứng. Những cao thủ của thương hội thiên nguyên bao vây Triệu Xuân Diệu lại, Triệu Xuân Diệu run câm cập, hắn ta vốn không có thực lực gì, đối diện với nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên là vô cùng lo sợ. Hội trưởng, thực lực của Lâm Thanh Diện không thể xem thường, từ camera giám sát cuộc chiến đấu của hắn và Tôn Ngọc Thành có thể nhìn ra được, thực lực của hắn nằm trên Tôn Ngọc Thành, để phòng vạn nhất, vẫn là để chúng tôi cùng sông lên đi, phải bắt được hắn với tốc độ nhanh nhất, tránh lại để hắn chạy nữa, ông lão nói. Hội trưởng gật đầu, nói cùng lên đi. Cao thủ của Thương hội Thiên Nguyên lập tức hành động, trước khi họ tới đã xem camera giám sát lúc Lâm Thanh Diện và Tôn Ngọc Thành chiến đấu, cho nên đã bước đầu hiểu rõ thực lực của Lâm Thanh Diệt, đều không dám có chút buông lỏng nào. Chỉ là họ không biết, người hôm đó ra tay với Tôn Ngọc Thành và người bây giờ ở trước mặt họ căn bản không phải cùng một người. Triệu Xuân Diệu muốn khóc ròng, nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, đừng nói là 10 người, cho dù một người hắn cũng không chống đỡ nổi, nếu họ cùng xông lên, e là có thể đánh chết hắn. Một cao thủ của thương hội Thiên Nguyên trực tiếp đá một cú vào Triệu Xuân Diệu, Triệu Xuân Diệu còn chưa kịp phản ứng lại đã ngã nhào xuống đất. Đám cao thủ thương hội thiên nguyên vốn còn chuẩn bị chiêu sau, trong khái niệm của họ, Lâm Thanh Diện nhất định không thể nào mới một chiêu đã gục được. Tuy nhiên, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ông lão cũng xứng sốt, nói, mọi người tuyệt đối đừng chủ quan, đây có thể là mưu kế của hắn, nhanh chóng nắm bắt thời cơ cho hắn vài cú nữa, tuyệt đối không thể để hắn có bất kỳ lực hoàn trả nào. Cao thủ của thương hội thiên nguyên lập tức xông lên đập triệu xuân diệu, có thể nói họ dùng hết sức lực, Triệu Xuân Diệu không chút nào đáp trả, chỉ đau đớn gào thét trên đất. Những người này lần lượt đánh đấm, dường như đã lấy đi cái mạng nhỏ của hẳn rồi. Đừng đánh nữa, còn đánh nữa tôi thật sự sẽ mất mạng, Triệu Xuân Diệu câu xin. Hội trưởng thương hội thiên nguyên nhíu mày nhìn Triệu Xuân Diệu, mở miệng nói, nhìn dáng vẻ tên này là thật sự không thể đánh trả, sao cứ cảm thấy hắn và người trốn thoát trong camera hoàn toàn không phải cùng một người. Hội trưởng, Tôi cũng cực kỳ hoài nghi, nhưng người mưu hại cô chủ, tuyệt đối là hắn, người trên bức hình đó giống hệt hắn, chuyện này hoàn toàn không thể sai được, ông lão mở miệng. Các người thật sự tìm Lâm người rồi, tôi không phải Lâm Thanh Diện, tôi tên Triệu Xuân Diệu, là con trai riêng của Lạc Hân, cho nên cực kỳ giống Lâm Thanh Diện mà thôi, Triệu Xuân Diệu giải thích. Dù sao bây giờ họ đã cảm thấy chuyện này là do Lâm Thanh Diện làm rồi, vậy hắn chỉ cần chứng minh mình không phải Lâm Thanh Diện là được. Dù sao cô cả của thương hội Thiên Nguyên đã chết rồi, không ai có thể đứng ra chứng minh, chỉ cần người của thương hội Thiên Nguyên cảm thấy người giết hại cô cả của họ là Lâm Thanh Diệt, vậy hắn ta có thể thoát một kiếp. Hội trưởng nghe thấy lời của Triệu Xuân Diệu, cũng sững sốt, không nghĩ tới người quản lý bây giờ của nhà họ Lâm còn có con riêng. "Cậu nói thật sao?" Hội trưởng mở miệng hỏi. "Tuyệt đối là thật, không tin ông có thể hỏi người phụ nữ này, cô ta là vợ của Lâm Thanh Diệt, nếu tôi thật sự là Lâm Thanh Diệt" sao cần dẫn người chói cô ta lại chứ, Triệu Xuân Diệu nói. Hội trưởng nhìn hứa Bích Hoài, hỏi cậu ta thật sự không phải Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài không biết những người này đang làm gì, nghe thấy hội trưởng hỏi câu này, bất giác gật đầu. Vì nguyên tố ấn tượng ban đầu, hội trưởng ban đầu cảm thấy người sát hại con gái ông ta là Lâm Thanh Diệt, cho nên khi nghe thấy người trước mắt không phải Lâm Thanh Diện, sắc mặt ông ta lập tức trở nên tái mét ông ta căn bản chưa từng nghĩ tới người sát hại con gái ông ta không phải lâm thanh diện mà là triệu xuân diệu ở trước mắt này dù sao triệu xuân diệu này nhìn thực sự là phế vật lại thêm ảnh hưởng nhân tố khác hội trưởng càng không cảm thấy người trước mắt có năng lực sát hại con gái ông ta thứ đáng chết chẳng lẽ tin tức bên này là do lâm thanh diện cố ý để chúng ta biết như vậy chúng ta sẽ bị người giống hắn thu hút mà hắn lại có cơ hội chạy trốn hội trưởng còn tự cho rằng hợp lý phân tích hội trưởng thực không dám che giấu, mặc dù tôi và Lâm Thanh Diện là anh em, nhưng giữa tôi và hắn có thù hận sâu đậm, tôi lần này tới Hồng Thành, cũng là vì tìm hắn, hắn cực kỳ yêu thương vợ mình. Tôi mới bắt chói vợ hắn, Triệu Xuân Diệu mắt lấm lét nói. Chỉ cần hội trưởng cảm thấy họ đứng trên cùng chiến tuyến, vậy hôm nay hẳn sẽ không có chuyện gì. Hội trưởng có chút áy náy nhìn Triệu Xuân Diệu một cái, nói, vậy thật ngại quá, là chúng tôi hiểu ầm cậu, cậu không bị thương chứ, Tiền chữa trị của cậu tôi có thể chịu toàn bộ." Triệu Xuân Diệu cười cười, nói "Chút vết thương này không tính là gì, nếu hội trưởng có thể giúp tôi tìm rồi giết chết Lâm Thanh Diệt, chính là ân tình lớn nhất đối với tôi." Hội trưởng gật đầu, quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, ánh mắt lộ ra sát khí, lạnh giọng nói, "Cô đã là vợ của Lâm Thanh Diệt, vậy tôi giết cô trước, cúng tế cho con gái đã mất của tôi." Sắc mặt Hứa Bích Hoài và Triệu Xuân Diệu đều biến đổi. Hứa Bích Hoài không nghĩ tới người của thương hội thiên nguyên trước mắt một cái đã muốn giết cô, Triệu Xuân Diệu lại có chút đau lòng, dù sao hắn vẫn còn chưa đụng vào Hứa Bích Hoài. Hội trưởng, bây giờ giết cô ta, có phải quá vội vàng không, chúng ta vẫn có thể lấy cô ta làm mồi nhử, để dẫn dụ Lâm Thanh Diện hiện thân, Triệu Xuân Diệu nói. Hội trưởng cười lạnh, cho dù bây giờ giết cô ta, chúng ta cũng có thể lấy cô ta làm mồi nhử, chuyện xảy ra nơi này chỉ có chúng ta biết, tôi chỉ cần giết hết tất cả người của Lâm Thanh Diện, vậy Lâm Thanh Diện sẽ không biết vợ hắn đã chết rồi, như vậy đến lúc đó hẳn vẫn sẽ mắc câu. Rất rõ ràng, hội trưởng đã bị lửa giận báo thù làm đầu óc u mê, nhưng hễ ông ta bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, là có thể nghĩ ra chỗ không hợp lý trong chuyện này, tuy nhiên ông ta không suy nghĩ, ông ta bây giờ chỉ muốn giết sạch tất cả những người liên quan tới Lâm Thanh Diện. Triệu Xuân Diệu sợ hội trưởng phát hiện ra điều gì đó, không dám nói gì nữa hội trưởng nghiêng đầu nhìn ông lão, trong căn phòng này ngoại trừ người nhà họ Lâm, giết sạch những người còn lại. Ông lão chỉ phục tùng mệnh lệnh, lập tức sắp xếp cao thủ của thương hội thiên nguyên đi làm chuyện này. Đây là hiểu lầm, Lâm Thanh Diện sẽ không giết con gái ông, anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hứa Bích Hoài hét lên, theo hiểu biết của cô đổi với Lâm Thanh Diện, đương nhiên rõ ràng Lâm Thanh Diện sẽ không làm chuyện như vậy. Đáng tiếc có quan niệm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, bất kể hứa Bích Hoài nói gì, hội trưởng chỉ cảm thấy đây là rảo biện mà thôi. Thấy hội trưởng tin tưởng là Lâm Thanh Diện giết con gái ông ta như vậy, mặt Triệu Xuân Diệu cũng lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng lại đắc ý vì sự cơ trí của mình. Chính vào lúc người của Thương hội Thiên Nguyên muốn ra tay với hứa Bích Hoài và đám người Trần Tài Anh, một bóng dáng trực tiếp xông vào phòng bao, chắn trước mặt hứa Bích Hoài, giọng tràn đầy sát khí kẻ động vào người phụ nữ của tôi, giết. Sau khi mọi người nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Thanh Diện đều kinh ngạc, Triệu Xuân Diệu không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại hiện thân nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút khó tin. Hắn vội xoay chuyển con ngươi, suy nghĩ lát nữa làm sao khiến hội trưởng tin con gái ông ta chính là do Lâm Thanh Diện giết. Hội trưởng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, thấy anh và Triệu Xuân Diệu giống nhau, liền biết người đột nhiên xuất hiện này chính là Lâm Thanh Diện. Ông ta nhìn Lâm Thanh Diện tràn đầy hận ý, lạnh giọng nói, Lâm Thanh Diện, Tao đang muốn tìm mày, không nghĩ tới mày lại tự chui đầu vào giọ. Mày giết con gái tao, hôm nay tao không chỉ muốn giết mày, còn muốn giết tất cả những người liên quan tới mày, chúng mày đều phải đền mạng cho con gái tao." Lâm Thanh Diện nhíu mày nhìn hội trưởng, nói "Tôi vốn chưa từng gặp con gái ông, đây đều là âm mưu của Lạc Hân và Triệu Xuân Diệu, là họ cố ý thiết kế để các người cảm thấy tôi là hung thủ, đầu sỏ gây tội thực sự chính là Triệu Xuân Diệu đang đứng cạnh ông." Lâm Thanh Diện mày bất ngậm máu phun người ở đây đi đây chỉ là lời nói vì muốn giá họa cho tao mà thôi từ đầu mọi người đều biết là mày giết con gái hội trưởng mày căn bản không có gì để giảo biện nếu không phải mày giết tại sao mày muốn trốn khỏi thương hội thiên nguyên mày trực tiếp nói rõ với hội trưởng không phải được rồi sao triệu xuân diệu cưỡng ngôn đoạt lý nói lâm thanh diện lạnh lùng nhìn hẳn nếu lúc đó anh ngoan ngoãn ở lại có lẽ người của thương hội thiên nguyên căn bản sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào Hội trưởng, ông xem hẳn ta không nói nữa, hắn ta nhất định là chuột dạ, ông mau cho người của ông giết hẳn đi, đừng để hắn chạy nữa, Triệu Xuân Diệu nói. Hội trưởng đã không còn lý trí gì nữa, nhìn thấy Lâm Thanh Diệt, trong lòng ông ta chỉ còn lại lửa giận vô tận, cho nên sau khi nghe lời nói của Triệu Xuân Diệu, ông ta lập tức ra lệnh, ra tay. Đám cao thủ của Thương hội Thiên Nguyên lập tức bao vây Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diện thấy vậy, biết lúc này bất kể giải thích thế nào cũng vô dụng. Đã vậy, chít có thể chém giết ra một con đường máu. Lâm Thanh Diện, bỏ việc phản kháng đi, thực lực của mỗi người họ đều không kém Tôn Ngọc Thành, mày có thể đánh bại một Tôn Ngọc Thành, nhưng tuyệt đối không đánh lại 10 Tôn Ngọc Thành, hội trưởng hét lên điên cuồng. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện cũng khẽ biết đổi, 10 cao thủ cấp bậc Tôn Ngọc Thanh, cho dù thực lực bây giờ của Lâm Thanh Diện khôi phục đến đỉnh cao, muốn đối phó cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, chỉ là có chút khó khăn mà thôi, cùng lắm bị thương thêm lần nữa, chỉ dựa vào mấy người này mà muốn giữ anh lại, vẫn là có chút người xỉ nói mộng. Chính vào lúc Lâm Thanh Diện định ra tay, một người nữa lại từ bên ngoài chạy vào, chính là Trung Linh Nhi. Lâm Thanh Diện vừa dừng xe liên chạy vào trong cây TV, căn bản không đợi cô ấy. Lâm Thanh Diện thúi, sao anh không đợi em, Trung Linh Nhi hét một câu, thấy tình hình trong phòng bao lập tức sững sốt. Linh Nhi, hội trưởng thương hội thiên nguyên nhìn thấy Trung Linh Nhi bèn hét to một tiếng, vội vàng đi tới. Trung Linh nhi xoay người, mặt lộ ra kinh ngạc, mở miệng nói: "Ba, sao ba lại ở đây?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 260.